Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 33. Đường Dĩnh nhìn cảnh này không thể tin được, cô ta bước tới túm lấy cánh tay Lâm Phàm, "Lâm Phàm, anh bị sao vậy? Anh đang làm gì? Dương Tiêu này là rác rưởi vô dụng, sao anh lại sợ anh ta như vậy?" Lâm Phàm nghe xong, mũi anh ta gần như bốc khói. Bóp! Đột nhiên, Lâm Phàm quay lại đá mạnh vào Đường Dĩnh. Đường Dĩnh nào có thể chịu đựng được sức lực của một người đàn ông bình thường, bị Lâm Phàm đá ngã xuống đất ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, cô không hiểu tiếng người hay không hiểu chuyện đời. Lâm Phàm tức giận trừng mắt nhìn Đường Dĩnh. Nói xong, Lâm Phàm lại giẫm mạnh hai lần lên người Đường Dĩnh với vẻ mặt hung dữ. Trong phút chốc, Đường Dĩnh nhếch nhác đến cực điểm, cô ta chỉ cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ cho tỉnh giấc. Lâm Phàm, tại sao? Sao anh lại làm vậy với tôi? Anh ta, Dương Thiêu là cái thá. Đừng quên, anh là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm ở Đề Đô, chỉ có người khác khúm núm với anh phải khúm núm với tên vô dụng từ khi nào? Vô dụng, sếp Dương là đồ vô dụng. Lâm Phàm sững sờ, ngay sau đó anh ta hét lên với ánh mắt bùng nô, mẹ kiếp nhà cô là đồ đĩ có tiết không chồng, sếp Dương là đồ vô dụng. Nói cho cô bia, tập đoàn Đề Hào to lớn này là của sếp Dương. Ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào Thân Long vẫn luôn thấy đuôi không thấy đầu là sếp Dương, Dương Tiêu. Ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào là sếp Dương, Dương Tiêu. Vừa dứt lời, Đường Dĩnh như bị đánh vào đầu, hai mắt đờ đẫn, nhìn Dương Tiêu với ánh mắt hỗn loạn vô hạn. Biết là được rồi, hét to như thế làm gì? Dương Tiêu không vui nhìn Lâm Phàm. Tuy nhiên Lâm Phàm đoán đúng một nửa, nửa còn lại thì không. Trước đây tập đoàn Đề Hào hoàn toàn do Dương Tuyết Ly kiểm soát, chỉ là Dương Tuyết Ly cũng họ Dương, nên rất dễ khiến người khác hiểu nhầm hai sếp Dương là cùng một người. Bây giờ anh là chủ của tập đoàn Đề Hào, chẳng qua lúc trước là Dương Tuyết Ly mà thôi. Nghe Dương Tiêu nói, vẻ mặt Lâm Phàm càng tôn trọng hơn, anh ta biết Dương Tiêu đang gián tiếp thừa nhận mình là chủ của tập đoàn Đề Hào. Tí tách, tí te chi nghĩ rằng mình đã xúc phạm sâu sắc đến Dương Tiêu, trán của Lâm Phàm đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh ta càng kính sợ hơn, hóa ra sếp Dương, Dương Tiêu lại khiêm tốn như vậy, may mà vừa nãy mình không xúc phạm sếp Dương đến chết. Lâm Phàm có nặn ra một nụ cười, sếp Dương dạy phải, sếp Dương dạy đúng, vậy sếp Dương nghĩ sao về sự hợp tác giữa hai công ty chúng ta? Tôi rất tò mò, quan hệ giữa hai người là như thế nào? Dương Tiêu cười đùa. Làm gì có chuyện Lâm Phàm không biết Dương Tiêu có ý gì, anh ta cười nịnh nọt nói, chơi chơi thôi. Tôi và Đường Dĩnh chỉ đang chơi đùa thôi. Sếp Dương, anh cũng biết đây, tôi vẫn còn trẻ, hấp tấp, loại miếng dán lội người giống như Đường Dĩnh này, tôi chỉ thường đến không từ chối thôi, làm sao tôi có thể để cô ta làm bạn gái được. Chỉ là một bình hoa, đồ vô dụng, tôi căng lắm chỉ chơi chơi thôi. Sau đó, Lâm Phàm nhìn Đường Dĩnh bằng ánh mắt lạnh lùng, Đường. DNS, bây giờ tôi chơi cô chán rồi, sau này đừng tới quấy rồi tôi nữa, nếu không... Tôi sẽ khiến cô không thể sống rời khỏi Đề Đô. Cái gì, không thể sống rời khỏi Đề Đô? Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người Lâm Phàm, Đường Dĩnh sợ tới mức toàn thân rùng mình. Cô ta biết Lâm Phàm không nói đùa, đối với một nhân vật nhỏ bé như cô ta, dựa vào thế lực của nhà họ Lâm ở Đề Đô giết cô ta đơn giản như giết chó nhà có tang. Chỉ là Đường Dĩnh nằm mơ cũng không bao giờ, ngờ tới Lâm Phàm sẽ vô tình như thế, vô tình đến mức này. Lâm Phàm. Nước mắt tủi thân của Đường Dĩnh chảy ra. Lâm Phàm lạnh lùng nói, tôi đã nói rất rõ ràng, chớ tìm chết. Rút lời, Lâm Phàm lại nhìn Dương Tiêu, sếp Dương, anh xem, tôi thực sự chỉ đang chơi đùa thôi. Ừ, tốt lắm, chuyện hợp tác tôi sẽ nghĩ lại, anh về trước đi. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Lâm Phàm vội vàng gật đầu, vâng. Vâng vâng vâng, vậy tôi về nhà chờ tin tức của sếp Dương. Tạm biệt sếp Dương, tạm biệt sếp Dương. Ngay sau đó, Lâm Phàm ở trước mặt Dương Tiêu cười hí hửng rời khỏi tập đoàn Đề Hào. Khi Lâm Phàm hoàn toàn rời đi, trái tim Đường Dĩnh đang rỉ máu. Số khổ, đây là lần đầu tiên cô ta nhận ra xô mình khô. Tìm ba cậu chủ nhà giàu, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ liên tục. Bình hoa, đồ chơi. Mình chỉ là bình hoa, mình chỉ là một thứ đồ chơi trong miệng của đàn ông kia. Không cam lòng, cô ta rất không cam lòng. Nghĩ đến ba mối tình nhờ Dương Tiêu ban tặng mà tan vỡ, Đường Dĩnh thực sự sắp nổi điên. Dương Tiêu, tôi phải giết anh, tôi phải dê anh, Đường Dĩnh hoàn toàn nổi điên. Nếu không phải do Dương Tiêu,
có lẽ cô ta đã gả vào một gia đình giàu có từ lâu, trở thành mợ chủ nhà giàu, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Ai có thể ngờ rằng vì đồ vô dụng, không đáng nhắc tới trong mắt cô ta, tình cảm của cô ta gặp trắc trở, bị sỉ nhục nhiều lần. Bò dậy, Đường Dĩnh nhào về phía Dương Tiêu, hai tay hóa thành móng vuốt, móng tay thon dài sắc bén muốn đâm thủng cổ của Dương Tiêu. Nhìn Đường Dĩnh đang lao về phía mình, vẻ mặt Dương Tiêu rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm Đường Dĩnh như nhìn một kẻ đáng thương. Bảo vệ xếp Dương. Đường Dĩnh còn chưa kịp đến gần. Dương Tiêu, nhân viên bảo vệ ở cửa đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Vèo vèo, hai bóng người ập đến, hai người nhanh chóng đè vai Đường Dĩnh lại, khiến Đường Dĩnh không nhúc nhích được. Đường Dĩnh tức giận gầm lên, thả tôi ra, thả tôi ra. Láo xược, dám lỗ mãng với xếp Dương, cô định không muôn sông nữa hả? Nhân viên bảo vệ đứng đầu tức giận măng. Hai mắt Đường Dĩnh đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Tiêu, tôi phải giết anh, tôi phải diệt anh. Dương Tiêu cười tự giễu, anh chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nói, Đường Dĩnh, không thể không nói cô là một người y rất dộc lòng, là một người trèo cao điển hình. Nhưng đáng tiếc, tại sao cô lại luôn tìm chết? Cô nào biết tôi mạnh như thế nào? Nếu không phải nể mặt ông cụ nhà họ Đường, cô và Đường Hạo đã chết từ lâu rồi. Đây là lần cuối cùng, tự, giải quyết cho tốt không có việc gì thì trở về việc sách cách leo lên nhà giàu, có lẽ cô sẽ là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất ở trong nước vào năm tới. Cách leo lên nhà giàu. Phụt, bị Dương Tiêu vùi dập, hai mắt Đường Dĩnh đen lại, suýt nữa nôn ra máu. Bắt nạt người quá đáng, Dương Tiêu. Đồ vô dụng nhà anh bắt nạt người quá đáng. Đường Dĩnh hung hãng hét lên. Nhìn chằm chằm Đường Dĩnh đang hét điên cuồng, Dương Tiêu vỗ mặt Đường Dĩnh, nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Cô đừng không biết điều khiêu khích danh sách đen của tôi. Rút lời, Dương Tiêu xoay người bước ra ngoài tập đoàn Đề Hào. Đáng ghét, nhìn Dương Tiêu dần dần đi xa, Đường Dĩnh căm hận đến cực điểm. Một nhân viên bảo vệ hỏi, đội trưởng, xử lý người phụ nữ này như thế nào? Xếp Dương bảo để cô ta đi, không giết cô ta, điều này không có nghĩa là không thể đánh cô ta. Mang ra ngoài tìm người đánh mạnh một trận, đội trưởng đội bảo vệ tức giận nói. Ngay cả xếp Dương mới được bổ nhiệm cũng dám xúc phạm, phải bị đánh, hơn nữa cần phải bị đánh mạnh một trận. Đường Dĩnh bị thương bị một đám người vạm vỡ kéo đến một bụi cây gần đó. Hút hù 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 hùn trong chốc lát, tiếng hét tiếng khóc như sói của Đường Dĩnh vang lên từ trong bụi. Vừa mới lên taxi. Đường Mộc Tuyết ở Trung Nguyên xa xôi gọi điện thoại đến, nghe nói anh ở Đề Đô gây ra động tĩnh không nhỏ. Mộc Tuyết, tin tức của em cũng khá nhanh thật đấy. Có rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết. Dương Tiêu khẽ thở dài. Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói, em gọi cho anh là muốn an ủi anh đừng đau lòng khó chịu quá. Có rất nhiều chuyện vẫn phải tiến về phía trước, em sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh. Tình hình, Benny, Phó Trung, Nguyên đang ổn định. Tập đoàn Tuyết Tiêu đang dần dần nghiền nát tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Anh ở Đế Đô nhất định phải chú ý an toàn, và... Và gì? Dương Tiêu vô thức hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ lên, và, em nhớ anh. Nghe vậy, Dương Tiêu cảm thấy ấm áp trong lòng, anh rất muốn nhanh chóng. Giải quyết xong chuyện ở Đế Đô, trở về Trung Nguyên đồng hành với Đường Mộc Tuyết. Bíp bíp. Vừa cúp máy với Đường Mộc Tuyết, lại có một cuộc gọi khác. Cuộc gọi này là số nước ngoài. Số nước ngoài, của ai? Dương Tiêu sờ căm, chọn trả lời. Vừa mới kết nối điện thoại, từ đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói ảm đạm, ha ha. Long chủ điện hạ, tôi là Lucifer. Nửa tháng sau, quyết đấu tại Tử Cấm Thành ở Đề Đô, vị trí long chủ này không hợp với cậu. Lão quỷ dịch thấp kia động kinh mới kế thừa vị trí long chủ cho cậu. Nửa tháng sau, tìm người nhặt xác cho cậu đi. Thật không? Nửa tháng sau ở Tử Cấm Thành, cần lâu như vậy à, có giỏi thì bây giờ xông ra đánh một trận sống chết đi. Dương Tiêu cười khẩy, lúc này Lucifer bị ảnh tử đại nhân đánh trúng, bị thương rất nặng, anh ta dâu dêm nói, bót dùng phép khích tướng. Nhớ kỹ, nửa tháng sau ở Tử Cấm Thành ở Đề Đô, Long chủ điện hạ có thể không tới, nhưng đến lúc đó đừng trách tôi đến Trung Nguyên. Vợ của cậu, Đường Mộc Tuyệt rất xinh đẹp, có tất cả khí chất của một người đẹp phương Đông cổ điển. Anh muốn làm gì? Nghe Lucifer nhắc tới Đường Mộc Tuyết, vẻ mặt Dương Tiêu lạnh đi. Lucifer cười dữ tợn, làm gì hai đơn giản thôi. Bồn tọa rất thích kiểu báu vật mà ông trời ban tặng này. Nếu nửa tháng sau cậu không đến Tử Cấm Thành, bồn tọa sẽ đến Trung Nguyên làm chuyện rất xấu hổ với Đường Mộc Tuyết vợ của cậu. Sau đó quay video,
tung nó lên các trang web lớn trên thế giới, để họ xem vợ của Long chủ điện hạ lắng lơ như thế nào. Tiếp đó tôi sẽ khiến Đường Mộc Tuyết chết trong tuyệt vọng, tôi sẽ móc đứa bé trong bụng cô ta ra ngâm. Không nhầm đâu, cậu không nghe nhầm đâu, tôi sẽ móc đứa con của cậu từ trong bụng Đường Mộc Tuyết ra, ngâm nó trong formalin, ha 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 hải. Formalin là gì? Đây là một loại thuốc chống phân hủy phổ biến thường được dùng trong y học ngâm các bộ phận của cơ thể người. Ngâm trong formalin hay tốt, rất tốt, rất tốt. Trên mặt Dương Tiêu cũng không hiện lên quá nhiều sự tức giận, anh lạnh lùng nói, được lắm. Anh yên tâm, chờ khi anh chết, tôi cũng sẽ ngâm thi thể của anh trong formalin. Tôi sẽ ngâm thi thể của anh trong formalin sau đó đưa về Long Môn, để những kẻ phản nghịch đó thay chồng lại tôi sẽ có kết cục gì. Còn nữa, anh cứ việc đến Trung Nguyên gây chuyện, tôi ngược lại muốn nhìn xem anh có thể sống sót rời khỏi thành phố Trung Nguyên hay không. Dứt lời, Dương Tiêu quả quyết cúp điện thoại, trong lòng anh tức giận cực độ. Đường Mộc Tuyết là vảy ngược của Dương Tiêu, người nào đụng vào người đó chết. Trước đó Lucifer đã ám sát mình, giờ lại dám lấy Đường Mộc Tuyết ra nói, điều này đã kích thích nghiêm trọng đến Dương Tiêu. Nửa tháng sau, Tử Cấm Thành, Dương Tiêu nhất định sẽ chiến đấu. Chiến đấu ở bất cứ nơi nào, Lucifer cũng sẽ bị xóa sỏi còn về việc Lucifer có dành thời gian đến Trung Nguyên gây gỗ. Gây chuyện hay không, Dương Liêu cũng không lo lắng lắm, bởi vì trước khi rời đi, anh đã nhờ Bắc Hải Long Vương bí mật bảo vệ Đường Mộc Tuyết. Bên trong tuyệt thế Long Môn, tứ đại Long Vương đều có thực lực xuất thần nhập hóa, tất cả đều vượt trội hơn tám thiên sứ rực cháy. Và Bắc Hải Long Vương cũng không xếp hạng chót trong tứ đại Long Vương. Thực lực của ông ngang ngược, Lucifer dám đến Trung Nguyên gây chuyện là tự tìm đường chết. Chỉ là lời nói của Lucifer đã kích thích thần kinh não của Dương Tiêu một cách sâu sắc, anh thề sẽ tiêu diệt tên khốn Lucifer này. Cho dù sức mạnh của Lucifer vượt trội hơn mình thì có làm sao? Anh ta mạnh thì mặc kệ anh ta, trăng sáng soi sông lớn. Nếu thật sự chém giết một trận sinh tử, Dương Tiêu thật sự không sợ Lucifer, anh giỏi nhất là dê người. Vãi cho khốn nạn, Phaco nhìn thấy Dương Tiêu cúp điện thoại, Lucifer đang trốn ở nhà họ Dương ở đề đô mũi suýt chút nữa bộc khói. Ngay sau đó, Lucifer lại gọi thêm một cuộc, lão điều, khi nào chuyện bên anh mới kết thúc? Tôi đã chờ không nổi muốn giết chết tên khốn kiếp Dương Tiểu kia rồi. Lão điều là một tay bắn tỉa đỉnh cao đẳng cấp thế giới, ngoài khả năng bắn tỉa, anh ta còn là sát thủ lừng danh thế giới, có kỹ năng ám sát xuất thần nhập hóa. Mục đích lần này Lucifer tìm lão điều là nhắm vào Lăng Ảnh Huyện đang bí mật bảo vệ Dugic Tiêu, dê được Lăng Ảnh Huyện. Nếu không có ai ngăn cản Lăng Ảnh Huyện, anh ta muốn giết Dương Tiêu sẽ rất khó khăn. Anh bạn, anh biết đấy, tôi đang thực hiện nhiệm vụ, chỉ một bước cuối cùng nữa thôi. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ đến địa bàn đề đô nhanh nhất có thể. Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói khàn khàn. Lucifer tức giận nói, vậy thì mau tốc chiến tốc thăng đi. Nghĩ vì Dương Tiêu mà mình bị mất cả hai tai, Lucifer chỉ muốn lột da rút gân Dương Tiêu, đập xương thành cho ngay lập tức. Lúc này, Dương Tiêu thuê xe phóng về phía nhà tang lễ. Đội trưởng, bên chúng tôi có chút rắc rối, hay anh qua đây xem thử đi. Đúng lúc này, Trần Khải liên lạc với Dương Tiêu. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lùng hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Chúng tôi đã đem cho cốt ra ngoài rồi. Còn chẳng phải muốn tìm một nghĩa trang tốt hơn cho chú Dương. Liên không sao, người ta không nể mặt, thêm nữa tôi không phải dân ở đề đô, mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn một chút. Trần Khải thấp giọng nói. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, ồ, còn có chuyện như vậy. Như đã biết, Trần Khải đến từ gia tộc quyền lực số 1 ở Tây Song Bản Nạp, Miêu Cương. Mặc dù nhà họ Trần không phải một trong 10 nhà quyên thê hàng. Đầu ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, nhưng cũng không khác mây. Điều khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là Trần Khải đích thần tìm nghĩa trang mà lại gặp sự cố, điều này có hơi khó tin. Đúng vậy đội trưởng, bọn họ chỉ bán cho những gia đình quyền thế ở đề đô. Hay anh qua đây đi, chúng tôi đang ở An Ninh Cáo. Trần Khải nói. Nghe tin, Dương Tiêu nói với tài xế, bác tài, đến An Ninh Các. An Ninh Các kiểm soát 99% nghĩa trang cao cấp ở đề đô, nghĩa trang Hương Son là nơi sang trọng nhất ở đề đô thuộc về An Ninh Các. Người ta nói rằng một mảnh đất bên trong nghĩa trang Hương Sơn có thể có giá hàng triệu tệ, thậm chí hàng chục triệu tệ, được cung cấp chuyên chôn cất tổ, tiên của các gia đình quyền thế ở đề đô. Đã nói, nghĩa trang Hương Sơn là nghĩa trang lớn nhất ở đề đô. Theo quy định của chúng tôi, nghĩa trang Hương Sơn chỉ bán cho những gia
Đình Quyên thế ở Đề Đô, mặc dù cậu Trần có lai lịch lớn, nhưng người được chôn cất lại không phải tổ tiên của nhà họ Trần các cậu, điều này không thể ngoại lệ được. Dương Tiêu vừa xuống xe, đi tới An Ninh Các đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Này, ông già cổ hủ nhà ông có ý gì? Không n an, họ tràn ở Miêu Cương mặt mũi đúng không? Trần Khải lòng đầy căm phân nói. Chỉ nhìn thấy một ông già ở trong sảnh lớn An Ninh Các đã hơn 60 tuổi, nói với thái độ cứng rắn, nếu là tổ tiên của nhà họ Trần ở Miêu Cương thì ông già cô hủ này sẽ đi xin thử, nhưng cậu Trần lại muốn xin mộ cho một người bình thường, chúng tôi hoàn toàn không làm được. Này, Trần Khải tức giận. Dương Tiêu bước tới, vỗ vai Trần Khải xoa dịu, đừng vội, xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, Nghĩa Trang Hương Sơn là nghĩa trang lớn nhất ở Đế Đề. Tôi muốn lấy một phần mộ ở Nghĩa Trang Hương Sơn, bọn họ không cho. Khăng khăng nói rằng chỉ những gia đình quyền thế ở Đê Đô mới đủ tư cách mua, không thể phá lệ cho người ngoài. Đội trưởng, anh nói xem điều này có phải rất quá đáng không? Trần Khải không vui nói. Dương Tiêu gật đầu, tôi hiểu rồi, chuyện này giao cho tôi. Ngay sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía ông già, bác này, ông nói khu Nghĩa Trang Hương Sơn chỉ bán cho những gia đình quyền thế ở Đê Đô. Tôi có thể hiểu, chắc hẳn đây là ý của ông chủ của An Ninh Các ở Đề Đô không liên quan đến ông, nhưng tôi muốn một phần mộ thì vẫn có thể chứ. Cậu là, ông già nhìn Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, tôi tên Dương Tiêu, chắc ông đã nghe đến tên của tôi rồi nhỉ. Dương Tiêu, ông già nhớ lại, ông ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó kinh hãi nói, cái gì? Cậu là Dương Tiêu, cậu chủ nhỏ của nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Tiêu. Vốn dĩ ông ta định nói Dương Tiêu là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, nhưng nghĩ đến những gì Dương Tiêu đã làm ở Đề Đô trong hai ngày qua, ông ta chẳng dám xúc phạm. Nhà họ Dương ở Đề Đô, chậc, cũng chẳng phải, tôi và nhà họ Dương ở Đề Đô chẳng có liên quan gì, nhưng lần này người được chôn cất là bố của tôi. Bố của tôi là chủ nhà họ Dương ở Đề Đô, cho dù đã qua đời thì vẫn là chủ nhà họ Dương, thân phận này đã đủ rồi chứ? Dương Tiêu hỏi. Trần Khải hăm hở nói, đúng vậy, máy chữ nhà họ Dương ở Đề Đô đã đủ rồi đúng không? Cậu chủ nhỏ Dương Tiêu chờ một chút, bởi vì thân phận của cậu quá đặc biệt, chuyện này tôi cần phải nhờ nhà họ Dương ở Đề Đô xác minh hồ. Ông già nói, xác minh, Dương Tiêu sửng sốt, cuối cùng nhẹ giọng nói, cứ tự nhiên. An Ninh Các này đặt ra quy tắc Dương Tiêu cũng không tiện phá vỡ quy tắc. Cha anh quả thật là chủ nhà họ Dương ở Đề Đô, cho dù hỏi bà cụ. Với thực lực hiện tại của anh không tin bà cụ sẽ không dám nể mặt anh ba phần. Ông già nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho nhà họ Dương ở Đề Đô, xin chào bà, chúng tôi là bên An Ninh Các. Xin hỏi chủ nhà Dương Thiên Khung của nhà họ Dương xác định muốn chôn cất ở Nghĩa Trang Hương Sơn phải không? Nghĩa Trang Hương Sơn, bà cụ nhận được cuộc gọi có vẻ ngạc nhiên. Sau khi suy nghĩ kỹ, bà ta mới hiểu ra đây hẳn là ý của Dương Tiêu. Bà cụ nghiền ngẫm nói, đứa con rơi của nhà họ Dương ở đó chứ? Có, thưa bà, ông già cung kính nói. Biết rõ mọi chuyện, bà ta rất khinh thường nói, tôi tỏ rõ thái độ, nhà họ Dương ở Đề Đô không có người như vậy, người này đã bị nhà họ Dương ở Đề Đô đuổi đi từ lâu rồi. Còn nữa, phiền ông nói với tên nghiệp chướng kia, tôi không có con cháu trăng ra gì như Dương Thiên Khung, bảo cậu ta muốn nghỉ y ở đâu thì chôn. Muốn chôn ở Nghĩa Trang Hương Sơn, đúng là nằm mo giữa ban ngày. Giờ phút này, trong nhà họ Dương ở Đề Đô, trên mặt bà cụ lộ ra vẻ lạnh lùng. Trong mắt bà ta chỉ có lợi ích, không có tình thân. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết. Mặc dù Dương Thiên Khung là con ruột của bà ta, nhưng Dương Thiên Khung đã chết nên không có giá trị sử dụng gì cả. Còn về Dương Tiêu, ha, chỉ là một tên nghiệp chướng mà thôi. Ở khách sạn Thần Phong khiến bà ta xấu hổ, giết hại con cháu nhà họ Dương ở Đề Đô, tên nghiệp chướng này đáng chém ngàn đao. Mãi mãi không được siêu thoát. Bây giờ, nhà họ Dương ở Đề Đô có thiên sứ rực rỡ Lucifer Trần giữ, bà ta sẽ không bao giờ để Dương Tiêu vào mắt nữa, cũng sẽ không sợ hãi. Kết thúc cuộc gọi với bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô, ông già nói rõ ràng với Dương Tiêu, xin lỗi cậu Dương Tiêu, bà cụ không thừa nhận quan hệ huyết thống của cậu với bà ấy, còn bảo tôi nói với cậu, cậu muốn chôn chủ nhà họ Dương ở đâu thì chôn. Cái gì, chôn ở đâu thì chôn? Vừa rút lời, Dương Tiêu tức giận, anh thật sự không ngờ bà già này lại dám nói ra những lời như vậy. Mẹ kiếp, bà già này không muốn sống nữa hả? Bà ta không muốn giữ thể diện nữa.
Trần Khải chửi thề ngay tại chỗ. Anh ta đã nhìn thấy người vô tình vô nghĩa, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một bà già vô tình vô nghĩa đến cực điểm như này. Người được chôn cất là Dương Thiên Khung, chủ nhà họ Dương ở Đề Đô, là con trai của bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô. Người ta nói hỗ độc không ăn thịt con, những gì bà già này lần thật sự, khiến tam quan của Trần Khải sụp đổ. Vẻ mặt Dương Tiêu âm u như nước, anh xua tay, xảy ra chuyện như vậy chắc chắn có vấn đề, bên trong nhà họ Dương ở Đề Đô có chuyện gì. Khứu giác của anh cực kỳ nhạy bén, lúc trước bước vào nhà họ Dương ở Đề Đô, cưỡng ép mang di hài cha đi bà ta không hề ngăn cản. Trong nháy mắt, bà ta đã trở mặt không quen biết, điều này hoàn toàn chứng tỏ có lẽ nhà họ Dương ở Đề Đô đã tìm được ông lớn chống lưng, hoàn toàn không sợ mình. Là Lucifer hay nhà họ Khương ở Đề Đô? Hai cái tên này, đều có khả năng cả, Lucifer dám gọi điện cho mình hẹn nửa tháng sau chiến đấu, điều này đủ cho thấy Lucifer đã chuẩn bị đầy đủ. Nhà họ Khương ở Đề Đô là nhà quyền thế lớn nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc, một tập đoàn tài phiệt nổi tiếng ở châu Á. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương là truyền thuyết lưỡi dao sắc bén đầu tiên của đất nước. Bất kể là ai trong hai người ủng hộ nhà họ Dương ở Đề Đô, đều sẽ khiến bà cụ chống lại anh. Đội trưởng, bây giờ phải làm gì? Trần Khải hỏi. Dương Tiêu thấp giọng nói, đơn giản. Lấy được phân mộ xong thì đến nhà họ Dương ở Đề Đô, tìm ra hậu thuẫn sau ni nhà họ Dương ở Đề Đô. Nếu không tìm được thì giết bọn họ, giết nhà họ Dương ở Đề Đô máu chảy thành sông. Tôi không tin nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ không ly lá bài cuối cùng rêu. Ha ha, đội trưởng, tôi thích điểm này của anh, gây chuyện đúng không? Được rồi, làm cho xong đi. Trần Khải cười khà khà. Sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía ông già, bác này, cho dù bà cụ không thừa nhận cũng không thành vấn đề. Bố tôi là chủ nhà họ Dương ở Đề Đô, về chuyện này ông phải thừa nhận chứ. Chuyện này, ông già khó xử. Dương Tiêu lại nói. Thứ nhất, người được an táng là chủ nhà họ Dương. Thứ hai, chúng tôi không thiếu tiền. Thứ ba, chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của các ông. Ông không cần phải làm chúng tôi khó xử đến thế chứ. Ông già do dự một lúc, cuối cùng ông ta vẫn từ chối. Thực xin lỗi, nếu nhà họ Dương ở Đề Đồ không gật đầu, chúng tôi không thể đồng ý với cậu Dương được. Trong nháy mắt, ông già đã không gọi Dương Tiểu là cậu chủ nhỏ Dương Tiêu nữa mà đổi thành cậu Dương. Thái độ của ông ta thay đổi rất lớn. Xem ra không có gì để nói. Dương Tiêu chế nhạo. Vẻ mặt ông già không còn cung kính, nhìn Dương Tiêu với ánh mắt lạnh thấu xương. Cậu Dương, ông già này rất chắc chắn, cậu không đủ điều kiện mua phần mộ ở Nghĩa Trang Hương Sơn, mời về cho. Ha, nếu chúng tôi không về thì ông có thể làm gì? Trần Khải tức giận. Ông già cười khẩy nói, nếu không trở về, ông già này chỉ đành đưa các người về. Cộp cộp cộp. Khi ông già vừa rút lời, bồn, 50 thành viên tỉnh nhuệ mặc áo đen lập tức xuất hiện trong an ninh các, tất cả đều tập trung ánh mắt vào Dương Tiêu và Trần Khải. Chỉ cần ông già ra lệnh, họ sẽ lấy tốc độ xét đánh không? Kịp bưng tai đánh bay Dương Tiêu và Trần Khải. Người đứng sau an ninh các là ai hai? Dương Tiêu nhìn Trần Khải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Khải nói nhỏ, đội trưởng, trước khi tới đây tôi đã kiểm tra qua. Là nhà họ Lâm, một trong 6 nhà quyền thế lớn ở Đề Đô. Nhà họ Lâm, đúng là thú vị, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Ngay sau đó, Dương Tiêu liên lạc với Hoa Mộ Tranh, liên lạc với Lâm Phàm cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm, để anh ta qua xử lý. Tôi hiểu, Hoa Mộ Tranh đang xử lý thông tin của tập đoàn Đề Hào, nhận được tin tức của Dương Tiêu đã lập tức liên lạc với Lâm Phàm, cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm. Lâm Phàm nhận được cuộc gọi đã kinh hãi, vãi ạ, lại còn có chuyện như vậy. Ông già mạnh muồn mi gì? Ông ta không muốn lăn lộn nữa hả? Lâm Phàm đang lái xe biết được tin này, anh ta đã rất sững sờ. Ông già mạnh mà Lâm Phàm nói là ông già phụ trách an ninh các. Vui không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm nhanh chóng quay đầu lái chiếc Ferrari của mình về phía an ninh các. Trong mắt anh ta, Dương Tiêu có, thân phận bí ẩn, hơn nữa còn là sếp Dương của tập đoàn Đề Hào, công ty lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc. Nếu đắc tội Dương Tiêu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí anh ta muốn thừa kê nhà họ Lâm ở Đề Đô là một vấn đề nghiêm trọng. Dù sao thì lần này nhà họ Lâm ở Đế Đô hợp tác với tập đoàn Đề Hào, hiện tại Dương Tiêu chưa gật đầu, điều này làm cho anh ta khó làm. Liên lạc với cậu chủ nhỏ Lâm Phàm nhà tôi, cậu bớt lại đi. Ông già khinh thường cười nói. Dương Tiêu hơi hăng hái hỏi, sao?
ông không tin cậu chủ nhỏ Lâm Phàm nhà ông sẽ tới đây. Đương nhiên không tin, nếu cậu chủ nhỏ nhà tôi tới vì cậu, tôi sẽ cởi đồ ngay tại chỗ, từ chức không làm nữa. Ông già cười khẩy. Người khác không biết, nhưng ông ta biết rất rõ. Ở trong Đề Đô, trong 6 nhà quyền thế lớn, nhà họ Lâm ở Đề Đô có quan hệ tốt nhất với nhà họ Khương ở Đề Đô, cậu chủ nhỏ Lâm Phàm nhà bọn họ còn có quan hệ tốt với cậu chủ lớn nhà họ Khương. Bây giờ Dương Tiêu đã tuyên chiến với nhà họ Khương ở Đề Đô, 3 ngày sau sẽ có một trận chiến sinh tử. Với quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Khương, cậu chủ nhỏ Lâm Phàm nhất định sẽ đứng về phía nhà họ Khương, không đứng về phía Dương Tiêu. Bởi vậy, ông già rất chắc chắn cậu chủ nhỏ Lâm Phàm nhất định sẽ không cho Dương Tiêu chút thể diện nào. Nhìn ông già tính trước kỹ càng, Dương Tiêu gật đầu, ông cũng đã một bỏ tuổi rồi, đúng là nên đến tuổi nghỉ hưu, già mắt mờ không nên đứng ở vị trí người phụ trách an ninh các nữa, chuẩn bị nghỉ hưu nhường vị trí đi. Cái gì, nghỉ hưu nhường vị trí? Bảo tôi nghỉ hưu nhường vị trí, thật nực cười. Ông già khít mũi. Trần Khải nghi ngờ nhìn Dương Tiêu, đội trưởng, tôi nghe nói nhà họ Lâm có quan hệ tốt với nhà họ Khương. Đến lúc đó nhà họ Lâm không giúp nhà họ Khương đối phó với chúng ta đã tốt lắm rồi. Sao cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm có thể giúp chúng ta được? Lát nữa cậu sẽ biết. Dương Tiêu cười thần bí. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy ý cười của Dương Tiêu, vẻ mặt ông già lạnh lẽo, ông ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vẫy tay quát, người đâu, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Vâng, nhóm thành viên tinh nhuệ của an ninh các đi về phía Dương Tiêu và Trần Khải với ánh mắt không tốt đẹp gì. Ngay khi hai bên sắp xảy ra xung đột, một giọng nói âm vang như sâm vang lên. Đôi cô dừng tay lại cho tôi. Ông già mạnh, ông dám xúc phạm đến cả xếp Dương, ông không muốn sống nữa hả? Hải. Ngay sau đó, bóng dáng nỗi giận đùng đùng của Lâm Phàm bước vào công an ninh các. Lâm Phàm, cậu chủ nhỏ. Nhìn thấy người tới, con người của ông già co rút lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa nãy Dương Tiêu gọi điện thoại thực sự đã gọi được cậu chủ nhỏ Lâm Phàm nhà bọn họ, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Phàm không để ý đến ông già, mà đi tới trước mặt Dương Tiêu cười nịnh nọt, ôi chao, sếp Dương, rất xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi thật sự không ngờ giữa hai nhà chúng ta lại xảy ra chuyện không vui như vậy, anh muốn một trấn mộ thì cứ gọi cho tôi là được, anh đâu cần phải đích thân tới đây. Nhìn thấy thái độ của Lâm Phàm đối với Dương Tiêu, ông già trợn mắt to. Ông ta chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt. Cậu chủ nhỏ Lâm Phàm lại đang nịnh hót Dương Tiêu, đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, chuyện này. Làm sao có thể? Đột nhiên, một điềm báo dữ dội nổi lên trong lòng ông ta. Nếu lúc trước tôi biết Nghĩa Trang Hương Son thuộc quyền quản lý của nhà họ Lâm, tôi đã không đích thân đến đây. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Lâm Phàm không phải kẻ ngốc, anh ta biết rõ Dương Tiêu đang tức giận. Lâm Phàm quay đầu túm cổ áo ông già với vẻ mặt dữ tợn, ông già mạnh, ông nội ông, mặt chó của ông mù thật mà, ngay cả xếp Dương cũng dám xúc phạm, rồi cuộc ông muốn làm gì? Sắp, xếp Dương, xếp, Dương nào, ông già tràn vã kinh hãi. Lâm Phàm tức giận mắng, còn có thể là xếp Dương nào? Đương nhiên là xếp Dương, ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào. Xếp Dương, ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào. Nghe đến đây. Ông già trợn mắt to như bị điện giật, ông ta nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới, Dương Tiêu lại là chủ của tập đoàn Đề Hào. Tên này lại có thể là chủ của tập đoàn Đề Hào. Ông già kinh hãi toàn thân rùng mình. Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao cậu chủ nhỏ Lâm Phàm lại có thái độ nhiệt tình với Dương Tiêu như vậy. Ông cụ nhà họ Lâm có ý định để Lâm Phàm kế thừa vị trí chủ nhà tương lai của nhà họ Lâm, đặc biệt giao hợp đồng mấy chục tỷ tệ với tập đoàn Đề Hào cho Lâm Phàm phụ trách. Bây giờ Dương Tiêu ăn quả đắng ở đây, cậu chủ nhỏ Lâm Phàm không tức giận mới là lạ. Lâm Phàm tức giận nói, ông già mạnh, ông thật sự khiến tôi thất vọng. Vừa nãy vì người phụ nữ ngu ngốc Đường Dĩnh kia mà anh ta đã xúc phạm Dương Tiêu, bây giờ lại vì ông già mạnh mà nhà họ Lâm đã gián tiếp xúc phạm Dương Tiêu. Lại nghĩ, đến việc ông cụ giao hợp đồng mấy chục tỷ tệ cho mình, Lâm Phàm không khỏi sợ hãi run rẩy. Sếp Dương, chuyện này tôi biết rồi. Tôi sẽ trừng phạt ông giả mạnh này, tôi sẽ giữ lại khu Nghĩa Trang sang trọng nhất ở Nghĩa Trang Hương Sơn cho chú Dương Thiên Khung. Sếp Dương yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này ôn thỏa cho anh. Lâm Phàm vô ngực bảo đảm. Lúc này Dương Tiêu mới hài lòng gật đầu, tốt lắm. Sau đó Dương Tiêu nhìn về phía ông già, ông đã già rồi, về nhà dưỡng lão. Sếp Dương, tôi,
khuôn mặt ông già đột nhiên trở nên chua xót. Lâm Phàm nào không biết Dương Tiêu có ý gì, anh ta lạnh lùng nhìn ông già mạnh, ông không nghe thấy sếp Dương nói gì hả? Mau thu dọn đồ đạc xéo ngay cho tôi, sao tôi lại thấy ô ông trướng mắt thê nhỉ? Không muốn đi đúng không? Cần an ninh các chuẩn bị cho ông một chiếc quan tài hả? Chuẩn bị cho một chiếc quan tài. Ông già sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng nói, không cần, không cần, cậu chủ nhỏ, tôi đi ngay, tôi đi ngay. Ông ta thực sự hối hận đút ruột, nếu biết Dương Tiêu là chủ của tập đoàn Đề Hào, cho ông 100 lòng can đảm ông ta cũng không dám khinh nhòn uy nghiêm của Dương Tiêu. Bây giờ thì hay rồi, xúc phạm Dương Tiêu sâu sắc, bát cơm sắt đá của ông ta hoàn toàn không còn nữa. Nghĩ đến đây vẻ mặt ông già tái xanh, ông ta thật sự rất hối hận, nhưng đáng tiếc thời gian không thể quay lại, trên đời cũng không có thuốc hối hận. Sếp Dương, anh xem sự hợp tác của hại nhà chúng ta. Lâm Phàm xấu hổ hỏi. Dương Tiêu hơi hăng hái nhìn Lâm Phàm, anh có hứng thú với vị trí chủ nhà họ Lâm không? Đương nhiên có rồi, chẳng lẽ sếp Dương, không phải, anh Dương có ý kiến gì hay à? Mặt Lâm Phàm sáng lên, thay đổi cả xưng hô. Trông Lâm Phàm quần áo lụa là, nhưng thật ra Lâm Phàm là người thông minh, nếu không sẽ không được ông cụ nhà họ Lâm thích. Rốt cuộc, không một nhà quyền thế nào lại thừa kê vị trí chủ nhà tương lai cho một tên ngốc vô dụng. Dương Tiêu tiếp tục hỏi, nghe nói nhà họ Lâm các anh có quan hệ tốt với nhà họ Khương. Chuyện này, mặt Lâm Phàm cứng đờ. Đúng vậy, nhà họ Lâm và nhà họ Khương là đồng minh qua nhiều thế hệ, có quan hệ tốt. Chỉ là anh ta biết nhà họ Khương và Dương Tiêu ở hai phe đối lập, điều này khiến anh ta khó trả lời câu hỏi của Dương Tiêu. Dương Tiêu bước tới, vỗ vai Lâm Phàm cười nhẹ, nhà họ Lâm là một trong 6 nhà quyền thế lớn ở Đế Đô, còn là sự tồn tại hàng đầu trong 6 nhà quyền thế lớn. Nhà họ Lâm các anh chắc có không ít con cháu, anh muốn làm chủ nhà họ Lâm là chuyện không hề dễ, tuy nhiên, tôi tin anh là một người thông minh. Sau khi vỗ vào vai Lâm Phàm, Dương Tiêu nhẹ nhàng lướt qua. Người thông minh, nhìn Dương Tiêu rời đi, Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Cuối cùng, vẻ mặt Lâm Phàm kiên quyết như thể đã có quyết định quan trọng, có bỏ mới có được, xem ra cần phải đánh cược một ván. Sau khi rời an ninh các, Trần Khải không hiểu hỏi, đội trưởng, vừa nãy lời si. Nói với tên đó là có ý gì thế? Rảnh thì đọc sách nhiều vào, chơi mưu kế ứng biến. Dương Tiểu cười nhếch mép. Trần Khải nhíu mày, trong đầu đầy dấu hỏi đen. Mưu kế ứng biến, cái quái gì vậy? Trần Khải chạy đến gần anh hỏi, đội trưởng, anh chớ thừa nước đục thả câu. Anh bảo tôi chơi các chị gái còn được, chơi mưu. Kế ứng biến thì tôi thật sự không hiểu. Nói thẳng đi. Nói rõ hơn một chút xem nào, còn nữa đội trưởng, anh chơi mưu kế ứng biến từ khi nào thế? Sao trước đây tôi lại không biết? Xúi dục hiểu chưa? Dương Tiêu dừng lại nhìn Trần Khải. Xúi dục, Trần Khải sững sờ, nghỉ ngò nói, xúi dục cậu chủ nhỏ làm phàm nhà họ Lâm. Xúi dục anh ta có tác dụng gì? Đội trưởng, nói rõ hơn chút đi, tôi không học hành nhiều, không hiểu. Dương Tiêu cười không nói lời nào, cũng không nói thêm. Đúng vậy. Bây giờ Dương Tiêu đang sử dụng chiến lược xúi dục, anh muốn xúi dục Lâm Phàm. Để Lâm Phàm trở thành một biến só, trở thành một quả bom hẹn giờ trong ngày đưa tang của cha mình. Trần Khải tiếp tục hỏi, đội trưởng, anh nói thần bí quá rồi, tôi chẳng hiểu gì cả. Không hiểu thì thôi, đi, tới nhà họ Dương, tôi ngược lại muốn xem bọn động vật máu lạnh nhà họ Dương muốn làm gì. Vẻ mặt Dương Tiêu chợt ảm đạm. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô N nãy, Trần Khải hăng hái, đi, xử lý bọn họ, lần này tôi muốn làm cho bà già đó chết khó coi. Mẹ kiếp, bà ta đâu phải mẹ đâu, hoàn toàn là bà già sống lâu. Cùng lúc đó, nhóm thăm dò của nhà họ Dương ở Đề Đô đến báo tin. Bà cụ, cậu chủ, tên nghiệp chướng Dương Tiêu đang đi về phía nhà họ Dương. Tên thăm dò nhà họ Dương báo cáo. Dương Bân Hàn nghe xong như uống phải thuốc kích thích phân chân nói, bà nội, tốt quá rồi, cuối cùng tên khốn kiếp Dương Tiêu này đã trở lại, lần này chúng ta hoàn toàn có thể xử lý cậu tai. Tốt lắm, ánh mắt bà cụ hung ác nham hiểm gật đầu. Ngay sau đó, bà cụ đứng dậy đi tới một căn gác ẩn trong nhà họ Dương ở Đề Đô, thấp giọng nói, Lucifer đại nhân, tên nghiệp chướng Dương Tiêu sắp đến nhà họ Dương. Đến nhà họ Dương, ha ha, cá đã chủ động, cắn cầu. Thì bổn tọa sẽ tiến cậu ta về chầu trời. Ngay sau đó, tiếng cười ảm đạm của Lucifer vang lên từ căn gác ẩn. Dương, Dương Tiêu. Tại lối vào nhà của nhà họ Dương ở Đề Đô,
nhìn thấy Dương Tiêu trở lại, nhóm nhân viên bảo vệ không rét mà run như thể họ đã nhìn thấy một bóng ma. Dương Tiêu lạnh lùng liếc nhìn, không muốn chết, thì cút hết cho tôi. Cộp cộp, cảm nhận được sự ớn lạnh trên người. Dương Tiêu, nhóm nhân viên bảo vệ kinh hãi, nhưng lại chặn trước mặt Dương Tiêu. Muốn chết hả? Trần Khải lạnh giọng hỏi. Vẻ on, y ngay sau đó, một luồng khí ác khổng lồ trên người Trần Khải quét qua bốn phía. Nhóm nhân viên bảo vệ chỉ cảm thấy người đứng trước mặt họ hoàn toàn không phải là người mà là dã thú, cảm giác đó thực sự rất kinh khủng. Đúng vậy, Trần Khải được mệnh danh là sát thần, cái tên sát thần không phải chuyện đùa. Xét về số lượng kẻ địch bị giết, có lẽ số lượng địch mà Trần Khải giết còn nhiều hơn Dương Tiểu. Lý do Dương Tiêu được mệnh danh là thần chết là vì Dương Tiêu đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì mục tiêu chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, Dương Tiêu toàn phải đối mặt với các cao thủ đỉnh cao, tính nhắm vào 10 phần, mục đích của anh là giết các cao thủ mạnh nhất của đối phương. Mà nhiệm vụ chính của Trần Khải là đánh chặn quân tiếp viện, vì vậy dưới sọng kiếm của Trần Khải có vô số linh hồn. Lăng Ảnh Huyện được mệnh danh là thân bắn tỉa, nhiệm vụ chính của cô là ám sát mục tiêu, cung cấp lực lượng tiếp viện cần thiết chờ phe mình và chặn sau. Ba người hợp tác, phân công rõ ràng, một khi ra tay thì thường bát khả chiến bại. Dương Tiêu không còn do dự nữa, trực tiếp đi thẳng vào nhà họ Dương ở Đề Đô, nhóm nhân viên bảo vệ đâu dám ngăn cản, bọn họ lần lượt rút lui. Dương Tiêu thấp giọng nói, giết người là thứ yêu, quan sát trong tối, có lẽ có cao thủ đang ẩn náu. Đội trưởng, tôi hiểu, Trần Khải thấp giọng nói. Lần này ngoại trừ xả khí ác, Dương Tiêu chủ yếu muốn tìm ra kẻ trông lưng lớn sau nhà họ Dương ở Đề Đô. Dương Tiêu ngược lại muốn xem ai đã cho bà cụ tự tin dám làm trái lại anh. Cậu chủ nhỏ đã về, vừa vào trong sân thì thấy quản, gia đang uống rượu một mình trong sân chính. Một chiếc bàn đá, một chiếc ghế đá, một bầu rượu ngon, một chiếc chén ngọc, trên mép bàn đá đặt một thanh kiếm sắc bén. Nhìn thấy thanh kiếm sắc bén trên mép bàn đá, Dương Tiêu tôn kính nói, cảm ơn ông nội Trịnh đã nhắc nhở. Có thể khiến Trịnh Thu đối đãi nghiêm túc, đủ để chứng minh nhà họ Dương ở Đề Đô có nguy cơ tứ phía. Lucifer là một cao thủ, đồng thời cũng là một cao thủ đỉnh cao thế giới, nhưng đáng tiếc Trịnh Thu cũng không phải là người ăn chay. Một thánh võ huyền thoại của châu Á, sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Long Ảnh, Lucifer có thể tránh được tầm một của Trịnh Thu tạm thời, nhưng không thể tránh được tất cả. Trịnh Thu ở ngoài sáng, Lucifer ở trong tối, tạm thời Trịnh Thu vẫn chưa khóa được vị trí của Lucifer. Sau khi nói một câu đơn giản với Trịnh Thu, Dương Tiêu đi về phía sảnh chính. Lúc này, bà cụ và Dương Bân Hàn đang ngồi trong sảnh chính. Dương Tiêu, cậu còn mặt mũi trở về. Dương Bân Hàn cười khinh thường. Dương Tiêu nhìn Dương Bân Hàn không sợ hãi, Dương Tiêu cười chế nhạo, không ngờ nhà họ Dương ở Đề Đô lại nhanh chóng tìm được người chống lưng lớn như vậy. Anh khẳng định đùi người này rất dày. Nếu tôi đoán đúng, người này tên là Lucifer đúng không? Nghe thầy Dương Tiêu thốt ra chính xác tên của Lucifer, cả bà cụ và Dương Bân Hàn đều lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ Dương Tiêu lại đoán được người đang âm thầm hỗ trợ nhà họ Dương ở Đề Đô. Cậu nói linh tịnh gì vậy? Lucifer gì, chưa nghe thấy bao giờ. Dương Bân Hàn tránh ánh mắt hét lên. Dương Tiêu giễu cợt, đừng giả vờ nữa. Anh không phải là diễn viên, còn giả vò cái nỗi gì. Nếu Lucifer khôn ở đây, anh có tin tôi giết anh như mổ gà diệt chó không? Nói xong, Dương Tiêu đi về phía Dương Bân Hàn. Bà nội cứu cháu, bà nội cứu cháu. Nhìn thấy Dương Tiêu làm thật, Dương Bân Hàn hoàn toàn kinh hãi. Anh ta biết Dương Tiêu không đùa, sở dĩ anh ta dám xuất hiện ở trước mặt Dương Tiêu là vì có Lucifer âm thầm hỗ trợ, nếu không có Lucifer hỗ trợ. Dương Bân Hàn đã sớm bị dọa chết khiếp tránh Dương Tiêu như chó nhà có tang rồi. Trong chuyến đi đến thành phố Trung Nguyên trước đó, anh ta đã suýt bị Dương Tiêu đá chết tại sân bay, sự việc này khiến Dương Bân Hàn vẫn thấy sợ hãi. Anh ta không muốn chết, cũng sợ chết. Anh ta là cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô, trong tương lai anh ta sẽ kế thừa nhà họ Dương ở Đề Đô. Quyền lực, tiền bạc, địa vị, sắc đẹp, ta không muốn thiếu thứ gì, sông sung sướng. Khi chết cũng chẳng còn gì. Đủ rồi, lúc Dương Tiêu đến gần Dương Bân Hàn, bà cụ tức giận quát. Bà ta đứng dậy trừng mắt nhìn Dương Tiêu, nghiệp chướng, cậu muốn làm gì? Dương Bân Hàn là ai? Đây là anh cả, anh trai cùng cha khác mẹ với cậu muốn diệt anh trai mình. Nghiệp chướng, rốt cuộc những năm qua cậu đã trải qua những gì, lại có thể vô tình vô nghĩa,
không nghĩ tới tình anh em. Tôi vô tình vô nghĩa. So với bà, tôi đâu được như bà cụ. Dương Thiêu chế nhạo. Anh nhìn bà cụ với ánh mắt rực lửa, trong mắt bà chỉ có quyền lợi. Sở dĩ bà gọi tôi về Đề Đô là để tôi làm con rối của bà chắn áp Dương Bân Hàn, không phải sao? Bây giờ tôi và bà không cùng phe, bà sợ hãi, bà chột dạ, cho nên đã liên minh với Dương Bân Hàn muốn giết tôi, đúng không? Bồ tôi là con ruột của bà không hả? Bà đã từng nghĩ đến tình cảm máu mủ chưa? Bồ tôi bị người xấu sát hại, bà không những không điều tra, mà còn ngang nhiên vút di hài bồ tôi trong phòng củi. Vừa nãy tôi đi mua nghĩa trang bà lại còn không đồng ý, cảm giác trả thù người khác rất sảng khoái đúng không? Cậu, bị Dương Tiêu nhắm liên tiếp, bà cụ chỉ vào Dương Tiêu như phải chịu một đòn nặng. Đây đều là sự thật nói ra từ miệng Dương Tiêu, nhưng lại tràn đầy châm chọc mỉa mai. Tinh đúng lúc này, điện thoại di động của Dương Bân Hàn nhận được một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn có bốn chữ, hủy bỏ ám sát. Gửi tin nhắn xong, Lucifer giận dữ mắng. Anh ta không hỏi thăm thực lực của nhà họ Dù ở Đề Đô ra sao, chỉ biết nhà họ Dương ở Đề Đô đứng đối lập với Dương Tiều. Ai dè lại có lão quái vật như Trịnh Thụ Ân náu bên trong nhà họ Dương ở Đề Đô, cộng thêm Dương Tiêu và Trần Khải, nếu ba người hợp lực, cho dù thực lực của anh ta ngập trời cũng sợ rằng sẽ khó tránh khỏi tai kiếp. Cậu bị lộ. Trịnh Thu đang ngồi ở giữa sân, vẻ mặt lạnh lùng, kiếm dài trên bàn đá không có vỏ bọc, phóng về phía vị trí mà Lucifer rút lui như một con rồng lao ra khỏi biển. Trần Khải dùng tay, đội trưởng, tung tích của tên đó lộ rồi, tôi ra ngoài xem trước. Vẻ on vừa rút lời, Trần Khải dứt khoát quay đầu, sải bước đuổi theo hướng của Trịnh Thu. Bị lộ, sao có thể bị lộ được? Dương Bân Hàn khá kinh hãi. Anh ta biết tám thiên sứ rực cháy bên trong tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lấn nhật thế giới có sức mạnh phi thường. Tuy Lucifer xếp thứ 8, nhưng cũng không phải người mà người bình thường có thể sánh được. Lão già Trịnh Thu này lại có thể phát hiện ra tung tích của Lucifer, thật sự khiến người khác kinh hãi. Khóe miệng Dương Tiêu hiện lên vẻ giễu cợt, xem ra không cần đợi đến trận chiến nửa tháng sau ở Tử Cám Thành nữa. Ngay sau đó, Dương Tiêu bước tới, vô mặt Dương Bân Hàn đang kinh hãi. Sống cho tốt, giải quyết Lucifer xong, tôi sẽ tiễn anh lên đường với anh Tết. Cùng lên đường, Dương Bân Hàn hoảng sợ hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Vẻ on Dương Tiêu không còn do dự nữa, thân hình lướt qua như một bóng ma mê hoặc. Tên Lucifer này, tôi Dương Tiêu tới đây. Người dám xúc phạm vợ yêu của anh, giết không thương tiếc. Sau khi ra khỏi sảnh lớn, trong mắt Dương Tiêu bùng lên tia sáng giống như chim ưng, đuổi theo hướng của Lucifer. À mi, vừa đến hiện trường đã nhìn thấy Trịnh Thu và một bóng đen đang đối mặt với nhau, bóng đen lợi dụng thế mạnh này chém vài nhát dao bay loạn xạ. Trịnh Thu cầm kiếm chặn lại, bóng đen tận dụng khoảng trống nhanh chóng rút lui. Ha ha hai thú vị, thật sự thú vị, Dương Tiêu, nửa tháng sau chúng ta sẽ chiến đấu sống chết trong trận chiến ở Tử Cầm Thành. Tiếng cười ngạo nghễ của Lucifer từ trong không khí truyền ra. Nhìn thấy Dương Tiêu lao ra, Trần Khải ngạc nhiên nói, đội trưởng. Tên kia quá nhanh, tôi vừa chạy ra anh ta đã chạy mất dạng. Không sao, không cần đuổi theo, nếu anh ta thật sự muốn chạy, chúng ta thật sự không thể ngăn được. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lẽo. Là một trong tám thiên sứ rực cháy, chỉ xét riêng về thực lực chiến đấu, có lẽ anh ta hơn anh. Dương Tiêu từng đấu với Lucifer, anh biết ý Lucifer đáng sợ như thế nào. Dương Tiêu đến trước mặt Trịnh Thu, thấy tay trái của Trịnh Thu đã nhuốm đen, anh rất kinh ngạc, ông nội Trịnh. Ông bị trúng độc. Cậu chủ nhỏ, tôi không sao, người này là ai hai thực lực rất mạnh, nhìn quanh toàn thế giới, cao thủ vô song như thế này đếm trên đầu ngón tay, còn giỏi sử dụng độc. Chẳng lẽ người này là Lucifer, một trong tám thiên sứ rực cháy trong tuyệt thế Long Môn? Trịnh Thu nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu rất ngạc nhiên, ông nội Trịnh, ông biết Lucifer. Hai. Trịnh Thu cầm thanh kiếm sắc bén, rạch ngón tay giữa của mình, những giọt máu tím đen chảy ra. Mấy năm trước tôi đã đấu với Adam xếp thứ nhất trong tám thiên sứ rực cháy của tuyệt thế Long, biết một số bí mật của Long Môn. Hiệu quả chiến đấu đơn thuần của Lucifer không mạnh, nhưng việc sử dụng vũ khí ẩn và thủ đoạn hạ độc thì khiến người khác khó lòng phòng bị. Trịnh Thu thấp giọng nói. Cái gì, mấy năm trước Trịnh Thu đã từng đấu với Adam xếp thứ nhất. Hiệu quả chiến đấu của Lucifer không mạnh. Nghe vậy, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy vẻ nghỉ khó tin, anh đã biết Trịnh TH ông nội Trịnh rất mạnh. Nhưng, không ngờ ông lại nói hiệu quả chiến đấu của Lucifer không mạnh.
Như đã biết, sức mạnh của Lucifer ngự trị trên mình, vậy sức mạnh của Trịnh Thu ông nội Trịnh sẽ đáng sợ đến mức nào? Lại nghĩ đến chuyện Trịnh Thu chặn được ông già Dịch ở chính diện trong khách sạn Thần Phong, điều này thật sự không đơn giản. Dương Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới Trịnh Thu ông nội Trịnh sẽ là cao thủ vô song không xuất hiện, đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến người khác kinh hãi. Dương Tiêu tò mò hỏi, thành tích chiến đấu của ông nội Trịnh và Adam xếp thứ nhất trong thiên sứ rực cháy ra sao? Một chiêu, Trịnh Thu thấp giọng nói. Trần Khải ngạc nhiên nói, một chiêu. Adam xếp thứ nhất trong thiên sứ rực cháy bị đánh bại trong một chiêu. Ừ, Trịnh Thu gật đầu. Vãi ạ, tàn nhẫn. Trần Khải chấn động. Là sát thần, Trần Khải đã nghe nói về những cao thủ hàng đầu của Tuyệt Thê Long Môn. Anh chưa bao giờ đấu với những cao thủ của Tuyệt Thê Long Môn, nhưng Trần Khải có thể cảm nhận được Lucifer này không đơn giản. Điều khiến Trần Khải choáng váng là Adam xếp thứ nhất trong thiên sứ rực cháy Hiedi. Hơn Lucifer, đã bị Trịnh Thu đánh bại chỉ bằng một chiêu. Quản gia của nhà họ Dương ở đề đô này đúng là không đơn giản. Dương Tiêu cũng chấn động, anh hoàn toàn bị chấn động trước sức mạnh kinh người của Trịnh Thu. Trịnh Thu lại nói, đương nhiên, đó, cũng là tôi ở thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ đã già, thế hệ mới thay thế người cũ, nếu gặp lại, thắng bại khó lường. Ông nội Trịnh, mạo muội hỏi một cậu, với thực lực của ông đâu cần phải làm quản gia của nhà họ Dương. Hồi đó ông nội tôi đã làm như thế nào mà khiến ông rung động vậy? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Dương Tiêu tò mò, anh thực sự rất tò mò. Dựa theo kỹ năng của Trịnh Thu, không cần ở lại nhà họ Dương ở đế đô, lại càng không cần uất ức chỉ làm quản gia. Ánh mắt Trịnh Thu lộ ra vẻ phức tạp, hồi đó, ông nội cậu biết nạn lớn của ông ấy sắp đến. Muốn tôi bảo vệ nhà họ Dương, mà tôi muốn lấy kiếm pháp trong tay ông nội cậu nên đã bắt đầu đánh cược. Sau đó ông nội cậu chơi xấu, đầu xem ai đi tiểu bắn xa hơn, sao tôi có thể làm một chuyện không biết xấu hổ như vậy được. Cuối cùng, tôi nhận thua. Nhớ lại những điều này, gương mặt của Trịnh Thụ có thêm sự tang thương và bất lực. Phụt! Nghe vậy, Trần Khải không nhịn được cười thành tiếng, ha 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 hai ông. Này, thật hay giả vậy? Thế hệ lớn tuổi các ông buôn cười như vậy à? Dương Tiêu nghe xong cũng không thể nhịn được cười, anh thật sự không ngờ ông nội mình và Trịnh Thu lại có quá khứ lịch sử như vậy. Mặc dù tôi nhận thua, nhưng ông nội cậu vẫn đưa quyền kiếp pháp cho tôi. Tôi coi trọng chữ tín cả đời, bảo vệ trấn giữ nhà họ Dương ở đế đô nhiều năm như vậy. Trịnh Thu thấp giọng nói. Dương Tiêu nỗi lòng tôn kính, ai có thể ngờ được cao thủ vô song một đời như Trịnh Thu sẽ vì một ván cược mà công hiến cả đời mình cho nhà họ Dương ở đế đô. Từ nhỏ Dương Tiêu đã biết ông nội Trịnh Thu một đời ngông nghênh ngang ngược, nói một không nói hai. Dương Tiêu tôn kính nói, ông nội Trịnh thực sự là tấm gương cho thế hệ chúng tôi. Trịnh Thu nhìn Dương Tiêu, vẻ mặt bình tĩnh nói, cậu chủ nhỏ, tôi biết đời này cậu chắc chắn sẽ phi thường, nhà họ Dương ở đế đô không là gì với cậu. Làm chuyện mà cậu nên làm. Cậu cứ dũng cảm mà làm, giống như bố của cậu, đội trời đạp đất. Tôi hiểu, Dương Tiêu gật đầu. Xác định được hậu thuẫn của nhà họ Dương ở đề đô là Lucifer, Dương Tiêu cũng không hề lo lắng. Anh quay trở lại sảnh lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà cụ và Dương Bân Hàn. Lúc này, bà cụ và Dương Bân Hàn đều căng thẳng, bọn họ biết Lucifer bị chân động đã bỏ chạy, nếu Dương Tiêu tiếp tục làm khó, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Ưng ực. Bị Dương Tiêu nhìn chăm chằm, Dương Bân Hàn kinh hãi nói, cậu muốn làm gì, cậu muốn giết anh trai, bề trên của cậu. Trên trán bà cụ toát mồ hôi lạnh, bà ta sợ hãi vô thức nói, Dương Tiêu, chẳng phải cậu luôn muốn dùng thực lực chứng minh thực lực của chính mình sao? Tốt, bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội chứng minh, nhà họ Dương chúng ta sắp hợp tác hạng mục mới với tập đoàn Đề Hào. Lần này, có lẽ đầu tư mấy chục tỷ tệ, cậu có giỏi thì thúc đẩy hợp tác này. Tôi sẽ để cậu kế thừa nhà họ Dương ở đế đô, thế nào? Để bảo vệ mình, bà ta chỉ có thể vội vàng nói ra những lời như vậy. Nếu Dương Tiêu thật sự nổi giận, cả cái nhà họ Dương ở đế đô này ai có thể chống lại Hùa Ích Tiêu? Trịnh Thu sao? Lão già Trịnh Thu này đã quay khuỷu tay ra ngoài, sao có thể giúp bọn họ? Chứng minh mình là giả, muốn đổi chủ đề là thật đúng chứ? Tôi của hiện tại còn cần chứng minh gì à? Dương Tiêu nhìn chằm chằm bà cụ cười lạnh. Ngay sau đó, Dương Tiêu lạnh giọng nói, nhưng không sao, bà muốn tôi chứng minh đúng không? Nhìn cho kỹ, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho bà xem. Tức giận, lần này Dương Tiêu hoàn toàn tức giận.
anh không chỉ phải chứng tỏ sức mạnh của mình trước mặt bà cụ, mà còn phải hủy một nửa nhà họ Dương ở Đề Đô trước mặt bà cụ. Dương Bân Hàn thấy Dương Tiêu hăng hái, trong mắt anh ta hiện lên vẻ sợ hãi nhưng cũng có sự khinh thường dày đặc, thật không? Sao tôi lại cảm thấy có người nói khoác ị không biết ngượng nhỉ? Biết tập đoàn Đề Hào không? Cậu cho rằng hợp tác mấy chục tỷ tệ của tập đoàn Đề Hào thúc đẩy đơn giản như vậy? Cho dù đích thân ra mặt, cũng không gặp được SP Dương chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào, chứ đừng nói là cậu, có giỏi thì cậu thúc đẩy hợp tác đi, đừng rông trứng mềm để tôi khinh thường. Chỉ cần di chuyển sự chú ý của Dương Tiêu, chỉ cần tranh thủ thời gian, cho dù Lucifer bị kiềm chế, thì trong nhà họ Dương vẫn có rất nhiều cao thủ câm súng tới. Nói khoác không biết ngượng, anh cả tốt của tôi, bà cụ, hai người vẫn luôn coi tôi là trò cười. Hôm nay, tôi sẽ cho các người thầy trò cười trong mắt các người có sức mạnh như thế nào. Trực tiếp giết Dương Bân Hàn thì quá hời cho anh ta, Dương Tiêu muôn để Dương Bân Hàn chết trong tuyệt vọng. Còn bà cụ máu lạnh và tàn nhẫn này, Dương Tiêu cũng phải dạy cho bà ta một bài học nhớ đời, để bà ta hiểu mình đã làm chuyện ngu ngốc như thế nào. Muốn tiêu diệt được kẻ thù, trước hết phải làm cho nó điên cuồng. Vì thế, hôm nay tôi Dương Tiêu sẽ khiến tất cả các người phát điên. Giết các người thật sự dễ như trở bàn tay, trò chơi mèo vờn chuột mới bắt đầu. Dương Tiêu bấm điện thoại, cô Hoa, giúp tôi tìm người đưa hợp đồng hợp tác gần đây với nhà họ Dương ở Đề Đô, đồng thời cử người đưa tất cả hợp đồng hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô qua đây. Được, Hoa Mộ Tranh nhẹ giọng nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu cười khầy, mọi chuyện càng ngày càng thú vị, cứ chờ chết lặng đi. Bước ra khỏi sảnh lớn, rất nhiều thành viên tinh nhuệ của nhà họ Dương ở Đề Đô đã tập trung ở cửa, trong đó có không ít người câm súng, thậm chí trên cao còn có cả tay súng bắn tỉa. Đội trưởng, anh không nên cho bọn họ có cơ hội thở phào, cứ giết bọn họ rồi rời đi là được. Trần Khải bước tới nói nhỏ. Dương Tiêu cười nhẹ, cậu không hiểu, thả dây dài câu cá lớn là chính. Đúng vậy, Dương Tiêu muốn thả dây dài bắt cá lớn. Lucifer chưa chết, Dương Tiêu không yên tâm. Về phần bà cụ và Dương Bân Hàn, trong mắt Dương Tiêu bọn họ giống như con sâu con kiên, hoàn toàn không có uy hiếp gì đến anh. Việc Dương Tiêu phải làm bây giờ là để cho bà cụ và Dương Bân Hàn sống tốt, để cho Lucifer ở lại nhà họ Dương ở Đề Đô. Một khi bà cụ và Dương Bân Hàn trong nhà họ Dương ở Đề Đô chết, nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ không còn giá trị sử dụng với Lucifer. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ở Đề Đô anh vẫn còn mẹ và Hoa Mộ Tranh, anh không thể suốt ngày bảo vệ mẹ và Hoa Mộ Tranh được. Chỉ cần Lucifer ra tay, mẹ của anh và Hoa Mộ Tranh đều sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả Trần Khải cũng không ngoại ly Lucifer quá mạnh, một khi anh ta ra tay, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, Dương Tiêu cũng muốn tìm xem Lucifer ở nơi nào rong vòng nửa tháng này, từ đó sẽ tiêu diệt nhà họ Dương ở Đề Đô. Chỉ cần nhà họ Dương ở Đề Đô không bị diệt, thì nhà họ Dương vẫn có giá trị sử dụng với Lucifer, Dương Tiêu muốn thông qua bà cụ và Dương Bân Hàn ép buộc Lucifer phải xuất hiện. Tôi hiểu rồi, Trần Khải chợt hiểu ra. Anh ta biết nhà họ Dương ở Đề Đô đối với Dương Tiêu có cũng được không có cũng được, phát tay diệt vong, nhưng Lucifer thì khác. Mục tiêu cuối cùng của Dương Tiêu là giết Lucifer, loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn này. Nửa giờ sau, Dương Bân Hàn mất kiên nhẫn hét lên, Dương Tiêu, không phải cậu nói muốn chứng tỏ mình mạnh hơn tội sao? Hành động của cậu đâu? Chắc không phải cứ đứng đây mạnh miệng đâu, đầy chứ? Tốt xấu gì tôi cũng đưa nhà họ Dương ra thị trường nước ngoài, còn cậu thì sao? Cậu có tài năng gì? Vội cái nỗi gì? Sao? Muốn về trầu trời hả? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Có nhóm thành viên tinh nhuệ của nhà họ Dương bảo vệ, Dương Bân Hàn không hề sợ hãi nói, châu trời. Cậu dọa ai đầy hả? Có tin hay không, cậu dám động đến một cọng tóc một ngón tay của tôi, tất cả nhà họ Dương đồng loạt nổ súng, cho dù cậu có sức mạnh lật trời, cũng sẽ bị bắn thủng cả người. Dương Tiêu, cậu đang lãng phí thời gian của tôi hả? Bà cụ không tức mà u. Làm lỡ lâu như vậy, bà cụ cũng dần dần mất kiên nhẫn. Lúc này, một số lượng lớn thành viên tinh nhuệ của nhà họ Dương ở Đề Đô đã vây kín toàn bộ sân, bà ta không còn lo lắng cho sự an toàn của bản thân và Dương Bân Hàn nữa. Tới rồi, Dương Tiêu rung tai, nói đùa. Dương Bân Hàn tỏ vẻ khó hiểu, tới rồi. Cái gì tới? Cộp cộp. Ngay sau đó, một thư ký trẻ của tập đoàn Đề Hào mặc đồng phục on nhanh chóng chạy đến. Sắp Dương, xếp Dương, những thứ anh cần tôi mang đến cả rồi.
Cô thư ký thở hổn hển ôm chồng tài liệu. Vừa nãy nhận được tin tức, cô ấy đã sắp xếp tất cả tài liệu đưa tới cho Dương Tiêu. Dương Tiêu hỏi, tập nào là tệp mà nhà họ Dương ở Đề Đô muốn có được? Tệp này, thư ký đưa cho Dương Tiêu một tập tài liệu. Nhận tài liệu, Dương Tiêu nhìn bà cụ với vẻ mặt vui đùa, văn bản này là văn bản mà các người muốn hợp tác đúng không? Nội dung của văn bản này là tập đoàn Đề Hào sẽ bỏ ra ít nhất 80 tỷ tệ tìm đối tác cùng phát triển vùng. Ngoại ô Đề Đô, đây cũng là hợp đồng hợp tác mà bà ta tha thiết mơ ước. Nếu nhà họ Dương ở Đề Đô có thể có được, hợp đồng G này, nhà họ Dương ở Bè Đô có thể kiếm được ít nhát mấy chục tỷ tệ. Sao, sao cậu lấy được tài liệu này? Bà cụ ngạc nhiên hỏi. Vẻ mặt Dương Bân Hàn cũng tràn đầy ngạc nhiên, anh ta không ngờ Dương Tiêu lại cho người lấy tài liệu quan trọng của tập đoàn Đề Hào chỉ trong vòng nửa giờ. Dương Tiêu giễu cợt, tôi lấy như thế nào không quan trọng. Quan trọng là các người chỉ có thể nhìn. Chỉ có thể nhìn, cậu có ý gì? Bà cụ cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Chỉ thấy Dương Tiêu đột nhiên nhéo vào giữa tài liệu, xoè, tài liệu bị xé thành hai. Nhìn thấy Dương Tiêu xé tài liệu, bà cụ cảm thấy trong lòng đau nhói, suýt chút nữa không thở được. Một tài liệu quan trọng như vậy, tên nghiệp chướng Dương Tiêu này lại xé mật. Tên nghiệp chướng này bị điên hả? Dương Bân Hàn khinh thường nói, xé, cứ xé như thế. Chẳng lẽ tài liệu này là giả? Giả, các người nhìn xem, tài liệu này có phải là giả không? Dương Tiêu cầm một bản hợp đồng khác. Khi bà cụ và Dương Bân Hàn nhìn qua, họ lập tức trợn to mắt. Hợp đồng này là hợp đồng hợp tác của nhà họ Dương ở Đề Đô với tập đoàn Đề Hào lúc trước, trên đó còn có cả chữ ký của bà cụ. Làm sao Dương Tiêu có thể lấy được một bản hợp đồng quan trọng như vậy từ trong tập đoàn Đề Hào? Suốt suýt TL ngay sau đó. Dương Tiêu lại xé hợp đồng trước mặt hai người họ. Bà cụ tức giận đôi mắt tối sầm lại, bà ta chỉ vào Dương Tiêu nói, nghiệp chướng, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Xé hợp đồng của nhà họ Dương và tập đoàn Đề Hào, cậu không sợ tập đoàn Đề Hào biết kết tội cho cậu hả? Dám xé hợp đồng của nhà họ Dương và tập đoàn Đề Hào, cậu xong rồi, cậu hoàn toàn xong rồi, cậu đợi ngôi tù đi. Dương Bân Hàn cũng rất tức giận. Nhìn thấy hai người sắp bùng nỏ lửa giận, Dương Tiêu nói đùa. Tập đoàn Đề Hào kết tội cho tôi. Tôi sợ quá đi mắt, tôi thực sự rất sợ đó. Nói xong, Dương Tiêu cầm bản hợp đồng thứ hai lên xé nát, lại thêm một tệp tài liệu hợp tác khác bị Dương Tiêu xé. Suốt xoẹt suýt TL dưới cái nhìn của mọi người, tất cả các hợp đồng ký kết giữa tập đoàn Đề Hào và nhà họ Dương ở Đề Đô đều bị Dương Tiêu cưỡng ép xé bỏ. Đồ điên, Dương Bân Hàn kinh hoàng. Dám xé hợp đồng của tập đoàn Đề Hào thần bí nhất thiên phủ chi quốc, đúng là điên dò. Bà cụ đau buồn tức giận chỉ vào Dương Tiêu, nghiệp chướng, đồ nghiệp chướng nhà cậu, tôi sẽ đích thân liên lạc với sếp Dương của tập đoàn Đề Hào, tôi sẽ để sếp Dương của tập đoàn Đề Hào đưa cậu ra trước biết luật. Ha 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 ha, để sếp Dương của tập đoàn Đề Hào đưa tôi ra trước pháp luật. Tốt, bà cụ, chẳng phải bà vẫn luôn quyên độc đoán sao? Tới đi, bà cứ tới đi. Dương Tiêu cười mỉa mai, tung số lượng lớn tài liệu bị xé rách lên không trung. Loạt xoạt. Trong phút, chốc, toàn bộ mặt đất bao phủ giấy trắng, rất nhiều hợp đồng hợp tác biên thành mảnh vụn, bay khắp nơi. Cậu chờ đấy, đồ nghiệp chứng cứ chờ đấy cho tôi. Bân Hàn, liên lạc với sếp Dương của tập đoàn Đề Hào cho tôi. Tôi ngược lại muốn xem đồ nghiệp chứng này thật sự không im lặng được hay không. Nhìn chăm chằm Dương Tiêu, bà cụ sắp nổi điên. Dương Bân Hàn hung ác nói, bà nội yên tâm, cháu sẽ liên lạc với sếp Dương của tập đoàn Đề Hào, xem lát nữa sếp Dương sẽ giết cậu ta như thế nào. Vẻ mặt Dương Bân Hàn dữ tợn nhìn Dương Tiêu, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho trưởng phòng bộ pháp phụ của tập đoàn Đề Hào. Cậu cứ chờ chết đi. Dương Bân Hàn tỏ vẻ muốn giết Dương Tiêu. Vẻ mặt bà cụ nhà họ Dương cũng ảm đạm, bà ta biết tập đoàn Đề Hào có gia sản lớn nhất thiên phủ chi quốc. Cho dù 10 nhà quyền thế ở thiên phủ chi quốc cộng lại mới miễn cưỡng so sánh được với tập đoàn Đề Hào. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sức mạnh của tập đoàn Đề Hào đáng sợ như thế nào. Sở dĩ nhà họ Dương ở Đề Đô suy tàn mà vẫn đứng vững là vì phần lớn có sự hợp tác giữa nhà họ Dương với tập đoàn Đề Hào. Với sự hậu thuẫn lớn của tập đoàn Đề Hào, cho dù những nhà quyền thế khác có chấn áp nhà họ Dương thì cũng không đủ gây sợ hãi. Bên trong nhà họ Dương có Trịnh Thu chân thủ. Bên ngoài ôm đùi giày của tập đoàn Đề Hào, cho dù nhà họ Dương ở Đề Đô suy tàn, nhưng Vân sẽ ngồi vững vị trí một trong 10 nhà quyền thế ở thiên phủ chi quốc. Dương Tiêu hờ hững nhún vai, tôi đang đợi,
anh gọi đi, anh muốn gọi sao thì gọi. Ăn trộm hợp đồng hợp tác giữa nhà họ Dương và tập đoàn Đề Hào, còn dám xé trước mặt tôi và bà nội. Cho dù cậu lợn chết không sợ nước sôi, nhưng chờ tập đoàn Đề Hào kết tội, cậu Vân không chạy thoát được. Dương Bân Hàn nói với vẻ mặt dữ tợn. Xem ra, chỉ cần anh ta gọi điện, Dương Thiêu thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Bà cụ nhà họ Dương không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, bà ta đã chờ không nổi muốn nhìn thấy lúc tập đoàn Đề Hào kết tội Dương Thiêu, bà ta trầm giọng nói, Bân Hàn, đừng ti si phí thời gian, mau gọi điện cho trưởng phòng Lý bên bộ pháp phụ đi. Vâng, bà nội, Dương Bân Hàn nghiêm nghị nói. Nói xong, Dương Bân Hàn gọi điện, anh ta chỉ vào Dương Thiêu căm hận nói, không tìm chết sẽ không chết, lần này cậu chết chắc rồi. Chết chắc rồi, tôi thật sự rất mong chờ. Dương Thiêu sờ cằm cười xấu sai ha 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 hai. Trần Khải không nhịn được cười trộm, trước đây anh ta không biết Dương Thiêu còn có thân phận là Long Chủ, nhưng bây giờ Trần Khải đã biết. Tập đoàn Đề Hào hiện do Dương Thiêu làm chủ, Trần Khải hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hài hước của bà cụ và Dương Bân Hàn. Alo, anh Dương, anh có chuyện gì à? Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lý Vịnh, trưởng phòng bộ phận pháp phụ của tập đoàn Đề Hào. Dương Bân Hàn nghĩ mà tức giận nói, trưởng phòng Lý, bây giờ Dương Thiêu đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô chúng tôi đã trộm hợp đồng hợp tác giữa hai nhà chúng ta, sau đó xé nát tất cả ngay trước mặt tôi. Điều này rất quá đáng, đơn giản là điên rồ, hoàn toàn không quan tâm đến uy nghiêm của tập đoàn Đề Hào. Anh có thể cho tôi số điện thoại của sếp Dương không? Tôi muốn gọi điện báo cáo tên nghiệp chướng này ngay trước mặt sếp Dương. Sếp Dương phía sau tập đoàn Đề Hào vẫn luôn là thần long thầy đuôi không thấy đầu, số điện thoại này chưa từng tung ra thị trường, kế cả Dương Bân Hàn cũng chưa từng biết. Chủ yếu là do Dương Tuyết Ly, nguyên chủ tịch tập đoàn Đề Hào yêu thích sự tự do, ghét xã giao, ghét sự can thiệp từ bên ngoài nên chưa bao giờ xuất hiện trước mắt công chúng. Lại còn có chuyện như vậy, trưởng bộ phận pháp phụ Lý Vịnh của tập đoàn Đề Hào ngạc nhiên nói. Anh ta nhớ rõ. Thư ký của sếp Dương cũ đã lây hết hợp đồng hợp tác giữa nhà họ dưới ở Đề Đô và tập đoàn Đề Hào, không có khả năng là trộm được. Nhận thấy mọi chuyện hơi khó giải quyết, Lý Vịnh nói, chờ một chút, tôi đi xin chỉ thị. Vậy thì tốt quá rồi, vất vả cho trưởng phòng Lý. Dương Bân Hàn cảm kích nói. Cúp điện thoại, Dương Bân Hàn chỉ vào mặt Dương Thiêu nói, chờ đi, tôi sắp lấy được số điện thoại của sếp Dương của tập đoàn Đề Hào rồi. Khi có số điện thoại của sếp Dương xem tôi vạch tội cậu như thế nào. Thật không, Dương Thiêu chế nhạo, nhìn Dương Bân Hàn như nhìn một tên hê nhảy nhót. Cửa văn phòng chủ tịch tập đoàn Đề Hào. Lý Vịnh nhìn Hoa Mộ Tranh nói, Hoa Tông, nhà họ Dương ở Đề Đô vừa gọi điện thoại hỏi số điện thoại của sếp Dương, cô xem chúng ta có thê cho không. Nếu tôi đoán đúng, nhà họ Dương ở Đề Đô muốn xé rách ra mặt với sếp Dương. Có thể trở trưởng phòng bộ pháp phụ của tập đoàn Đề Hào. Đương nhiên không phải kẻ ngốc, anh ta khá khôn ngoan, chỉ cân đoán đã biết Dương Thiêu xảy ra chuyện gì. Ồ hai, còn có chuyện như vậy. Hoa Mộ Tranh bật cười như chuông bạc. Nếu so sánh thì Hoa Mộ Tranh thông minh hơn, cô nói với Lý Vịnh, nếu nhà họ Dương ở Đề Đô muốn, thì đưa cho bọn họ đi. Đã hiểu, Lý Vịnh cung kính nói. Hoa Mộ Tranh dừng lại một chút, tiếp tục dặn dò, nhân tiện thông báo cho các công ty khác hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô mau chóng cất đứt mọi dự án với nhà họ Dương ở Đề Đô. Nếu nhà họ Dương ở Đề Đô muốn gây chuyện, cứ nói tập đoàn Đề Hào sẽ gánh mọi hậu quả, bảo nhà họ Dương tìm tập đoàn Đề Hào mà gây rắc rồi. Tôi hiểu Hoa Tổng, tôi sẽ làm ngay. Lý Vịnh kính cẩn nói. Trong đôi mắt đẹp của Hoa Mộ Tranh hiện lên gợn sóng, nếu đã muốn đùa với lửa, vậy thì đột cháy hoàn toàn, nhà họ Dương ở Đề Đô, cái chết của các người sắp tới rồi. Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, Lý Vịnh đã gửi tin nhắn văn bản cho Dương Bân Hàn, gửi số điện thoại của Dương Thiêu. Sau đó quay lại bộ phận pháp phụ, Lý Vịnh nhanh chóng dặn dò, mau thông báo cho tất cả đối tác của nhà họ Dương ở Đề Đô, nói với họ rằng phải cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô càng sớm càng tốt. Nếu không nghe lệnh, bọn họ sẽ phải chịu sự chèn ép điên cuồng của tập đoàn Đề Hào. Vâng, sếp Lý, nhóm nhân viên trong bộ pháp phụ nhanh chóng bận rộn. Khi gọi điện đi, một số lượng lớn nhà quyền thế, giàu có trong toàn bộ thiên phủ chỉ quốc đều kinh hoàng. Bọn người nhà họ Dương ở Đề Đô là kẻ ngốc hả? Dám xúc phạm đến cả tập đoàn Đề Hào, bọn họ không muôn sông nữa à? Thông báo cho nhà họ Dương ở Đề Đô, từ bây giờ nhà họ Vương ở Kim Lăng chúng ta sẽ không qua lại với nhà họ Dương ở Đề Đô nữa. Thật hay giả,
Bộ phận pháp vụ của tập đoàn D Hào đích thân gửi tin tức. Nhà họ Dương ở Đề Đô bị điên à? Đối đầu với tập đoàn Đề Hào. Bọn họ xong đời rồi, nhà họ Dương ở Đề Đô xong đời rồi. Hủy bỏ mọi sự hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô, chúng ta kiên quyết không thể làm cá trong chậu gặp nạn. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô là heo hả? Nhanh lên, mau thông báo cho nhà họ Dương. Ở Đề Đô, ông đây trở mặt với bọn họ. Trong chốc lát, nhận được điện thoại từ bộ phận pháp vụ của tập đoàn Đề Hào, không biết có bao nhiêu nhà quyên thê, giàu có hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô đều rơi vào trạng thái hoang mang. Bọn họ không bao giờ ngờ tới nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ xúc phạm tập đoàn Đề Hào là kiểu tồn tại gì. Cho dù bọn họ buộc cùng một chỗ cũng không đủ để tập đoàn Đề Hào treo lên đánh, họ đương nhiên coi tập đoàn Đề Hào sai đâu đánh đó. Cùng lúc đó, nhà họ Dương ở Đề Đô. Dương Bân Hàn nhận được tin nhắn, anh ta vui mừng khôn xiết nói, ha ha. Bà nội, trưởng phòng Lý đã TH số điện thoại của sếp Dương cho cháu. Mau, mau gọi cho sếp Dương, mau để sếp Dương trừng trị tên nghiệp chướng kiêu ngạo này. Bà cụ cũng vui mừng khôn xiết. Như thể họ gọi được cho sếp Dương thần bí đứng sau tập đoàn Đề Hào, thì họ có thể đè Dương Tiêu xuống đất trà sát mạnh. Dương Bân Hàn nhìn chằm chằm, Dương Tiêu cười âm hiểm, có số điện thoại của sếp Dương ở đây, chờ xem cậu sẽ chết như thế nào. Nói xong, Dương Bân Hàn không do dự bấm theo số ở trong tin nhắn. Có số điện thoại của sếp Dương rồi. Vậy thì tốt, xem nhà họ Dương ở Đề Đô các người chết như thế nào. Trần Khải cười khà khà. Dương Tiêu hờ hững phất tay, trên mặt tràn ngập vẻ vui đùa. Dương Bân Hàn và bà cụ nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với ánh mắt rất âm u, bọn họ ước gì đẩy Dương Tiêu vào chỗ chết. Tút tút, ngay lúc cả hai cho rằng Dương Tiêu sẽ chết chắc, Dương Bân Hàn đã gọi điện. Ngay sau đó, điện thoại của Dương Tiêu đột nhiên vang lên. Điện thoại của ai đang đổ chuông? Dương Bân Hàn ngạc nhiên. Bà cụ nhìn túi của Dương Tiêu, hình như là điện thoại của tên nghiệp chướng này. Đúng là có điện thoại, Dương Tiêu cũng cười sâu xa. Dương Bân Hàn giật nảy mình, tại sao điện thoại của Dương Tiêu lại đổ chuông ngay lúc này? Mình vừa gọi, điện thoại của Dương lập tức đổ chuông. Chuyện này sao lại cảm ta có hơi kỳ lạ? Nhìn vùng số điện thoại, vậy mà lại là vùng Trung Nguyên. Mẹ kiếp, nhìn vùng của số điện thoại, Dương Bân Hàn như bị sét đánh giữa trời san ly, anh ta lại nhìn Dương Tiêu lấy điện thoại di động ra, trong lòng dâng lên một điềm báo. Bà cụ nghi ngờ hỏi, Bân Hàn, sao vậy? Bà nội, không đúng lắm, tại sao điện thoại của tên nghiệp chướng Dương Tiêu lại đổ chuông? Sao vùng số điện thoại di động của sếp Dương lại là Trung Nguyên? Dương Bân Hàn hoang mang. Cái gì, số điện thoại di động của vùng Trung Nguyên? Bà cụ cũng mở to mắt, tự nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Ngay sau đó, bà cụ dứt khoát nói, Bân Hàn, chắc cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tung tích sếp Dương của tập đoàn Đề Hào vẫn luôn thần bí, chưa ai nhìn thấy mặt thật của sếp Dương, cũng không ai có số điện thoại của sếp Dương. Có lẽ sếp Dương là người dân ở Trung Nguyên, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Bà nội, bà nói đúng. Có lẽ tập đoàn Đề Hào đang tức giận, hiện tại bộ phận pháp vụ của tập đoàn Đề Hào đã gọi điện cho Dương Tiêu. Dương Bân Hàn nói chắc chắn. Bà cụ cũng gật đầu, bà ta cho rằng Dương Bân Tiến nói đúng. Trần Khải cố nhịn cười, mặt đỏ bừng. Anh chọc Dương Tiêu, đội trưởng, mau nghe điện thoại đi, tôi không nhịn được nữa. Được rồi, Dương Tiêu bất lực nói. Dương Bân Hàn lơ đễnh liếc nhìn Dương Tiêu tức giận nói, còn không mau trả lời điện thoại đi, tập đoàn Đề Hào tìm cậu gây rắc rối đầy. Ừ, nghe đây, Dương Tiêu cũng nhịn cười bấm nút trả lời. Tốt ngay lúc Dương Tiêu nhắn nút trả lời, điện thoại của Dương Bân Hàn cũng đã kết nối. Thầy điện thoại đã được kết nối. Dương Bân Hàn hăng hái nói với bà cụ nhà họ Dương, bà nội, kết nối được, sếp Dương nghe máy. Sếp Dương thật sự trả lời điện thoại, bà cụ sửng sốt. Nhà họ Dương ở Đề Đô hợp tác với tập đoàn Đề Hào nhiều năm như vậy, bà cụ không chỉ hỏi những người điều hành cấp cao của tập đoàn Đề Hào xin số điện thoại của sếp Dương đứng sau một lần, nhưng vẫn luôn không có được. Lần này liên hệ với tập đoàn Đề Hào lại hào phóng đưa số điện thoại của sếp Dương, điều này rất khó tin. Điều quan trọng nhất là sếp Dương đứng sau tập đoàn Đề Hào vẫn luôn là thân long thấy đuôi không đầu lại trả lời điện thoại, đây là một chuyện chưa từng có. Bà cụ kích động nói, còn chần chừ gì nữa, mau nói đi, hậu quả của việc chọc giận sếp Dương sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vâng, cháu nói ngay, Dương Bân Hàn phần chắn nói.
Anh ta hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt Dương Bân Hàn lộng lẫy như đóa hoa cúc đang nở rộ, như thể anh ta đã nhìn thấy tổ tiên của mình, thân thiết nói, xin chào, sếp Dương, tôi là Dương Bân Hàn của nhà họ Dương ở Đề Đô, xin lỗi đã gọi cho anh, thật sự rất xin lỗi. Lúc này, Dương Bân Hàn rất căng, thẳng, đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với ông lớn siêu cấp như tập đoàn Đề Hào. Trong mắt Dương Bân Hàn, sếp Dương Bí Ân đứng sau tập đoàn Đề Hào, có quyền lực gấp vô số lần Khương Võ, chủ nhà họ Khương nhà quyền thế lớn nhất Thiền Phủ Chi Quốc. Có thể gọi điện cho một ông lớn siêu cấp như vậy thực sự là may mắn ba đời, cảm giác như một người bình thường đang gọi điện cho bó mã. E hèm, không sao, anh tìm tôi có chuyện gì không? Dương Tiêu cố ý ho khan một tiếng, giả vờ thâm thúy. Dương Bân Hàn nghe thấy giọng nói này, anh ta vui vẻ như điên, sếp Dương, tôi nói với anh một chuyện. Nhà họ Dương ở Đề Đô chúng tôi có một tên nghiệp. Trướng, cậu ta lại dám trộm tất cả hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Đề Hào và nhà họ Dương, còn xé nát tất cả. Anh nói xem có quá đáng không? Mồ đúng là rất quá đáng. Dương Tiêu lại nói. Dương Bân Hàn như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Tiêu tuyệt vọng. Anh ta tàn nhẫn nói, sếp Dương, người này tội ác tày trời không thể tha thứ được, anh xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Loại khốn nạn như này nếu không bị trừng phạt, thì sau này thể diện của tập đoàn Đế Hào đặt ở đâu, anh xem có đúng không? Dương Bân Hàn thực sự muốn giết Dương Tiêu, bây giờ anh ta đang xúi dục sếp Dương đứng sau tập đoàn Đề Hào, mượn tay sếp Dương giết chết Dương Tiêu. Anh hỏi tôi nên làm gì? Tôi chỉ có thể nói hai chữ. Dương Tiêu nói thâm thúy. Dương Bân Hàn mừng thầm trong lòng, có phải là xử lý cậu ta không? Không, anh nghĩ nhiều rồi, là mặc kệ. Dương Tiêu không diễn được nữa cười ra tiếng. Cái gì, mặc kệ? Nghe vậy, Dương Bân Hàn mới tỉnh táo lại, anh ta chợt nhận ra giọng nói này có hơi quen. Anh ta ngẩng đầu nhìn Dương Tiêu, thấy Dương Tiêu đang nhìn chằm chằm anh ta với vẻ mặt vui đùa. Hai mắt Dương Bân Hàn, lập tức mở to, anh ta thốt lên như thể vừa nhìn thấy ma, sao? Sao cậu lại cảm điện thoại của sếp Dương? Vừa nãy là cậu trả lời điện thoại, chẳng lẽ cậu là sếp Dương, ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào? Vừa nãy đầu óc anh ta căng thẳng, hoàn toàn không thèm để ý Dương Tiêu đang nói chuyện, bà cụ cũng như vậy tập trung vào Dương Bân Hàn, mọi người hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Dương Tiêu. Phải hay không phải cũng chẳng sao, quan trọng là mặc kệ. Dương Tiêu cười đùa. Ha 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 hai. Kết thúc cuộc gọi, Trần Khải không nhịn được vỗ đùi cười to. Anh ấy bắt chước giọng điệu của Dương Bân Hàn nói, sếp Dương, người này tội ác tày trời không thể tha thứ được, anh xem nên xử lý chuyện này như thế nào. Có phải là xử lý cậu ta không? Không, anh nghĩ nhiều rồi, mặc kệ. Trần Khải lại nhái giọng điệu của Dương Tiêu. Vẻ mặt anh ấy vui đùa, học ra dáng, Dương, Bân Hàn nhìn cảnh này. SSP cảm thấy tức ngực, cả người cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh ta mở to mắt chỉ vào Dương Tiêu, sao? Sao cậu có thể là SP, Dương đứng sau tập đoàn Đề Hào được? Không sai đâu, đội trưởng là sếp Dương đứng sau tập đoàn Đề Hào, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Tức giận không? Trần Khải cười khà khà. Dương Bân Hàn ôm chặt ngực, một cảm giác nhục nhã trào dâng trong lòng. Vừa nãy anh ta giống như một con chó. Một con chó ngoan ngoãn quỳ xuống liếm sếp Dương Bí Ân. Ai có thể ngờ được, trong nháy mắt mình lại nói chuyện điện thoại với Dương Tiêu. Dương Tiêu giang hai tay ra, có vấn đề gì à? Có vấn đề gì à? Nghe vậy, Dương Bân Hàn kinh hãi muôn chết, Dương Tiêu đang gián tiếp thừa nhận. Nghĩ đến dáng vẻ lố bịch của mình vừa nãy, Dương Bân Hàn đau buồn tức giận chỉ vào Dương Tiêu nói năng điên cuồng, cậu chơi tôi, cậu coi tôi là khỉ chơi đùa. Chơi anh, tôi ngược lại không có ý này. Anh muốn gọi điện cho sếp Dương, tôi cũng không cản được. Nếu anh đã hao tổn tâm sức gọi điện, thì tôi nhất định phải phối hợp ăn ý với anh cả tốt của tôi. Nếu anh bắt buộc phải cho rằng tôi đang chơi anh, thì coi như tôi đang chơi anh đi. Anh cả tốt của tôi, sao vậy? Mặt nhăn nhó thế, chẳng lẽ anh định cắn tôi à? Dương Tiêu chế nhạo. Trần Khải thần bổ đau nói, anh cả Dương này, nói cho anh biết. Dáng vẻ hèn mọn của anh vừa nãy trông giống như một con chó sùi. Giống như một con chó xù. Dương Bân Hàn đau lòng tức giận muốn chết, anh ta chỉ tay vào Dương Tiêu hai mắt tối sầm lại. Phụt! Khí huyết công tâm, Dương Bân Hàn tức giận thở hôn hến nôn ra một ngụm máu già. Bịch! Giây tiếp theo, Dương Bân Hàn như bị rút hê sức lực ngã xuống đất. Thằng nhãi danh bắt nạt
thằng nhãi danh bắt nạt tôi. Tôi Dương Bân Hàn sống 20-30 năm, chưa từng chịu nhục nhã tột cùng như này. Phụt, nghĩ mình bị trêu đùa như chó, Dương Bân Hàn đau lòng tức giận hét lên lại nôn ra một ngụm máu giả, đôi mắt của anh ta tối sầm, đang sống sờ cứ thể bị Dương Tiêu chọc tức hôn mê bất tỉnh. Ha 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 ha. Nhìn vẻ mặt Dương Bân Hàn tràn đầy âm ức đang sống sờ sờ bị chọc tức ngất xỉu, Trần Khải lại không nhịn được cười ra tiếng. Anh ấy đã chướng mắt Dương Bân Hàn từ lâu, loại người như này đang sống sờ sờ bị bọn họ chọc tức ngất xỉu, cảnh tượng này rất hài hước nực cười. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, hai mắt anh sáng rực. Dương Bân Hàn à Dương Bân Hàn, anh luôn luôn tự cho mình là đúng, bây giờ tôi sẽ từng bước khiến anh cảm thấy tuyệt vọng, tôi sẽ khiến anh chết trong tuyệt vọng và run rẩy. Một dao giết anh, thật sự quá hời cho NHTL nhìn Dương Bân Hàn đang hôn mê, bà cụ tức sùi bọt mép nhìn Dương Tiêu, đồ điên, nghiệp chướng, Bân Hàn là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu, sao cậu có thể làm nhục anh cả của mình như vậy? Nghiệp chướng, nghiệp chướng, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Trơ mắt nhìn Dương Bân Hàn bị tức ngất xỉu, bà cụ chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát. Lúc trước bà ta ở trong trạng thái đối đầu với Dương Bân Hàn, nhưng bây giờ bà ta hợp tác với Dương Bân Hàn chồng lại Dương Tiêu. Bà ta đã lớn tuổi, sức sống trong người cũng không ngừng suy yếu, không thể khống chế được Dương Tiêu, bà ta đương nhiên sẽ giao tương lai của nhà họ Dương ở Đề Đô cho Dương Bân Hàn phụ trách. Bà cụ, bà còn biết anh ta là anh cả của tôi. À, năm đó tôi bị vu oan, bị tàn nhẫn đuổi đi. Sao bà lại không nói tôi là em trai của anh ta? Bây giờ bà lại nói những lời này, lương tâm của bà không đau hả? Sinh ra làm người, bà không cảm thấy có lỗi à? Dương Tiêu hoàn toàn không cho bà cụ chút thể diện nào. Đôi mắt già nua của bà cụ điên cuồng cực độ, bà ta run rẩy chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói, đây là khoảng cách lớn nhất giữa cậu và Bân Hàn, năm đó đuổi tên nghiệp chướng nhà cậu đi là đúng. Nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ mãi mãi không để cho cậu kế thừa. Cho dù bà già này chết cũng sẽ không để cậu kế thừa nhà họ Dương ở Đề Đô. Kế thừa nhà họ Dương ở Đề Đô. Dương Tiêu cười lạnh nói, bà cụ à bà cụ, bà đúng là tự cho mình là đúng. Nói cho bà biết, nhà họ Dương ở Đề Đô xong đời rồi, nhà họ Dương ở Đề Đô sắp sụp đổ, cuối cùng nhà họ Dương ở Đề Đô cũng sắp xuống dốc rồi. Bà lại còn có tâm tư ở đây đe dọa tôi. Vẻ mặt anh tràn đầy khinh thường, kế thừa nhà họ Dương ở Đề Đô. Thật nực cười. Kể từ năm đó Dương Tiêu bị đuổi khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới việc kế thừa nhà họ Dương ở Đề Đô. Nghe vậy, bà cụ giật mình, ánh mắt già nua tràn đầy oán lạnh, nhà họ Dương ở Đề Đô sắp sụp đổ. Cậu có ý gì? Bà cụ vừa dứt lời, một bóng người nhanh chóng lao tới. Bà cụ, chuyện lớn chẳng lành, nhà họ Vương ở Kim Lăng đã hủy bỏ mọi hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta. Còn nói sẽ không bao giờ qua lại với nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta nữa. Cái gì, nhà họ Vương ở Kim Lăng hủy bỏ hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô? Nhà họ Vương ở Kim Lăng là đối tác chiến lược vững chắc nhất của nhà họ Dương ở Đề Đô, tại sao lại đột nhiên hủy bỏ mọi hợp tác? Điều này, không có khả năng. Ngay sau đó, một bóng dáng khác nhanh chóng đi tới. Bà cụ, chuyện lớn chẳng lành, nhà họ Tần ở Ma Đô đột nhiên hủy. Bỏ mọi hợp tác với nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta, còn nói nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta là tự chịu diệt vong. Bà cụ, chuyện lớn chẳng lành, nhà họ Liễu ở Dương Thành vừa gọi điện đến, tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta, yêu cầu chúng ta đài thường toàn bộ tôn thất. Bà cụ, chuyện lớn chẳng lành, nhà họ Bạch ở Giang Nam đã gửi thư luật sư đến, thông báo cho nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta sáng mai đến tòa án Đề Đô gặp mặt. Trong phút chốc, 10, 20 bóng người lao đến, đều là tin tức về việc bạn hợp tác của nhà họ Dương ở Đề Đô hủy bỏ hợp tác. Nghe được tin này, bà cụ nhà họ Dương như bị sét đánh trúng giữa trời xanh, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Làm sao lại như thế này? Làm sao lại như thế này? Bà cụ thất thần lầm bầm. Tí tách, tí te trồ trong phút chốc, chán bà cụ lắm tắm mồ hôi lạnh, bà ta như già đi mây chục tuổi. Các đối tác quan trọng của nhà họ Dương ở Đề Đô lần lượt hủy bỏ hợp tác, điều này thực sự không kém gì nhà họ Dương ở Đề Đô sụp đổ. Trần Khải phấn khích nói, đội trưởng, làm hay lắm. Bây giờ Dương Tiêu là chủ của tập đoàn Đề Hào, vừa ra lệnh cắt tập. Đoàn lớn ở Thiên Phủ chỉ quốc ai dám không làm theo. Là cậu làm, là cậu làm. Bà cụ trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn chằm chằm bà cụ sắp phát điên nghiền ngâm, đúng vậy, là tôi làm đây.
nếu bà không phục thì cứ tự nhiên tới làm phiền tôi ý, tôi Dương Tiêu thật sự không thèm vị trí người thừa kế nhà họ Dương ở Đề Đôi. Bà cụ, bà luôn tự cao tự đại, nhưng lại không biết những thứ mà bà cho là quý giá nhất lại chăng là gì trong mắt tôi. Canh giữ một mẫu ba phần đất của nhà họ Dương ở Đề Đô tiếp tục kéo dài hơi tàn. Tôi sẽ mở to mắt nhìn nhà họ Dương ở Đề Đô xuống dốc trong tay bà như thế nào. Trần Khải, chúng ta đi. Dứt lời, Dương Tiêu không còn do dự nữa, xoay người bước ra bên ngoài nhà họ Dương ở Đề Đô. Nhìn bà cụ đang ngần người, Trần Khải không nhịn được công kích, không biết xấu hổ, già không rút, tôi chưa từng thấy một bà già bảo thủ như bà. Mượn lời Gia Cát Không Minh mắng Vương Lãng, thật sự chưa bao giờ thấy người mặt dày không biết xấu hổ như này. Nói xong, Trần Khải giơ ngón giữa về phía bà cụ, sau đó đi theo Dương Tiêu. Mặt dày không biết xấu hổ, già không dứt, bà cụ trợn hai mắt. Giây tiếp theo, cảm giác nhục nhã dày đặc quanh quẩn trong lòng bà ta, cả đời này bà ta đều mạnh mẽ, chưa từng có ai dám sỉ nhục bà ta như thế này. Phụt, tức ngực, bà cụ rên rỉ miệng bắn ra một ngụm máu già. Tâm nhìn của bà ta chuyển sang tối, cả người ngã xuống đất. Bà cụ, nhìn thấy cảnh này, mí mắt đám con cháu nhà họ Dương nhảy loạn xạ, bọn họ nhao nhao tiền lên đỡ bà cụ. Cả người bà cụ run rẩy, nghiệp chướng bắt nạt tôi, nghiệp chướng bắt nạt tôi. Khẽ kêu gào, nghĩ đến chuyện nhà họ Dương ở Đề Đỗ thực sự sụp đổ, một đòn đánh mạnh khiến bà cụ kiêu ngạo cô độc cả đời đang sông sờ bị chọc tức hôn mê bát tỉnh. Bà cụ và Dương Bân Hàn đều bị tức, ngất xỉu, đám người nhà họ Dương ở Đề Đô rất khó hiểu, mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Tiếng xe cấp cứu vang lên. Không lâu sau, hai chiếc xe cấp cứu đến nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Bân Hàn và bà cụ được đưa lên xe cứu cấp, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đội trưởng, hai người tức ngất xỉu, sảng khoái thật, Trần Khải duỗi eo cười kha kha. Dương Tiêu nhìn Trần Khải, sau này tôi cần phải học hỏi thêm từ cậu. Nhưng tôi thật sự không thể không biết xấu hổ như cậu. Không biết xấu hổ, đội trưởng, anh biết tôi vẫn luôn không biết xấu hổ mài cần thể diện làm gì. Ăn được không, chỉ có không biết xấu hổ mới có thể hoành hành không sợ, chỉ có không biết xấu hổ mới có thể cua được em gái. Mà này, đội trưởng, anh nói anh cần học hỏi thêm từ tôi hay học hỏi cái gì? Đội trưởng, tôi biết tốc độ tay của anh rất nhanh, anh định học cách sử dụng nó tốt ra sao từ tôi à? À đúng rồi. Hai năm qua tôi đã đến Nhật, quen biết bậc thầy Kato, cánh tay phải vàng của bậc thầy Kato thực sự rất đỉnh, cần tôi đưa số điện thoại của bậc thầy Kato cho anh không? Với tốc độ tay của đội trưởng, nhất định sẽ trở thành cánh tay phải vàng tiếp theo. Sau này, khi chúng ta hoàn toàn ấn cư dưỡng lão, anh còn có thể đến Nhật dân thân vào sự nghiệp bom tân hành động vĩ đại, đúng không? Những người đẹp ỏ ở Nhật nhất định sẽ rất thích anh, cô Aoi, cô Pokto, cô Ozawa chắc chắn sẽ sẵn lòng hợp tác với anh. Nhìn Trần Khải đang nói luyên thuyên không ngừng, đầu Dương Tiêu xuất hiện đây vạch đen, anh quyết định không để ý tới tên tài xế lão luyện Trần Khải này nữa, quay đầu rời đi. Đội trưởng, anh không muốn hợp tác với những cô giáo xinh đẹp ở Nhật đâu à? Này, đội trưởng, sao anh lại đi thế? Đội trưởng, anh đừng đi, chờ tôi với, tôi đang nghiêm túc đấy, anh cân nhắc thử xem, tôi sẵn lòng dấn thân vào nghệ thuật hành động vĩ đại của con người với NHTL. Dương Tiêu thật sự bị Trần Khải đánh bại, đã nhiều năm như thế, vừa khởi động xe thì thật sự rất bản. Đội trưởng, anh khẳng định là không cần cân nhắc chuyện đó. Trần Khải đuổi theo hỏi. Dương Tiêu đen mặt nói, tôi nói là học hỏi thêm kỹ năng bổ đao từ cậu, không phải phương diện đó, cậu nên dừng lại ở đây. Đúng vậy, kỹ năng thần bổ đao của Trần Khải thực sự rất đỉnh. Có thể nói, cả Dương Bân Hàn và bà cụ đều đã tức suýt nôn ra máu, Trần Khải bổ đao liên tục. Cứ thế khiến Dương Bân Hàn và bà cụ tức nôn ra máu. Ở khía cạnh khác, Dương Tiêu thật. Sự không định học hỏi Trần Khải, nếu không sẽ trở thành một con rùa già bân thỉu. E hèm, đội trưởng, kỹ năng bổ đao này anh không học được đâu, tôi sinh ra đã có, Trần Khải cười khà khà. Đột nhiên, Trần Khải nhớ ra một chuyện, anh ấy đề nghị, đội trưởng, anh không thể tiếp tục đi taxi như thế này, hay bây giờ chúng ta đến cửa hàng xe mua một chiếc xe đi. Nếu không thì quá không xứng với giá trị của anh, nhớ có lúc không gọi được xe thì không thích hợp cho lắm, đúng không? Ừm, cũng được, tới cửa hàng bán huyền Dương Tiêu gật đầu. Trước kia ở thành phố Trung Nguyên, Dương Tiêu vẫn luôn lái chiếc xe tổng giám đốc Maserati, hiện tại đã đến Đề Đô, Dương Tiêu thật sự không có xe.
Sở dĩ lúc đó mua xe tổng giám đốc Maserati là vì Đường Mộc Tuyết thích mẫu xe này, và bây giờ anh thực sự cần một phương tiện đi lại. Trần Khải cười nói, chuyện mua xe này tôi rất quen. Đi, đến cửa hàng xe Hồng Vũ. Cửa hàng xe Hồng Vũ là đại lý ô tô lớn nhất ở Đế Đô, quy tụ đủ loại ô tô nổi tiếng trên toàn thế giới, đồng thời cửa hàng xe Hồng Vũ cũng là đại lý ô tô lớn nhất trong Thiên Phủ Chỉ Quốc. Không lâu sau, Dương Tiêu và Trần Khải đến cửa hàng xe Hồng Vũ. Dương Tiêu nhìn lướt qua, cửa hàng xe Hồng Vũ đúng là đại lý ô tô lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc, những chiếc xe trưng bày bên ngoài ít nhất cũng phải hơn 1 triệu tệ trên một chiếc. BMW, Audi và Mercedes-Benz là kiểu phổ biến, cho dù cả Ferrari, Rolls-Royce cũng qua quýt phổ biến ở đây. Thậm chí, Dương Tiêu còn được chiêm ngưỡng một số mẫu xe Việt dã chống đạn phiên L bản giới hạn và một số siêu xe quốc tế đã được cải tiến. Qua, đội trưởng anh nhìn kìa, chiếc xe này không tệ đói. Tôi thích nó, Trần Khải hào hứng như thể đã khám phá ra một châu lục mới. Dương Tiêu đưa mắt nhìn, Trần Khải đang nhìn một chiếc Land Rover Range Rover Respect đã được cải tiến, mà còn là một chiếc xe chống đạn giá 7 triệu tệ. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng là không tệ, rất hợp với khí chất của cậu. Tôi muốn chiếc xe này, Trần Khải hào hứng nói. Anh ấy là một người yêu xe hơi, vì Trần Khải khá cao hơn nên anh ấy rất thích những chiếc xe Việt dã sang. Tuy nhiên, ánh mắt của Dương Tiêu bỗng nhiên sáng lên, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào một chiếc xe Việt dã chống đạn siêu sang. Ánh mắt anh say mê, như thể đã nhìn thấy thứ mà mình yêu thích nhất trong cuộc đời. Trần Khải cũng nhìn theo ánh mắt của Dương Tiêu, Trần Khải cũng ngạc nhiên, oa Nai 15. Của hàng xe Hồng Vũ này lại có cả Nai XXVV. Chuyến, đi tới cửa hàng xe này không uống phí, Dương Tiêu hiếm thấy kích động. Đúng vậy. Ánh mắt của Dương Tiêu dán trên chiếc xe Nai 15. Rất nhiều người còn chưa từng nghe đến Nai 15, nhưng có thể nói một cách chính xác rằng Nai 15 không kém gì Tyrannosaurus Rex trong xe quý tộc khủng long. Trong số rất nhiều kiểu xe Việt dã tuyệt đỉnh, Hummer Land Rover và SUV đứng trước mặt nó cũng chỉ là em trai. Hơn nữa, trước kia Dương Tiêu vẫn luôn muốn một chiếc Nai 15, nhưng vẫn mãi chưa tìm được một chiếc phù hợp. Lần này, phương tiện di chuyển lý tưởng của anh cuối cùng cũng đến. Trần Khải phần khích nói, Nai 15 này đúng là ngang ngược, đội trưởng, đúng là chuyên đi này không uống phí. Năm đó đi theo Dương Tiêu làm nhiệm vụ, Trần Khải tự nhiên biết Dương Tiêu luôn muốn có một chiếc Nai 15, nhưng tiếc là không có cơ hội. Không thể không giới thiệu một chút, Nai 15 là chiếc xe Việt dã bọc thép siêu sang được sản xuất bởi nhà sản xuất ô tô Conquest Vehicle. Chiếc xe này là phiên bản dân dụng của chiếc xe Dwayne Johnson trong Fast and Furious 5. Nó dài 6,1 m, rộng 2,5 m và cao 2,5 m, hình dáng được thế bằng đường hình thoi thay vì đường cong của xe nói chung, thể hiện đặc điểm hình vuông của xe bọc thép. Trong lô đầu tiên nhà sản xuất chỉ sản xuất 100 chiếc, vì hoàn toàn làm thủ công phải mất 1.500 giờ mới chế tạo ra được một chiếc Nai 15. Hình dáng của Nai 15 rất rắn và cứng cáp, tạo cho người ta cảm giác chỉ cần tung hoành ngang dọc là có. Thể lao ra khỏi vòng vây, như một cỗ xe tăng trên đường. Thân xe được làm băng thép và kính chống đạn, cản trước có thanh bảo hiểm, cửa sổ và kính chắn gió được làm bằng vật liệu trong suốt chống đạn dày 64mm. Có thể chịu được tốc độ bắn tiêu chuẩn của NATO là 820m/s và đạn hạt nhân bằng thép cứng cỡ nòng 7,62x51mm, có thể chịu được sức công phá của 15kg thuộc nô TNT, khung gầm xe cũng có thể chịu được các vụ nổ lựu đạn. Chiếc xe không chỉ có thể chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu diesel mà còn chạy bằng nhiên liệu sinh học. Cuối cùng cũng đợi được mày. Dương Tiêu kích động xoa hai tay. Mặc dù Dương Tiêu cao 1m78, không bằng Trần Khải nhưng xương cốt Dương Tiêu lại là một người đàn ông thực sự cứng rắn. Vì là một người đàn ông cứng rắn nên người đàn ông cứng rắn đó đương nhiên thích một chiếc xe Việt dã hạng sang mạnh mẽ và chắc chắn, và chiếc Nai 15 này phù hợp với nhu cầu của Dương Tiêu. Cho dù sau này mình không lái, giữ lại cho Đường Mộc Tuyết cũng là một lựa chọn tốt. Xét cho cùng, Nai 15 quá đỉnh về mọi mặt, không thua kém gì xe bọc thép, sự an toàn của Đường Mộc Tuyết được đảm bảo cực lớn. Dương Tiêu nhìn lướt qua, giá của chiếc Nai 15 này thê mà cao tới mức hơn 20 triệu tệ, cao hơn hẳn so với giá thị trường. Tuy nhiên, Dương Tiêu có thể nhìn ra Nai 15 này đã được cải tiến, hiệu SUAT của nó còn mạnh hơn trước. Cậu chủ, là tên nhóc này. Đúng lúc này, tổng giám đốc cửa hàng xe đi tới cùng với một người đàn ông trẻ tuổi oai phong lẫm liệt bước tới trước mặt Dương Tiêu.
Người thanh niên liệc nhìn Dương Tiêu cười khẩy. Anh là Dương Tiêu. Là anh muốn đấu một trận sống chết với nhà họ Khương tôi. Thanh niên này là Khương Hiến, cậu chủ nhà họ Khương ở Đề Đô, cửa hàng xe Hồng Vũ này là của nhà họ Khương ở Đề Đô. Vừa nãy Dương Tiêu đến cửa hàng xe, Tông Giám Độc đã chú ý tới Dương Tiểu, sau đó đã báo cho cậu chủ nhà họ Khương. Bây giờ, Khương Hiến này đến đây là để kiếm chuyện với Dương Tiêu. Anh là ai? Dương Tiêu thấy lạ nhìn Khương Hiến. Khương Hiến tràn đầy kiêu ngạo, anh ta khít mũi, nghe cho kỹ, anh đây là Khương Hiên, cậu chủ nhà họ Khương ở Đề Đô. Khương Hiến, cậu chủ nhà họ Khương, tôi biết rồi, hai ngày. Nữa tôi sẽ chuẩn bị cho anh một chiếc quan tài tốt. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Dương Tiêu không có tí ấn tượng tốt nào với người nhà họ Khương ở Đề Đô, cha anh Dương Thiên Khung chết trong tay nhà họ Khương ở Đề Đô, Dương Tiêu tự nhiên sẽ không tha cho bất cứ người nào trong nhà họ Khương ở Đề Đô. Cái gì, chuẩn bị một chiếc quan tài tốt cho anh? Nghe vậy, Khương Hiến cậu chủ nhà họ Khương tức giận gần như nổ tung tại chỗ. Nhưng anh ta biết Dương Tiêu có kỹ năng phi thường, biết Trấn Khải có thê là sát thân, đội trưởng cũ của đội số 1 trong đội đặc chiến Đông Phương Thân Ưng. Anh ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt u ám nói, bất trổ tài nhanh mồm nhanh miệng, yên tâm, chờ tới ngày chôn cất bố anh, tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần mộ cho anh. Sao, hôm nay tới xem xe à? Xe chống đạn của cửa hàng xe nhà họ Khứa Ưng chúng tôi có tính năng tốt, đúng không? Vì không thể xảy ra xung đột trực diện, nên Khương Hiến sẽ sỉ nhục Dương Tiêu từ những khía cạnh khác. Là chiếc xe hỏng này à? Tạm tạm thôi, Dương Tiêu nào không biết Khương Hiên đang suy nghĩ gì, anh chê nhạo. Tạm tạm. Nghe vậy, Khương Hiến rất tức giận, anh ta chỉ vào chiếc Land Rover chống đạn trước mặt Dương Tiêu, đờ mời mẹ kiếp, miệng chó của anh không thể mọc ra ngà voi chứ gì. Có biết đây là Land Rover phiên bản chống đạn đã đạt đến cực hạn không? Tôi cho anh một cơ hội, anh giỏi thì đập vỡ kính chống đạn của chiếc xe này cho tôi xem thử xem L. Nếu tôi đập vỡ được thì sao? Dương Tiêu nhìn Khương Hiến. Khương Hiến cười dữ tợn, nếu có thể đập vỡ, tôi sẽ cho anh chiếc Land Rover chống đạn này, thế nào? Chưa đủ, tôi còn muốn Nai 15 kia. Dương Tiêu chỉ vào Nai 15 cách đó không xa. Khương Hiền khinh thường nói, được, chỉ cần anh có thể đập vỡ kính chống đạn của chiếc Land Rover này, tôi không chỉ tặng cho anh chiếc Land Rover này, mà còn tặng cho anh chiếc Nai 15. Cảnh cáo trước, nếu anh không thể đập vỡ thì anh phải quỳ xuống trước mặt tôi, nói tôi sai rồi, còn phải gọi tôi hai tiếng ông nội, thế nào? Được, Dương Tiêu không từ chối. Nghe thấy Dương Tiêu thật sự đồng ý, Khương Hiền cười điên của ông không dứt, ha 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 ha. Đồ thiêu năng trí tuệ não tàn, lại thật sự đồng ý. Anh xong đời rồi, anh xong đời rồi, chờ quỳ xuống xin lỗi, gọi ông nội đi. Như thế anh ta đã nhìn thấy cảnh Dương Tiêu quỳ xuống gọi mình là ông nội, như thế lần này Dương Tiêu bị nhục là cái chắc. Nhìn Khương Hiến cậu chủ nhà họ Khương, Trần Khải bật ra một tràng cười sâu. Anh cười gì, buồn cười lắm hả? Khương Hiên không vui nhìn Trần Khải. Trần Khải chững chạc đàng hoàng nhìn Khương Hiệt, ngại quá. Tôi từng là quân nhân, đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, nên tôi sẽ không bao giờ cười trừ khi không thể nhịn được. Nói xong, Trần Khải vỗ đùi cười lớn, đội trưởng, năm nào cũng có kẻ ngốc, nhưng năm nay lại có rất nhiều, chúng ta thiêu cái gì thì cái đó đến. Hai tên ngốc này đặc biệt mang lợi ích tới cho chúng ta, buồn cười chết mắt. Cái gì, đặc biệt mang lợi ích tới? Khương Hiến nghe xong, phổi sắp nổ tung, anh ta trừng mắt nhìn Trần Khải, hừ. Tôi mang lợi ích tới cho các người. Anh Năm Mo, tôi thầy là hai người sắp quỳ xuống gọi tôi là ông nội ý chứ. Nghe thấy bên này ồn ào, nhiều người đến xem náo nhiệt. Yo, đây không phải là cậu chủ nhà họ Khương, anh Khương Hiến sao? Anh Khương, xảy ra chuyện gì sao thế? Nhìn thấy đám người vây quanh, Khương Hiến muốn làm cho Dương Tiêu xấu hổ trước mặt công chúng. Anh ta chỉ vào Dương Tiêu hét lên, mọi người hãy làm chứng cho tôi. Tên nhóc này nói mình có thể đập vỡ kính chống đạn của chiếc Land Rover này, nếu anh ta không đập vỡ được thì sẽ quỳ xuống gọi tôi là ông nội. Đập vỡ kính chống đạn của chiếc Land Rover này. Vãi à, nhiều người kinh ngạc nhìn Dương Tiêu. Nhìn chằm chằm vào nhóm người đang tập trung nhìn Dương Tiêu, Khương Hiến vui vẻ như điên. Điều anh ta muốn chính là loại hiệu ứng đám đông này, anh ta. Muốn nhiều người nổi tiếng ở Đề Đô có thể tận mắt chứng kiến cảnh Dương Tiêu quỳ xuông gọi anh ta là ông nội. Dương Tiêu nhìn Khương Hiến chế nhạo, bót cắt câu lầy nghĩa. Chúng tôi cũng đã nói,
nếu tôi đập vỡ, chiếc Land Rover Range Rover 7 triệu tệ này và chiếc Nine 15 kia sẽ là của chúng tôi. Hy vọng lát nữa anh Khương Hiến còn có thể cười thành tiếng. Đúng vậy, tôi đã hứa với anh, muốn xe của tôi thì anh đập vỡ đi. Nếu không đập vỡ được thì anh sẽ là cháu của tôi. Khương Hiến cười dữ tợn. Nghĩ lát nữa Dương Tiêu không thể làm vỡ kính chồng đạn, Dương Tiêu quỳ xuống gọi ông nội, ngày mai lại râm rộ trên báo chí, Dương Tiêu này hoàn toàn trở thành trò cười. Dám đến bữa tiệc sinh nhật của ông nội Khương Khâu Phong đập phá hiện trường, thật sự không biết sống chết. Nhìn Khương Hiên tính trước kỹ càng, Dương Tiêu cười đùa trong lòng, Khương Hiên này thật đúng là đứa con ngốc của nhà địa chủ. Anh nào biết tôi mạnh đến mức nào? Trần Khải cao giọng hét lên, mọi người cũng giúp chúng tôi làm chứng, đề phòng tên ngu ngốc này sẽ hối hận. Người khác không biết nội lực của DA-10 Tiêu đã đạt đến trình độ nào, nhưng Trần Khải này biết rất rõ. Trong mắt Trần Khải, Khương Hiến này tự tìm khó chịu. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu và Trần Khải tràn đầy kinh ngạc, giống như đang nhìn hai tên điên hoàn toàn. Đập vỡ kính chống đạn, đây là một trò đùa quốc tê à. Kính chống đạn còn có thể chống đạn súng, chẳng lẽ còn sợ sức mạnh của con người chắc. Mắng tôi là tên ngu ngốc, nếu tôi là tên ngu ngốc, vậy chẳng phải anh là tên ngu ngốc lớn à. Khương Hiến măng. Sau đó, Khương Hiên nhìn Dương Tiêu khinh thường nói. Yên tâm, là ngựa. Chết hay là một con la thì dắt ra sẽ biết. Tôi ước gì tặng chiếc Land Rover, Range Rover và Nine 15 cho người khác ý. Nhanh lên, cho tôi xem tên nhóc nhà anh có năng lực như thế nào mà lại có can đảm kêu gào với nhà họ Khương tôi. Nhìn chằm chằm Khương Hiến trước mặt, Dương Tiêu cười nhạo, được rồi. Nhìn cho kỹ, vì hai chiếc xe này tôi không ngại dạy cho anh một bài học. Yo, lại còn dạy cho tôi một bài học. Mẹ kiếp. Tôi sợ quá, tôi thật sự sợ quá đi mất. Anh dọa tôi sợ chết khiếp quá cơ, đờ mò, tôi sợ sắp tè ra quần rồi này. Vẻ mặt Khương Hiến đầy châm chọc, trong giọng nói tràn đầy nói móc, như thế Dương Tiêu chỉ biệt khoác lác mà không có tài thực. Đội trưởng, tên ngốc này tìm kích thích, dạy cho anh ta một bài học, nhất định. Phải dạy cho anh ta một bài học, Trần Khải cười xấu xa. Khương Hiến vẫy tay, nhân viên tư vấn bán hàng đưa cho Khương Hiến một chiếc búa, Khương Hiên chỉ vào chiếc búa. Nào nào nào, không phải anh rất giỏi à? Tới, cho anh mượn búa, cứ đập, anh muốn đập bao nhiêu lần thì tùy thích. Nếu anh có thể tạo ra một vết trên kính chống đạn của chiếc Land Rover Rhinedon Rover này, coi như anh thắng. Thái độ của Khương Hiến rất kiêu ngạo, như thể Dương Tiêu dùng búa đập cũng không thể tạo ra một vết trên kính chống đạn. Búa, không cần đâu, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Khương Hiến nghiền ngẫm nói, không cần búa, được rồi. Tôi đổi thứ khác cho anh, người đâu? Ngay sau đó, một nhân viên tư vấn bán hàng khác cầm viên gạch chạy tới. Tới tới, cho anh viên gạch, đập thoải mái, chỉ cần xuất hiện một vệt coi như anh giỏi. Khương Hiến khinh thường nói. Nhìn tên ngốc con nhà địa chủ, nụ cười trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng lộng lẫy, tôi chẳng cần thứ gì cả, một tay của tôi là đủ. Cái gì, một tay là đủ? Dứt lời, nhóm người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Tên này nói gì, một tay của anh ta là đủ, không cần bất cứ vũ khí nào hỗ trợ, anh ta điên à. Đúng, đầu óc của tên này bị lừa đạp à. Đây là Land Rover Range Rover phiên bản kính chống đạn, loại này còn mạnh hơn các loại xe chống đạn thông thường. Dù có dùng rìu chém cũng không chém được một vết, chứ đừng nói là dùng tay. Tôi thấy tên này đang cố tỏ ra huyền bí giả thân giả quỷ. Nhìn xem, lát nữa anh ta sẽ phải quỳ xuồng gọi anh Khương là ông nội. Trong phút chốc, rất nhiều người đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt vui đùa, như thể ván cược này Dương Tiêu nhất định sẽ thua. Một tay, ha 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 ha, khoác lác, anh tiếp tục khoác lác đi, dùng tay đúng không? Được rồi, anh muốn đập thế nào thì đập, nếu hôm nay anh có thể dùng 5 đấm đập vỡ, tôi không chỉ cho anh hai chiếc xe, mà còn quỳ xuống gọi anh là ông nội. Khương Hiện cười đến mức sắp chảy cả nước mắt. Dùng tay đập vỡ kính chống đạn, coi mình là Saiyan siêu cấp à? Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, anh Khương đúng không? Mong anh nhớ kỹ lời anh nói. Hừ, bót câu giỏ đi, chẳng phải anh rất giỏi à? Tới đi, Khương Hiến khiêu khích. Trần Khải không nhịn được nói, đội trưởng, lên đi, nếu anh không lên, tôi sẽ không nhịn nổi nữa. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Dương Tiêu bước tới chỗ kính chắn gió của chiếc Land Rover Range Rover. Anh từ từ đưa tay ra, trông nhẹ nhàng như mây trôi vỗ tay phải xuống. Nhưng thật ra ngay lúc anh chạm vào kính chắn gió nội lực khổng lồ đã bộc phát.
Được rồi, ngay sau đó, Dương Tiêu giơ tay lên cười nhìn Khương Hiến. Khương Hiến nhìn, phồng bụng cười to, như vậy là xong rồi. Như vậy là xong rồi. Ha ha ha, hai anh đang muôn chọc tôi cười chết à? Không phải chứ, như này là xong rồi. Đám người vây xem kinh ngạc. Chỉ nhắn nhẹ nhàng một cái, mọi thứ đã kết thúc. Một chiêu, đây là một chiêu mà người đàn ông trước mặt này nói. Đúng là giả thần giả quỷ, ai đó chế nhạo. Thì đúng vậy, làm gì có ai có thể đập vỡ kính chồng đạn. Tôi nghĩ tên này đến đây lòe người, một người khác khinh thường nói. Khương Hiến cười điên cuồng như thăng trận, chỉ với chút sức mạnh này của anh mà còn dám thách thức nhà họ Khương, nói ra cũng không sợ làm cho người ta cười chết. Có trời có chịu, còn không mau quỳ xuông gọi ông nội. Tôi thua, Dương Tiêu cười đùa. Khương Hiến tỏ vẻ nắm được nhược điểm của Dương Tiêu tàn nhẫn nói, chẳng lẽ anh không thua? Sao? Không chơi nổi, muốn dở trò, anh phải đàn ông không? Có chơi có chịu, mau quỳ xuông gọi ông nội. Nhìn chằm chằm Khương Hiến, Dương Tiêu cười nhẹ, sau đó anh búng tay. Ngay lúc Khương Hiến xác định Dương Tiêu sắp quỳ xuông gọi ông nội, ngay lúc mọi người xác định Dương Tiêu xong đời, đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ. Cạch cạch, cạch cạch cạch, tiếng kêu kia từ đâu ra vậy? Khương Hiến nghe thấy tỏ vẻ nghi ngờ. Đột nhiên, một nhân viên tư vấn bán hàng như nhìn thấy ma chỉ vào kính chăn gió mà Dương Tiêu vừa vỗ lên, vội vàng nói, cậu. Cậu chủ, mau nhìn kính chống đạn, mau nhìn kính chống đạn. Cái gì? Kính chống đạn. Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, dán chặt mắt vào kính chống đạn mà Dương Tiêu vừa vỗ lên. Dưới cái nhìn của mọi người, kính chống đạn không ngừng phát ra những tiếng động kỳ lạ, từ khu vực trung tâm lan ra tứ phía đều có vết nút, giống như một mạng nhện dày đặc. Cạch cạch, cạch cạch cạch. Theo tiếng vang, dưới sự chú ý của mọi người, toàn bộ mảnh kính chống đạn cuối cùng cũng vỡ tan, biến thành một số lượng lớn mảnh vỡ, nằm rải rác trên mặt đất. Vãi! 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 Vãi ạ! Nhìn thấy kính chống đạn thật sự vỡ tan tành, mọi người ở hiện trường trợn tròn mắt gần như sắp rơi ra ngoài. Vỡ! Kính chống đạn lại thực sự vỡ! Một chiêu của tên này thực sự làm vỡ kính chống đạn. Nhiều người cho rằng mình bị ảo giác, bọn họ dụi mắt, nhìn kính chống đạn vỡ rơi vào trạng thái sững sờ. Khương Hiến, cậu chủ nhà họ Khương như bị trúng 1 triệu điểm sát thương, miệng biên thành hình chữ O, cằm vỡ vụn ngay tại chỗ. Nhìn đám người ngây ngốc, Dương Tiêu cười nhẹ, anh Khương nói đúng, làm người nhất định phải có chơi có chịu. Đúng vậy, anh Khương Hiến, tôi nói anh mang lợi ích tới cho chúng tôi anh còn không tin, bây giờ lơ mơ rồi chứ. Ha ha ha, hai tràn khải cười. Nội lực của Dương Tiêu mạnh hơn anh, khi con người tiếp tục phá vỡ giới hạn của bản thân, thì có thể dùng nội lực phá vỡ vật kiên có. Nghe thấy lời của Dương Tiêu và Trân Khải, đôi mắt của Khương Hiến đỏ đẫn, anh ta chỉ cảm thấy lúc này trong lòng có vô số con dê đang chạy loạn xạ. Dương Tiêu đứa con rơi nhà họ Dương lại thực sự đập vỡ kính chống đạn bằng một cái vỗ. Mẹ kiếp, đây là trò đùa quốc tế à? Hơn nữa, anh ta chỉ vỗ nhẹ nhàng, kính chống đạn đã vỡ tan. Không khoa học, điều này hoàn toàn không khoa học. Khương Hiến nào muốn thừa nhận mình thua, anh ta điên cuồng gầm lên, ăn gian, các người ăn gian, chắc chắn các người đã động tay động chân vào kính chống đạn này từ trước. Anh Khương, cửa hàng xe là của nhà anh, chúng tôi động tay động chân trong cửa hàng xe nhà anh muốn đánh vào mặt chúng tôi hay đánh vào mặt nhà họ Khương các anh thế? Dương Tiêu hỏi. Khương Hiến không phục, anh ta hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, không có khả năng. Ở đây nhất định có trò mèo gì đó. Chắc thân có nhầm lẫn, đây nhất định không phải kính chống đạn. Muốn anh ta nhận thua, không có cửa đâu. Không phải kính chống đạn. Dương Tiêu chê nhạo, anh chỉ vào cái búa bên cạnh, không tin thì anh tự thử xem. Ở đây có búa, nếu anh Khương có thể dùng búa đập xuất hiện một vết thì coi như kính chống đạn này có vấn đề, thế nào? Mẹ kiếp, anh có thể dùng một chiêu đập vỡ kính thủy tinh này, tôi cũng làm được. Khương Hiến tức giận nói. Anh ta buồn bực, kính chống, đạn này bị sao vậy? Chẳng ly lẽ là tò dây mỏng manh không chịu nổi một đòn. Tràn Khải hắng giọng hét, mọi người hãy mở to mắt nhìn, tên ngốc nhà họ Khương sắp biểu. Diễn, màn biểu diễn thật sự sắp bắt đầu. Hai tên đắc ý các người, mở to mắt chó của mình ra mà xem. Khương Hiến hung hăng hét lên. Đến trước kính chống đạn của chiếc Land Rover Range Rover, Khương Hiến hít một hơi thật sâu, không ngừng tích tụ lực. Dưới cái nhìn của mọi người, Khương Hiến tích tụ lực xong, đột nhiên vung tay đập mạnh lên kính chống đạn.
Dương Tiêu có thể dễ dàng đập vỡ kính trồng đạn, Khương Hiên tin mình cũng có thể thành công. Bóp! Dưới sự chú ý của mọi người, Khương Hiên đập bằng tất cả sức lực của mình. Tuy nhiên, cảnh tượng đập vỡ kính chống đạn bằng tay như mong đợi đã không được nhìn thấy, mà bản thân Khương Hiên lại đỏ mặt tía tai không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ói ngay sau đó, Khương Hiên hét lên, cả người đau đớn nhảy dựng lên. Nhìn kỹ hơn, thấy tay phải của Khương Hiên gần như đã sưng lên thành món heo kho chỉ vì một cú đánh. Vãi à, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Khương Hiên, không ít người hít hà. Ha 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 hai, Trần Khải cười phá lên. Dương Tiêu cũng vui vẻ, Khương Hiên này thật đúng là đứa con trai ngu ngốc của nhà địa chủ. Mình có thể đập vỡ kính chống, đạn bằng chính nội lực của mình, ai mà biết Khương Hiên này một hai phải dùng sức người đập vỡ kính chống đạn. Đây không phải là không có việc lại tìm kích thích sao? Người thường đều biết, ngay cả những chiếc kính ô tô thông thường cũng khá cứng cáp, rất khó để phá vỡ nó bằng sức mạnh của con người, chứ đừng nói đến kính chống đạn. Nhìn thấy Dương Tiêu và Trần Khải cười, Khương Hiên đỏ mặt nói, tôi không tin anh có thể đập vỡ kính chống đạn, mà tôi lại không thể, tôi không tin chuyện vớ vẩn này. Nói xong, Khương Hiên kìm nén cơn đau trong lòng bàn tay, quơ quơ tay nhặt cái búa ở bên cạnh. Bóp 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 bóp. Dưới sự chú ý của mọi người, Khương Hiên đã dùng sức đập kính chống đạn. Khương Hiên đập mấy chục lần, mồ hôi nhễ nhại, nhưng kính chống đạn không hề có dấu vết gì. Lần này tất cả mọi người không thể bình tĩnh được, họ nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn một con quái vật. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ kính chống đạn này không có tí vấn đề gì hả? Tên này thật sự đập vỡ kính chống đạn chỉ bằng một cái vỗ. Hình như có khả năng này. Rốt cuộc, anh Khương đập nhiều lần vẫn không hề hắn gì. Đậu xanh rau mái, làm sao có thể? Với một cái vỗ bằng sức mạnh của con người đập vỡ kính chống đạn, ai mà tin được? Mặc dù nhóm người nổi tiếng ở Đề Đồ rất khó tin tất cả những chuyện này, nhưng họ phải thừa nhận rằng Dương Tiêu đã thực sự đập vỡ kính chống đạn bằng một cái vỗ. Không thể nào, tuyệt đối không có. Khả năng, Khương Hiên thở hổn hển cầm búa nói với vẻ mặt không cam lòng. Dương Tiêu không có ý định tiếp tục giằng co, anh nhìn Khương Hiên hài hước nói, anh Khương, làm người cần phải chú ý đến uy tín, đừng nói như đánh răm, thua thì thừa nhận, bị đánh cũng phải si, thẳng, bây giờ anh còn muốn nói gì? Không phục, mẹ kiếp tôi không phục, anh cỏ giỏi thì lại đập vỡ kính chống đạn cho tôi xem. Khương Hiên cứng miệng nói, nếu anh ta có chơi có chịu, anh ta không chỉ mất hai chiếc xe Việt dã hạng sang này, mà còn phải quỳ. Xuống gọi Dương Tiêu là ông nội, phần kiêu ngạo trong xương đến từ nhà họ Khương ở Đề Đô không cho phép Khương Hiên nhận thua. Đồng thời Khương Hiên không cho rằng Dương Tiêu thực sự có thể đập vỡ kính chống đạn, vừa nãy chắc chắn là một sự cố, nhất định là một sự cố bất ngờ. Dương Tiêu nhìn Khương Hiên với ánh mắt quan tâm đến đứa trẻ thiểu năng, không phục đúng không? Tốt! Nhìn kỹ! Bóp! Dưới cái nhìn của vô số cặp mắt, Dương Tiêu lại ra tay. Cạch cạch! Cạch 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 chiêu dây tiếp theo, kính chống đạn của cửa sổ vỡ tung ra. Không phục đúng không, Khương Hiên, anh Khương nhìn kỹ đi. Đơn giản vậy thôi mà, quá dễ. Dương Tiêu cười vui đùa rồi lại ra tay. Bóp, cạch cạch, cạch cạch cạch, kính chống đạn thứ ba cũng vỡ tung vang lên tiếng vang. Chuyện này làm sao có thể? Nhìn chằm chằm ba tấm kính chống đạn bị Dương Tiêu dễ dàng đập vỡ liên tiếp, hai mắt Khương Hiên trợn lên suýt rơi ra ngoài, cả người choáng váng cực độ. Mà những người có mặt tại hiện trường há to miệng, bọn họ càng khiếp sợ tột đỉnh. Trong phút chốc, từng ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đang khá đờ đẫn của Dương Tiêu. Như muốn nói, tên này còn là người sao? Đập vỡ ba tấm kính chống đạn dễ dàng, Dương Tiêu nhìn Trần Khải, đôi xe Land Rover Range Rover đi. Ô cô khuôn mặt Trần Khải ngập tràn niềm vui. Nhóm người có mặt tại hiện trường kinh ngạc, bọn họ đều bị thủ đoạn của Dương Tiêu làm cho kinh ngạc. Dương Tiêu nhìn Khương Hiên đang rất sững sờ, anh Khương Hiên, có chơi có chịu, hai chiếc xe này là của chúng tôi. Tôi, vẻ mặt Khương Hiên lập tức tối sầm lại. Dương Tiêu biết Khương Hiên rất không cam lòng, anh trêu chọc, sao? Chẳng lẽ anh Khương không chơi nổi, mọi người ở hiện trường đều tận mắt chứng kiến. Đúng vậy, anh Khương Hiên, không, phải anh không chơi nổi đầy chứ. Tốt xấu gì thì nhà họ Khương của anh cũng là nhà quyền thế lớn nhất Đề Đô. Đúng, thế, anh Khương Hiên, nếu anh nói như đánh giá âm, thì chẳng phải nhà họ Khương sẽ xuống giá sao?
sau này còn có ai dám hợp tác với nhà họ Khương bọn anh nữa. Đúng đúng, nếu anh Khương Hiến không chơi nổi, ngày mai sẽ xuất hiện trên các tiêu đề, lúc đó sẽ rất vui. Lúc này, rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Đề Đô chế nhạo Khương Hiến. Nhà họ Khương ở Đề Đô thực sự rất ngang ngược, nhưng chính vì nhà họ Khương ở Đề Đô ngang ngược nên đã gây thù chuốc oán vô số. Ở hiện trường có không ít người đối địch với nhà họ Khương ở Đề Đô. Dưới sự chế giễu của đám người, Khương Hiến nắm chặt tay, vẻ mặt đầy oán hận, cuối cùng đành phải nhận thua. Không phải chỉ là hai chiếc xe hỏng thôi sao, anh đây không cần nữa, cho các người. Khương Hiến căm hận nói. Nghĩ đến vừa nãy mình hô hào trước mặt đám người, Khương Hiến không khỏi cảm thấy rất buồn bực, thật đúng là tự bê đá đập vào chân mình. Anh ta không thể ích kỷ ném hết thể diện của nhà họ Khương ở Đề Đô. Ngay sau đó, Khương Hiến phát tay, nhân viên tư vấn bán hàng đưa hai chiếc chìa khóa xe lên. Sau khi lấy chìa khóa, Dương Tiêu cười nói, không hồ là anh Khương Hiến, đúng là rất dứt khoát. Anh Khương Hiến quên mất một chuyện rồi thì phải. Anh còn muốn làm gì nữa? Khương Hiến lạnh lùng nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu giễu cợt, yêu ơi nhớ vừa nãy có người nói nếu tôi có thể đập vỡ kính chồng đạn, người đó còn phải quỳ xuống gọi tôi là ông nội. Vốn dĩ Dương Tiêu ra tay chỉ vì hai chiếc xe, Khương Hiền tự bê đá đập vào, chân mình, Dương Tiêu tự thiền muốn thỏa mãn Khương Hiền. Nghĩ đến việc cha Khương Thiên Khung chết trong tay nhà họ Khương ở Đề Độ, trong lòng Dương Tiêu lại bùng lên ngọn lửa giận. Cái gì, anh còn muốn tôi quỳ xuống gọi ông nội, đồ ngu năm mon muốn tôi quỳ xuống gọi ông nội, kiếp sau đi. Khương Hiền tức giận gầm lên. Mặc dù anh ta nói như thế, nhưng Khương Hiến sẽ không thực hiện. Không nói đến những thứ khác, quyền lực tối cao của nhà họ Khương ở Đề Đô cũng không cho phép anh ta quỳ lại Dương Tiêu. Dương Tiêu đi về phía Khương Hiến với vẻ mặt vui đùa, kiếp sau. Thật không? Sao, anh còn dám đánh tôi chắc? Khương Hiến tức giận hét lên. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ kiêu ngạo, như thể Dương Tiêu không dám đánh anh ta trong cửa hàng xe của nhà họ Khương. Tuy nhiên, anh ta đã sai, anh ta sai cực lớn. Bóp bóp. Ngay sau đó, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, một luồng khí ác trào ra từ người Dương Tiêu, chân phải của anh đột nhiên hóa thành bóng mờ. Bị ý chi dưới cái nhìn của mọi người, hại đầu gói Khương Hiến bị đau quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu. Đồ khốn, nhìn thấy Dương Tiêu dám tấn công Khương Hiến, tất cả vệ sĩ nhà họ Khương đều rất tức giận. Phút. Sau đó, Dương Tiêu cầm búa lớn trên mặt đất lên nhằm thẳng vào đầu Khương Hiến, anh nhìn chằm chằm Khương Hiến cười nói, là đàn ông, đã nói là làm. Tin hay không nếu anh không có chơi có chịu, tôi sẽ đập búa này vào đầu anh khiến anh đi đời nhà nhi, đập búa này vào đầu khiến anh đi đời nhà ma. Nhìn thấy khí thế kinh người của Dương Tiêu, Khương Hiện sợ đến mức dựng cả tóc gáy. Thả cậu chủ nhà tôi ra, nhóm vệ sĩ nhà họ Khương tức giận hét lên. Dương Tiêu giễu cợt, tới, cứ tự nhiên ra tay với tôi, xem kỹ năng của các anh nhanh hay là tốc độ búa của tôi nhanh hơn. Dừng tay. Lũ khốn các người dừng tay ngay cho tôi, mẹ kiếp nếu tôi chết, hôm nay tất cả các người sẽ phải chôn theo tôi. Khương Hiền kinh hãi gầm lên. Nhìn cậu chủ nhà mình bị Dương Tiêu cưỡng chế, nhóm vệ sĩ nhà họ Khương nào dám tấn công Dương Tiêu. Dương Tiêu lại giễu cợt nhìn Khương Hiến, sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn, muốn chết không? Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ tiễn anh lên đường ngay. Nhìn vẻ mặt vô tội của Dương Tiêu, Khương Hiền chỉ cảm thấy linh hồn rét run. Kinh khủng. Tên này quá đáng sợ. Anh ta có thể cảm nhận được Dương Tiêu không đùa anh ta, nếu anh ta không có chơi có chịu, Dương Tiêu thật sự sẽ dùng búa đập vỡ đầu anh ta. Ông nội, cháu sai rồi, ông nội cháu sai rồi, vừa nãy cháu ngoan không nên nhắm vào ông, cháu sai rồi, mong ông nội tha cho cháu ngoan. Khương Hiến kinh hãi nói. Đối mặt với cái chết, Khương Hiến kiên quyết lựa chọn đầu hàng. Tôn nghiêm nhà họ Khương chó má gì, thân phận cậu chủ nhà họ Khương chó má gì. Chết rồi sẽ chẳng còn gì nữa. PT nhìn thấy Khương Hiến thật sự cúi đầu gọi Dương Tiêu là ông nội, đám người nổi tiếng ở Đề Đô có mặt tại hiện trường không khỏi hít hà. Cậu chủ nhà họ Khương lại chiều một cách miễn cưỡng gọi ông nội, hình ảnh này thực sự gây sốc. Dương Tiêu cười đùa, mọi chuyện đều do Khương Hiến tự ỉm khó chịu, đây không phải là yêu cầu mà Dương Tiêu đưa ra. Tôi vốn trong sáng tốt đẹp, nhưng thực tế buộc người tốt phải làm gái điểm. Lúc này Dương Tiêu mới đặt búa xuống, tiếp tục kéo dài hơi tàn thêm 2 ngày, vào ngày chôn cất bố tôi muốn tất cả người nhà họ Khương các người làm lễ truy điệu. Trần Khải, chúng ta đi. Lùi,
Trần Khải lên xe nhắn ga lái ra khỏi cửa hàng. Dương Tiêu phớt lờ những người nhà họ Khương đang giận dữ, lái Nai 15 ngang ngược biên mắt khỏi tầm mắt của mọi người. Chiếc xe này thực sự không tệ. Dương Tiêu rất hài lòng với chiếc xe Nai 15 bọc thép này. Nhìn Dương Tiêu rời khỏi tầm mắt của mình, Khương Hiến mới dám đứng lên khỏi hài đất, anh ta vừa đứng lên đã đạp vào xe thể thao, đờ mò. Đò ờ mòi. Anh đây sống nhiều năm như thế chưa bao giờ phải chịu một nỗi nhục nhã ê chề như này. Ngay sau đó, Khương Hiến lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, anh Thâm, tôi bị người ta chơi, mau đến tiếp viện, tôi muốn giết tên khốn đói. Cúp điện thoại, Khương Hiến phát tay nói, tất cả đi theo tôi phải diệt tên khốn này. Rời khỏi cửa hàng xe không lâu, Trần Khải chào Dương Tiêu rồi quay trở lại công ty Hoa Chi. Uyên, nói thế nào thì Hoa Chi Uyên cũng là công ty do Dương Tiêu đứng tên, nên không thể mặc kệ được. Cho dù là chiến trường chém giết hay kinh doanh, Trần Khải đều là người có năng lực, giao Hoa Chi Uyên cho Trần Khải quản lý là đủ, tập đoàn đé hảo có Hoa Mộ Tranh, Dương Tiêu rất yên tâm. Phút phù vù vù vùi ngay lúc Dương Tiêu đang đến tìm mẹ Hứa Tuệ Nhàn đi ngang qua một con phố hẻo lánh, trong nháy mắt có hàng chục chiếc xe ô tô lao ra, bao vây Dương Tiêu. Người đàn ông mặc vest dẫn đầu nhóm đàn em bước xuống xe, chỉ vào Dương Tiêu mắng, mẹ kiếp, cậu là Dương Tiêu đúng không? Ngay cả cậu Khương, Khương Hiền, cũng dám xúc phạm, cậu chán xong rồi hả? Mau lăn qua đây nhận chết đi. Người đàn ông đó tên là Tống Thâm, là một trong những nhân vật lồng đầu ở Đề Đô. Trước kia Bạch Long xã chưa bị Dương Tiêu tiêu diệt, lực lượng do Tống Thâm dẫn dắt đứng thứ hai ở Đề Đô. Sau khi Bạch Long xã bị Dương Tiêu dọn sạch, Tống Thâm tự nhiên trở thành thế lực lên nhất Đề Đô. Điều quan trọng nhất là sức chiến đấu toàn diện của Tống Thâm đứng số một Đề Đô, còn ngang ngược hơn gấp mấy lần người đứng đầu Bạch Long xã lúc trước. Vừa nhận được cuộc gọi của Khương Hiến, Tống Thâm lập tức dẫn người đến chặn Dương Tiêu. Tốc độ khá nhanh, Dương Tiêu cười đùa. Không cần phải nghĩ nhiều, nhóm người giết mình này chắc chắn là do Khương Hiến tìm. Tống Thâm cầm một chiếc rìu, thấy Dương Tiêu vẫn chưa bước xuống xe, anh ta bước tới với vẻ mặt tàn nhẫn, hung hăng đập rìu vào kính chống đạn của Nai 15. Bốp, rìu chém vào xe, cửa kính xe chống đạn chẳng bị sao cả, ngược lại đã khiến cổ tay Tống Thâm bị đau. Tống Thâm giả vờ bình tĩnh chỉ vào Dương Tiêu tức giận nói, đồ khốn, cười cái gì mà cười, có giỏi thì mau xuống đây. Xem ông đây chém cậu chê tươi như thế nào. Chém tôi chết tươi, thật không? Dương Tiêu mở cửa bước xuống xe. Phút phù vùi ngay lúc Dương Tiêu vừa xuống xe, Khương Hiến đã đuổi kịp, dẫn theo một nhóm người đến giết anh. Khương Hiến bước tới trước mặt Tống Thâm, tức giận nói, anh Thẩm, vừa nãy là tên khốn này làm tôi mất mặt. Cậu Khương, cậu định xử lý tên này như thế nào? Tống Thâm hỏi. Nghĩ đến vừa nãy Dương Tiêu bắt mình quỳ trên mặt đất gọi ông nội khiến mình xấu hổ, Khương Hiền nhìn chằm chằm Dương Tiêu tức giận nói, đơn giản, anh Thâm, tôi muốn tên khốn này quỳ xuống gọi tôi là tổ tông, sau đó chui qua háng của tôi, tiếp đó nữa phải nói nhà Hà Khương đỉnh. Xúc phạm nhà họ Khương là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã từng làm trong cuộc đời này. Đúng vậy, Khương Hiến chỉ muốn hung hãn làm nhục Dương Tiêu, đáp trả sự sỉ nhục mà Dương Tiêu đã mang lại cho anh ta gấp bội. Cái gì? Quỳ xuống gọi tổ tông, chui háng, còn phải nói nhà họ Khương đỉnh, còn phải nói xúc phạm nhà họ Khương là chuyện ngu ngốc nhất. Tốt, rất tốt, được lắm. Trong phút chốc, ánh mắt Dương Tiêu nhìn Khương Hiến dần trở nên lạnh lùng. Danh con, nghe thấy lời cậu Khương nói chưa? Con không mau quỳ xuống gọi tổ tông. Tống Thâm nhìn Dương Tiêu măng. Khương Hiến âm hiểm cười khẩy, Dương Tiêu, hôm nay có anh Thâm tới giúp tôi, anh chết chắc rồi. Như thể có ông lớn như Tống Thâm chống lưng, hôm nay anh ta giết Dương Tiêu sẽ dễ như giết một con kiên. Bộp, y đột nhiên, âm thanh của cái tát chói tai vang lên, khuôn mặt già của Tống Thâm đau đớn, trợn to hai mắt tức giận nói, ai đánh tôi? Ai đánh tôi? Đám người ngơ ngác nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, lúc này trên mặt Tống Thâm đột nhiên có râu tay năm ngón, hơn nữa còn có một thanh âm chói tai, bọn họ đều có thể nghe rõ ràng. Anh ta đánh. Anh Thâm, chắc chắn là anh ta đánh. Khương Hiên chỉ vào Dương Tiêu hung ác nói. Tống Thâm trợn to hai mắt nhìn Dương Tiêu, mẹ kiếp, cậu dám đánh tôi. Anh bạn, tôi cách anh ít nhất 5-6 mét, anh cảm thấy là tôi đánh anh à. Dương Tiêu chế nhạo. Tống Thâm nghĩ kỹ lại, cũng đúng, tên nhóc trước mặt này cách mình xa như vậy, không thể trong nháy mắt đánh vào mặt mình rồi lại quay về chỗ cũ được. Vẻ mặt Tống Thâm lạnh đi, ai đánh tôi? Mau đứng ra đây.
nếu không để tôi bắt được tôi nhất định sẽ dê người đó. Là ông lớn số một mới được thăng chức ở Đế Đô, Tống Thâm rất uy nghiêm. Không biết trước đó có bao nhiêu thế lực khom lưng cúi đầu trước mặt anh ta, thậm chí có không ít ông lớn siêu cấp ở Đế Đô cũng phải gọi anh ta một tiếng anh Thâm. Bây giờ, anh ta lại bị người khác đánh, đã, ấy còn bị đánh một cách không thể giải thích được, làm sao tôi, Thâm có thể không tức giận. Là ai làm, nhóm đàn em ngạc nhiên không thôi. Lão đại của mình tự dưng bị đánh, chuyện này thật sự không thể tin được. Ngay lúc mọi người còn đang thắc mắc, Dương Tiêu cười sâu xa, tôi biết là ai đánh anh. Ai, Tống Thâm nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt ngưng trọng. Dương Tiêu bắt cần đời chỉ vào Khương Hiển, vừa nãy tôi thấy rõ là Khương Hiển, anh Khương đánh NHTL. Cái gì, Khương Hiển đánh? Cậu Khương, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tống Thâm lạnh lùng nhìn Khương Hiển. Nhận thấy Tống Thâm đang tức giận, Khương Hiển sợ tới mức cả người run lên, anh ta nếu biết Tống Thâm tức giận, anh ta sẽ không vì thể diện của nhà họ Khương ở Đế Đô mà tha cho mình. Rốt cuộc là ông lớn hàng đầu bị đánh, chuyện này thật sự rất xấu hổ. Khương Hiển như thể bị chó cắn tức giận hỏi, Dương Tiêu, mẹ kiếp tôi cảnh cáo anh bót ngậm máu phun người, tôi và anh Thâm có quan hệ tốt như thế, sao tôi có thể đánh anh Thâm được? Ở đây, anh và anh Thâm đứng gần nhau nhất không phải anh đánh thì còn có thể là ai? Dương Tiêu vặn lại, ánh mắt Tống Thâm nhìn Khương Hiển càng ngày càng ảm đạm. Đúng vậy, Khương Hiển là người đứng gần anh ta nhất. Mặc dù anh ta không nhìn thấy là ai đánh, nhưng Khương Hiển có hiểm nghi lớn nhát. Chó má nhà mày, sao có thể là tôi được? Khương Hiển bị dọa sợ chết khiếp. Không lâu sau, khóe miệng Tống Thâm chảy ra một vệt máu, cái tát này đánh không nhẹ. Khương Hiển nhanh chóng lấy khăn dây từ trong túi ra, đưa cho Tống Thâm, anh Thâm, không phải tôi làm, anh Thâm, anh phải tin tôi. Anh Thâm, miệng anh đang chảy máu. Anh Thâm tôi lau giúp cho anh. Bóp. Y ngay khi tay phải của Khương Hiển áp sát má Tống Thâm, thì Hiển bất ngờ vung tay tát vào mặt Tống Thâm. Phụt! Cái tát này chứa đựng sức mạnh to lớn, đánh đến mức khí huyết Tống Thâm dâng trào, một chiếu ô răng văng ra ngoài. Nhìn thấy rõ, lần này Tống Thâm đã nhìn thấy rõ ràng, là tên giải trai Khương Hiển làm. Dương Tiêu rất ngạc nhiên nói, vãi vừa nãy còn đánh lén, nhưng lần này lại quang minh chính đại như vậy. Anh Thâm, anh thầy rồi đó, anh chàng Khương Hiển này láo xược. Hoàn toàn không để anh vào mắt, chuyện này sao có thể nhịn được. Đánh anh ta, nhất định phải đánh anh ta thật mạnh. Mẹ kiếp, chuyện này là sao? Khương Hiển hoàn toàn chết lặng ngay tại chỗ. Anh ta không hề đánh Tống Thâm, vừa nãy anh ta chỉ định xem vết máu trên khóe miệng Tống Thâm, ai ngờ ngay lúc anh ta áp sát vào má Tống Thâm, một lực mạnh khống chế tay phải của anh ta, rồi tát mạnh vào mặt Tống Thâm. Xong rồi, lần này xong đời rồi. Đây thực sự là bùn vàng rơi trúng đúng quần, không phải cứt cũng thành cút. Phụt! Tống Thâm nhổ ra một ngụm máu, anh ta lau khóe miệng vẻ mặt dữ tợn nói, Khương Hiển cậu Khương, lần này cậu còn có thể giải thích gì? Mẹ kiếp, tôi có lòng tốt tới giúp cậu, cậu lại dám chơi tôi, cậy mình là cậu chủ nhà họ Khương, đừng tưởng tôi không dám động vào cậu. Tức giận, Tống Thâm đã hoàn toàn tức giận. Bây giờ anh ta là ô ông lớn số một ở Đế Đô. Không biết có bao nhiêu người gặp anh ta còn phải kính nể. Lúc này Khương Hiển tát anh ta hai bạt tai, khiến ai cũng không chấp nhận được. Đúng vậy, đánh anh ta, nhất định phải đánh tên này một trận thật manihi, Dương Tiêu lòng đầy căm phẫn, như thế anh đã gặp phải oan ức rất lớn. Khương Hiển sợ tới mức rùng mình, anh Thâm, thật sự không phải tôi, thật sự không phải tôi, anh phải tin tôi. Tôi tin cậu cái quằn, Tống Thâm rất tức giận. Bếp! Trong nháy mắt, Tống Thâm bất ngờ lao ra, đá mạnh vào bụng của Khương Hiển, Khương, Hiển mắt cảnh giác bị đá ngã xuống đất. Ngay sau đó, Tống Thâm tức giận chỉ vào Khương Hiển hét lên, đánh, các anh em đánh mạnh vào cho tôi, đánh chết tên cháu trai này, đánh cậu ta phọt nước tiêu, đánh đến mức gọi cha gọi mẹ, đánh răng rơi đầy đất cho tôi. Anh Thâm, hiểu lầm, anh Thâm hiểu làm, Khương Hiển vội vàng hét lên. Tống Thâm càng nghĩ càng tức giận, anh ta bước lên đạp Khương Hiển tiếp, hiểu làm. Hiểu lầm cái quần. Đúng, hiểu lầm cái quần, đánh anh ta. Dương Tiêu cười trên nỗi đau của người khác mắng. Ói, ói in ngay sau đó, những tiếng hét như giết heo phát ra từ miệng của Khương Hiển lần lượt vang lên, vang vọng khắp đường phố hẻo lánh, tiếng gào thét kéo dài rất lâu. Đánh anh ta thật mạnh vào. Dương Tiêu ở một bên thích thú nhìn. Mấy phút sau, Khương Hiển bị đánh khắp người, gương mặt bị đánh thành đầu heo, miệng bị đánh thành cái xúc xích.
Hu 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 hun. Nằm liệt trên mặt đất, Khương Hiến nước mắt nước mũi tèm lem, anh ta thật sự rất oan ức, trong lòng còn có vô số con dê chạy loạn. Mẹ kiếp, hoàn toàn không phải tôi làm, tại sao lại khiến anh đây chịu oan ức lớn như vậy? Tống Thâm lại tức giận đá vào đầu Khương Hiến, anh A tức giận măng, đờ mờ, ông đây có lòng tốt giúp cậu, cậu lại dám đánh ông đây. Đừng tưởng mình là cậu chủ nhà họ Khương rồi muốn làm gì thì làm. Nói cho cậu biết, bây giờ ông đây là chủ có thế lực lớn nhất đế đô, Thâm gia này sẽ không nuông chiều cậu. Khương Hiến mở miệng muốn phản bác, nhưng anh ta nhìn Tống Thâm đang tức giận lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Anh ta sợ lại chọc giận Tống Thâm, lại bị Tống Thâm đánh cho tơi bời. Đúng vậy, không thể nuông chiều tên cháu trai này, Dương Tiêu trịnh trọng nói. Vẻ mặt Tống Thâm lúc trắng lúc xanh, anh ta hung ác nhìn Dương Tiểu, tính ra tên nhóc nhà cậu may mắn, các anh em, chúng ta đi. Đánh Khương Hiến một trận xong, Tống Thâm lười so đo với Dương Tiêu quá nhiều, định dẫn người rút khỏi hiện trường. Vội đi đến thế à, lúc này vẻ vui đùa trên mặt Dương Tiêu càng dày đặc hơn. Nhận thấy giọng điệu của Dương Tiêu không đúng, Tống Thâm đột nhiên nhíu mày, hả? Thằng kia, cậu có ý gì? Không có ý gì, các anh đã chậm trễ tôi lâu như vậy. Anh còn dùng dìu chém xe của tôi, nên để lại chút phí tổn thất tổn thương tinh thần chứ hai. Dương Tiêu cười ngây ngô. Nghe vậy, vẻ mặt Tống Thâm đột nhiên thay đổi, thằng kia, cậu rất kiêu ngạo. Chẳng lẽ người ra tay lúc nãy là cậu? Lúc này mới phản ứng lại, đầu óc của anh thật sự chập mạch. Dương Tiêu chế nhạo. Cái gì, mới phản ứng lại? Đây, đây là gián tiếp thừa nhận. Vẻ mặt Tống Thâm thay đổi hẳn, đờ mò. Mẹ kiếp, thật sự là tên nhóc nhà cậu đánh tôi, cậu thật sự rất gan dại. Rất gan dạ thì sao? Có à? Nụ cười trên mặt Dương Tiêu toát ra vẻ tà mị mạnh mẽ. Đúng vậy, người ra tay lúc nãy là Dương Tiêu hoàn toàn không phải Khương Hiến. Dương Tiêu thấy Khương Hiến trướng mắt nên chỉ muốn dùng tay của Tống Thâm đánh Khương Hiến một trận. Bây giờ, sức mạnh chiến đấu của Dương Tiêu đã khôi phục 90%, chỉ còn thiêu một chút nữa là có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Ở khoảng cách 5-6 mét, tốc độ của Dương Tiêu đã sớm vượt quá giới hạn của con người, giống như một bóng ma khó phát hiện. Nếu đối phương cầm súng, ở khoảng cách gần như này Dương Tiêu cũng không hề sợ, trừ khi xung quanh có người cân anh bảo vệ thì nhất định phải suy nghĩ kỹ mới hành động. Khương, Hiến nghe xong, đau buồn và tức giận, đến chết chỉ vào Dương Tiêu như sắp rách cả mí mắt, tên khốn, anh hãm hại tôi, mẹ kiếp anh hại tôi khổ. Ngay sau đó, Khương Hiên kìm nén cơn đau dữ dội chỉ vào Dương Tiêu hét lên, anh Thâm, anh cũng nghe thấy rồi, không phải tôi đánh anh, là anh ta, tất cả là anh ta làm. Anh pha cố ý mượn tay của anh xử lý tôi, đáng ghét, tên khốn này quá đáng ghét tì. Anh Thâm, giết anh ta, nhất định phải giết anh ta. Nếu không giết anh ta, tôi thật sự không nuốt trôi cơn tức này. Lúc này Tống Thâm tràn đầy, tức giận, Nita cũng tức giận giống như Khương Hiến. Bị chơi xỏ, mình đường đường là ông lớn một thế hệ lại bị người ta chơi sỏi rất nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Tống Thâm cầm dìu chỉ vào Dương Tiêu hét lên, lên. Các anh em lên hết cho tôi, đánh chết cậu ta, đánh cho tàn phế, phế bỏ hai chân hai tay của cậu ta. Tôi muốn cậu ta trở thành một người tàn phế, tôi muốn cậu ta chịu đựng vô vàn đau đớn và giày vò trên giường bệnh cho đến cuối đời. Lên! Tống Thâm sắp bùng nổ lửa giận, anh ta rong ruổi đê đô nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên phải chịu một nồi nhục nhã lớn như này. Xử lý anh ta, nhóm đàn em của Tống Thâm cầm dìu lao về phía Dương Tiêu. Khương Hiến phần chắn tức giận hét lên, xử lý anh ta, đánh chết thằng khốn nạn này, chém chết anh ta, chém thành một đồng thịt. Là cậu chủ của nhà họ Khương ở Đề Đô, không cần phải nói lúc này Khương Hiến oan ức đến mức nào. Từ nhỏ anh ta đã vô tuyến nở mày nở mặt, nhưng lại liên tục bị ăn quả đăng trong tay Dương Tiêu, không cần phải nói tinh thần của Khương Hiến suy sụp như thế nào. Phút, một người đàn ông vạm vỡ gầm lên. Chiếc rìu sắc bén trong tay giơ thẳng lên chòi chém về phía đầu của Dương Tiêu. Bốp bóp! Trong nháy mắt anh ta đến gần Dương Tiêu cười đùa, chân phải hóa thành bóng mở đá vào hai chân người đó. Ói! Dưới sức mạnh to lớn của Dương Tiêu, người đàn ông vạm vỡ đột nhiên rên lên, nhìn kỹ thì thấy chân của anh ta đột nhiên thay đổi hình dạng, loại cảm giác này không khác gì cục đá trăm cân đè lên hai chân anh ta. Hai chân bị đau, người đàn ông vạm vỡ bật khóc tại chỗ. Tay phải run, ây, chiếc rìu trên tay buồn bã rơi xuống. Dương Tiêu tiện tay túm lấy cây rìu, vẻ vui đùa trên mặt càng ngày càng đậm. Giết cậu ta cho tôi, cùng lên,
tất cả cùng lên hết cho tôi. Tông Thẩm tức giận gầm lên. Giết anh ta, đám người xúm lại. Tất cả đều trông rất hung bạo, tất cả đều cầm rìu sắc bén, muốn chém Dương Tiêu ngã ngay tại chỗ. Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ đồng loạt tới gần Dương Tiêu, chân phải của Dương Tiêu đã hóa thành bóng mờ. Bốp 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 bóp. Trong phút chốc, Dương Tiêu dùng chân phải đá mạnh vào mờ u bàn chân của nhóm người này. Ói, ôi ôi ôi. Giây tiếp theo, nhóm đàn em của Tông Thâm đều hét lên như giết heo, sắc mặt tái xanh. Bịch 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 bịch. Ngay sau đó, mấy chục người ngã xuống đất, lần lượt ôm chân, đau đón nước mặt chảy ròng ròng. Tàn phế, chân của tất cả bọn họ bị tàn phế hết. Con mẹ nó, nhìn thấy đám đàn em của mình đều bị Dương Tiêu phế trong nháy mắt, Tống Thâm gần như quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân chấn động. Anh ta đã từng nhìn thấy kẻ biến thái, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ biến thái như vậy. Đây là đang quay phim hả? Một cú đá phế chân của một người, đây không phải chỉ có trong kịch bản tên phim ảnh thôi sao? Khương Hiên càng sợ tới mức cả người run lên, anh ta nghe nói kỹ năng của Dương Tiêu rất tốt. Nhưng không ngờ sức mạnh của Dương Tiêu lại kinh khủng như vậy. Không hổ là khiêu khích sự tồn tại của toàn bộ nhà họ Khương, đúng là còn kinh khủng hơn những gì anh ta tưởng tượng. Dương Tiêu cầm rìu tà khí lẫm liệt đi về phía Khương Hiến. Dưới khí thế to lớn của Dương Tiêu, Khương Hiến quỳ xuống đất, cả người run lên, Tổ Tông, Dương Tiêu Tổ Tông, xin anh hãy tha cho tôi, xin anh hãy tha cho tôi có mắt như mù xúc phạm anh, nhà họ Khương chúng tôi xúc phạm anh là điều ngu ngốc lớn nhất. Kinh hãi, Khương Hiến hoàn toàn kinh hãi. Khiêu khích Dương Tiêu nhiều lần, Khương Hiến biết nếu anh ta không làm Dương Tiêu hài lòng, anh ta chắc chắn sẽ chết không thể chết thêm nữa. Dương Tiêu vô hại tới trước mặt Khương Hiến cười nhẹ, anh Khương, tôi đã nói sẽ tính toán một cục trong ngày chôn cất bồ tôi, anh đi đi. Cái gì, anh lại có thể thả tôi đi? Khương Hiến rất kinh ngạc. Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy ý cười, đúng, anh đi đi, mau đi đi. Mặc dù Khương Hiền rất khó tin, nhưng anh ta võ thức nói, cảm ơn Tổ Tông không giết, cảm ơn Tổ Tông không dê. Vẻ on Khương Hiến vừa dứt lời đã lập tức xoay người bỏ chạy. Anh ta vui vẻ như điên, Dương Tiêu anh đúng là con heo ngu ngốc, anh dám thả tôi đi, chờ tôi quay về sẽ phái số lượng lớn cao thủ đưa hai cha con anh cùng đi. Ước chừng Khương Hiến chạy xa mây chục mét, tà khí trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng đậm. Cho hy vọng rồi lại khiến anh tuyệt vọng. Cảm giác này mới khiến người ta điên cuồng nhất. Dương Tiêu lầm bầm. Vẻ on dây tiếp theo, trong mắt Dương Tiêu lóe lên tỉa sáng lạnh, anh không hề do dự, phóng cây rìu trên tay ra phui một mũi tên sắc bén. Dương Tiêu, anh dám thả hồ về núi thì cứ chờ chết đi. Tôi sẽ không nhân từ nhẹ tay như anh. Khương Hiến vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, anh ta không hề hay biết một chiếc rìu đã lao với tốc độ nhanh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, chiếc rìu biên thành bóng mờ lao tới sau ót của Khương Hiền. Phập, vút. Trong phút chốc, máu bắn tung tóe, một đầu người bay lên trời cao, sau đó một thi thể không đầu từ từ ngã xuống đất, máu me đầm đìa. PT nhìn thấy Dương Tiêu giết người không s không bảy mắt, lại còn để cho Khương Hiên đi rồi sau đó đánh giết, đám người Tống Thâm không khỏi hít hà, tất cả đều bị thủ đoạn của Dương Tiêu làm cho chấn động. Ma quỷ, người này nhất định là ma quỷ. Rõ ràng đã thả cho người ta đi, nhưng sau lưng lại ném rìu vào người ta, thủ đoạn này thật sự quá kinh hãi. Giống như một cảnh kinh điển trong phim Cung Phu của Tỉnh Gia, tên trùm đầu răng vàng nói với vợ của trùm băng đảng cá sâu, chị dâu, tôi không dê phụ nữ, chị đi đi. Nhưng đúng lúc người phụ nữ mặc sườn xám gợi cảm xoay lưng rời đi, lại cho chến dùng súng ngăn ban rơi nội y của người ta. Tí tách, tí te chi nhìn dáng vẻ vô hại của Dương Tiêu, cả đám người toát mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt Khương Hiến chết đó cũng không ngờ Dương Tiêu sẽ hung ác ra tay với mình, anh ta gục trên mặt đất, gương mặt vẫn lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Trước khi tấn công nhà họ Khương, khai đao từ anh trước, thật sự cho rằng tôi sẽ cho anh cơ hội trả thù tôi sao? Nực cười, Dương Tiêu chế nhạo. Ở trong cửa hàng xe Dương Tiêu đã cho Khương Hiên cơ hội rồi, ai ngờ vừa xoay người Khương Hiển lại tìm người đuổi theo chặn anh. Đã vậy còn la hét bảo mình quỳ xuống gọi Tổ Tông, chui háng. Khương Hiến thật sự coi mình là nhân vật. Không hề hay biết, trước mặt thần chết, thực lực của anh ta ở trước mặt Dương Tiêu hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Dương Tiêu nhìn chằm chằm thi thể Khương Hiến lạnh lùng nói, nhà họ Khương, tôi sẽ dùng những hành động thiết thực nói cho các người biết, nhà họ Khương các người hoàn toàn không biết gì về thực lực của tôi. Cậu chủ chết rồi, cậu chủ thật sự chết rồi. Nhìn Khương Hiến đầu lìa khỏi xác,
đám thuộc là nhà họ Khương đều ngắn người. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ nhà họ Khương, đám thuộc hạ này bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, bọn họ chỉ cảm thấy như bị một con hổ xuống núi kiêm ăn nhìn chằm chằm, cảm giác đó thật sự rất tệ. Má ơi, chạy, mau chạy thôi, đám thuộc hạ nhà họ Khương lập tức rút lui. Ngay cả cậu chủ Khương Hiền cũng bị Dương Tiêu giết, nếu bọn họ tiếp tục ở lại đây, số phận của họ cũng sẽ giống hệt Khương Hiền. Xử lý Khương Hiến xong, Dương Tiêu bát cân đời nhìn Tống Thâm. Tống Thâm có cượng cười run rẩy, đại ca, tôi sai rồi đại ca, có thể cho tôi một cơ hội sửa đổi được không? Đại ca yên tâm, sau này chỉ cần đại ca gọi một tiếng, đàn em nhất định sẽ vì đại ca xông vào khói lửa chết muôn lần cũng không từ chối. Ngay cả anh ta cũng không dám giết Khương Hiến cậu chủ nhà họ Khương, nhưng Dương Tiêu lại dễ như trở bàn tay xử lý Khương Hiến. Anh ta không thể khiêu khích một người tàn nhân như vậy, cũng rất không dám khiêu khích. Giao cho anh một nhiệm vụ, Dương Tiêu nhìn Tống Thâm. Tống Thâm dùng mình, đại ca dặn dò gì, cậu cứ nói thẳng, cho dù bảo đàn em lên trời hái trăng, đàn em cũng sẽ không dám nói không. Không hà khắc đến thế đậu, gói đầu Khương Hiến vào một chiếc hộp trang sức đẹp, sau đó nói với nhà họ Khương rằng đây là món quà lớn mà Dương Tiêu đã chuẩn bị cho nhà họ Khương. Dương Tiêu trầm giọng nói. Cái gì, món quà lớn chuẩn bị cho nhà họ Khương? Gói đầu Khương Hiến vào một chiếc hộp trang sức đẹp đưa cho nhà họ Khương. Điên, điên rồi triệt để. Anh giết cậu chủ nhà người ta, lại còn sai người đưa đầu cho nhà họ Khương, đây là khiêu khích trăng trợn. Nhìn Tống Thâm ngắn người, N Tiêu hỏi, sao? Có vấn đề, chẳng lẽ tôi còn phải đổi người đưa quà sao? Không không không, không không không. Tống Thâm tỉnh táo lại lắc đầu như chồng lắc. Anh ta biết rất rõ, nếu người khác làm điều này, e là anh ta sẽ chê như Khương Hiến. Dương Tiêu mỉm cười vỗ vai Tống Thâm, sau đó lên xe lái chiếc Nai 15 rời khỏi hiện trường. Nhìn Dương Tiêu rời đi, Tống Thâm không hề hay biết sống lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Kinh khủng. Người đàn ông này thực sự kinh khủng. Rời đi không lâu, Đường Mộc Tuyết gửi tin nhắn cho Dương Tiêu. Dương Tiêu, Đường Đường đến Đề Đô đã lâu, hầu như không liên lạc với người nhà, anh có thời gian thì đến thăm Đường Đường nhé. Mộc Tuyết yên tâm, lát nữa anh sẽ đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Dương Tiêu trả lời lại. Quay trở lại Cẩm Lý Viên, thấy mẹ Hứa, Tuệ Nhàn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Dương Tiêu mới lái xe đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Lúc này, trên sân thượng Học viện Nghệ thuật Đề Đô. Cô gái Đường Đường trồng cảm nhìn về phía xa xăm, cô lắm bẩm một mình, ai? Dương Tiêu, anh đang ở đâu? Lần sau chúng ta gặp nhau sẽ là khi nào đây? Trong khoảng thời gian đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô này, tuy rằng có bậc thầy piano lưu sảng, nhưng Đường Đường cũng không vui lắm. Ngoài công việc học hành bận rộn, cuộc sống của cô rất buồn tẻ. Thường thường trong đầu Đường Đường sẽ hiện lên khuôn mặt của Dương Tiêu. Nghĩ đến nụ cười ấm áp của Dương Tiêu, thế giới nội tâm của Đường Đường không còn bình tĩnh nữa. Cô đã từng nghĩ rằng người mình thích sẽ là một chàng trai đa năng, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại vô tình lao vào trái tim cô. Yo, đây không phải là người đẹp Đường đến, mới đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô của chúng ta sao, người đẹp, cô làm tôi tìm khó thật đói. Ngay sau đó, một giọng nói khinh nhòn vang lên, chỉ nhìn thấy một thanh niên lưu. Manh vô lại dẫn theo đám bạn nam vây lấy Đường Đường. Nhìn thấy người tới, Đường Đường sửng sốt, Sử Tường, anh muốn làm gì? Thanh niên lưu manh vô lại này tên là Sử Tường, là một người giàu có và nổi tiếng ở Đề Đô. Ở Học viện Nghệ thuật Đề Đô, Sử Tường thường đi cua gái, không biết có bao nhiêu cô gái nhà nghèo bị hại thảm trong thủ đoạn hiêm độc của Sử Tường này. Đáng tiếc, gia cảnh của Sử Tường quá quyền lực, cho dù có bằng chứng xác thực, thì cũng không ai dám làm gì tên Sử Tường làm vô số chuyện ác này. Tôi làm gì? Bạn học Đường Đường, đồ của tôi bị mất, ở trên người cô. Sử Tường mê gái nói. Kể từ ngày đầu tiên Đường Đường vào Học viện Nghệ thuật Đề Đô, Sử Tường đã để mắt đến Đường Đường. Anh ta theo đuổi Đường Đường, nhưng bị Đường Đường từ chối một cách tàn nhân. Hôm nay cha được Đường Đường xuất thân từ một gia đình nhỏ ở Trung Nguyên, Sử Tường không còn kìm nén được sự khắc khoải trong lòng, dẫn người tới muốn giải quyết Đường Đường ngay tại chỗ. Đường Đường cảnh giác hỏi, đồ gì? Sao có thể ở trên người tôi được? Tôi tận mắt nhìn thấy đồ của tôi ở trên người cô, ở ngay trên người cô, tròn trịa, dẹt dẹt, cong sâu thăm. Sử Tường xoa tay cười khà khà. Là con gái, Đường Đường không ngốc đơn thuần, cô vừa nghĩ thì đã bia Sử Tường đang. Ám chỉ thứ gì, khuôn mặt xinh xắn ân hồng, cô không nhịn được mắng, Sử Tường, anh.
Anh bị ổi, anh không biết xấu hồi. Nhìn thấy Đường Đường đỏ mặt, Sử Tường không kìm được sự bồn chồn trong lòng nữa. Người đâu, vây quanh cô ta cho tôi, hôm nay anh đây sẽ làm chuyện xấu hổ với cô ta ngay trên sân thượng này. Cái gì, làm chuyện xấu hổ? Nhìn thấy đám bạn nam cười hư hỏng vây quanh mình, vẻ mặt Đường Đường cho tái nhọt, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay mình đã định sẵn bị hại thảm trong thủ đoạn hiểm độc của Sử Tường này sao? Vẻ on tuy nhiên vào lúc này, một chiếc xe Nai 15 giống như bọc thép tiến vào học viện nghệ thuật Đế Đô, Dương Tiêu chính thức đến. Nhìn Sử Tường đang tới gần, Đường Đường hoảng sợ, Sử Tường, tôi cảnh cáo anh, tôi quen biết bậc thầy Lưu Sảng, nếu anh dám làm gì tôi, bậc thầy lớn Sảng nhất định sẽ không tha cho anh. Ha, lão già Lưu Sảng đó, người đẹp, cô coi trọng lão già, đó quá rồi, Lưu Sảng ở trong mắt tôi là cái thá gì. Sử Tường khinh thường nói, kể từ khi quyết định ra tay với Đường Đường, Sử Tường đã không để mắt tới Lưu Sảng. Mặc dù Lưu Sảng có chút danh tiếng trong giới piano, những Lưu Sảng đã định sẵn bị lu mờ trước nhà họ Sử của anh ta. Một nghệ sĩ piano chống đối với một gia đình giàu có. Đơn giản là không biết sống chết. Đường Đường thực sự rất hoảng sợ, nếu bị tên cặn bã Sử Tường nhúng chàm, cô thả cắn lưỡi tự sát. Đừng thấy ngày thường cô tùy tiện, nhưng thực ra trong chuyện nam nữ Đường Đường khá bảo thủ. Anh đừng tới đây, Đường Đường muốn chờ cơ hội trốn khỏi sân thượng. Tiếc là Sử Tường lại dẫn theo một nhóm người, cô muốn thoát khỏi đây khó như lên trời. Kha 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 kha, nhìn vẻ đẹp nghiêng thành của Đường Đường, nhóm đàn em của Sử Tường đều cười sâu xa. Họ đi theo Sử Tường nối giáo cho giặc, chờ Sử Tường giải quyết Đường Đường ngay tại chỗ, bọn họ gần như xem có thể xem trực tiếp. Đặc biệt là một người đẹp như Đường Đường, cảnh tượng đó hẳn là một bữa tiệc thị giác. Chờ Sử Tường chơi sướng hà bọn họ cũng có thể xếp hàng húp nước, nêm thử sự quyến rũ của người đẹp nội địa. Sử Tường kích động cởi áo khoác, vồ nhanh về anti Đường Đường, người đẹp, hôm nay cuối cùng tôi cũng có được cô. Đường Đường tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay mình đã định sẵn bị người ta nhúng chàm sao? Dương Tiêu, anh ở đâu? Anh dễ, mau đến cứu Imo Âu không phải chứ các bạn trẻ, mấy người đang quay phim à? Trời lạnh cởi luôn cả áo khoác, các người cũng kính nghiệp quá cơ. Đột nhiên, một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Khi mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên đang nhìn họ với vẻ kinh ngạc. Người thanh niên lại nói, không đúng, các người không phải là sinh viên của học viện Đề Ảnh, tại sao lại đến học viện nghệ thuật Đề Đô quay phim? Chậc chậc, đây là cảnh cưỡng hiệp đúng không? NS bạn, không thể không nói anh có gương mặt diễn rất hay, thể hiện được hết bản chất của một kẻ lưu manh mê gái rất xuất sắc. Cái gì? Thể hiện được hết bản chất của một kẻ lưu manh mê gái rất xuất sắc. Nghe vậy sắc mặt Sử Tường đông. Cứng, anh ta nhìn về phía thanh niên suýt nữa nổ tung tại chỗ. Mà nhìn rõ người tới Đường Đường trọn to mắt, cô che đôi môi anh đào gợi cảm không thể tin nổi. Cô còn tưởng mình hoa mắt, cô dụi mắt, khẳng định người đứng trước mặt là người trong lòng cô Dương Tiêu. Đúng vậy, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Dương Tiêu chạy tới. Mẹ kiếp, tên kia anh dám mắng tôi. Sử Tường trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu kinh hãi nói, anh bạn, xem ra anh đang muôn diễn giả thành thật. Có giống với phim kinh điển cũ đó không? Âu nếu thế thì thật sự bùng nổ quá rồi. Này, mẹ kiếp anh nói nhảm nhiều quá, các anh em, lên đánh anh ta cho tôi. Sử Tường lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Bị gián đoạn ngay thời khắc mấu chốt, cảm giác này khó chịu giống như chó Husky động DC. Vẻ mặt Dương Tiêu nghiêm túc, cố ý tỏ vẻ cao thâm, anh bạn, nhìn anh rất lạ mặt. Vừa nhìn đã biết là diễn viên mới trong giới, nếu tôi đoán đúng, anh cũng chỉ biết mấy trò cũ đàn ông đầy xe, đúng không? Ai, thế thì tiếc thật đấy. Anh biết kiểu bay lượn không? Người bay trên không ý đã nghe nói đến chưa? Kiểu bay lượn, người bay trên không? Vãi, trong chuyện nam nữ còn có cách chơi mới như vậy à? Xử lý anh ta, đám người nhanh chóng xông tới trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu tỏ vẻ chỉ muôn rèn sắt thành thép. Chỉ như anh mà cũng đòi đóng cảnh cưỡng hiếp hay chỉ như anh mà cũng đòi diễn giả thành thật? Muốn học không, tôi dạy cho anh. Chờ đất. Ngay khi nhóm người chuẩn bị đánh Dương Tiêu, Sử Tường vội vàng phát tay măng mỏ. Là đàn ông, ai mà không muốn làm chủ một vài tư thế mới? Ai mà không muốn trở thành chàng trai trẻ non tơ rong chơi? Ai mà không muốn ở trước mặt phụ nữ làm cho người phụ nữ muôn mình dừng mà không dừng lại được? Thật hay giả? Sử Tường nghi ngờ nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu đã đoán đúng,
Sử Tường đã sớm chơi chán những trò quen cũ kỹ đó, Sử Tường thực sự tò mò về kiểu bay lượn gì đó, người bay trên không gì đó. Dương Tiêu vỗ ngực, trịnh trọng nói, không có rồng độc khoan không ngăn đổ sứ sông, nói cho anh biết, tôi được người trong giang hồ mệnh danh là rồng bay nhỏ mặt ngọc. Tôi thông thạo 360 tư thế, khống chế 720 kiểu thay đổi. Chỉ cần là chuyện nam nữ, tôi thành thạo mọi thứ, chỉ có anh không nghĩ ra, không có việc gì tôi không làm được. Lúc này, Dương Tiêu tỏ vẻ bình tĩnh, nói những lời Trần Khải thường đi tán gái trong hộp đêm. 360 tư thế, 720 kiểu thay đổi. Nghe đến đây, Sử Tường choáng váng. Nhóm đàn em của Sử Tường cũng choáng váng, Đậu Phộng, thực sự có nhiều tư thế và kiểu thay đổi như, vậy sao? Một người trong số họ nửa tin nửa ngờ, anh Sử, anh nói xem không phải tên này đang lừa chúng ta đây chứ? Đời này tôi xem hơn 20 bộ phim nhưng chưa bao giờ nghe nói về tư thế như vậy. Anh nghi ngờ chất vấn tôi, quá đáng, thật sự hơi quá đáng. Không tin đúng không? Được rồi, tôi ngả bài, tôi hoàn toàn ngả bài. Dương Tiêu nhớ lại những lời Trần Khải đã dùng trong hộp đêm. Vẻ mặt ai cũng khá ngây ngốc. Ngả bài gì? Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, Dương Tiêu nghiêm nghị nói thật với các anh, tôi là đạo diễn quay phim Nhật. Biết cô Aoi không? Biết cô Ozawa không? Biết cô Takizawa không? Phim của bọn họ là do tôi đích thân quay đấy. Vãi, đỉnh như vậy. Nhóm người nhao nhao nói tục. Cô Aoi, cô Ozawa, cô Takizawa, đó là những nữ thần huyền thoại trong lòng các trai tơ trong nước. Sử Tường nghe vậy mắt sáng lên, đỉnh, đại ca anh thật sự quá đỉnh. Không dám dâu dêm, chúng, tôi đang quay phim cưỡng hiệp diễn giả thành thật, đại ca hay anh đến chỉ bảo chút đi. Đường Đường nghe vậy lại đỏ mặt, cô không bao giờ ngờ tới lâu ngày không gặp Dương Tiêu lại trở nên không đứng đắn như thế. Bây giờ tôi đang rất gấp, nào, qua đây, tới trước mặt tôi sẽ dạy anh hai chiêu độc nhất vô nhị, tôi đảm bảo anh sẽ thể hiện được sự mạnh mẽ của đàn ông. Dương Tiêu tỏ vẻ lão luyện nói. Tới đây, Sử Tường nhanh chóng đến trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu liếc nhìn những người khác, các người không muốn học đâu à? Bí kíp độc môn, không thể, truyền ra ngoài. Nếu các người muốn học thì hãy lại gần chút. Lại gần chút, nhóm bạn nam lộ vẻ phần khích bước lên. Là đàn ông, bọn họ đương nhiên muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, khiến nửa kia của mình muốn dừng mà không dừng lại được. Sử Tường cười khà khà nói, đại ca, anh mau nói đi, đại ca mau nói, đàn em đã chờ không nổi. Sử Tường không khỏi nghĩ thầm, nhóc, mẹ kiếp dám quấy rầy việc tốt của ông đây, chờ ông đây học từ anh xong xem ông đây đánh anh đến mức cha mẹ anh không nhận ra. Mà Dương Tiêu không khỏi nghĩ thầm, bọn ngu ngốc này dễ na thật, đã tới gần thì xem tôi dạy dỗ các người như thế nào khiến cha mẹ các người không nhận ran trước ánh mắt mong đợi của mọi người. Dương Tiêu cười xấu, ân hát xê người biết thế nào là heo không? Thế nào là heo? Đại ca, ý anh là gì? Sử Tường ngạc nhiên hỏi. Mà Dương Tiêu nhìn chằm chằm bọn họ đang cười khà khà không ngừng, ánh mắt mang theo sự quan tâm đến những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Sử Tường chợt nhận ra. Tên trước mặt này đang mắng bọn họ là heo. Mẹ kiếp, danh con, anh chơi xỏ chúng tôi. Sử Tường nghe xong lập tức tức giận. Xử lý anh ta cho tôi, giết chết anh ta cho ô ông đây, tôi phải giết anh ta. Bóp, y Sử Tường vừa hét xong, chân phải của Dương Tiêu biên thành bóng mờ đá mạnh vào háng Sử Tường. Ói linh vật bị thương rất nặng, Sử Tường kêu gào, anh ta quỳ xuống, sau đó thân thể sụi lơ trên mặt đất co quắp như tôm, run như cầy sấy. Đau đớn, nước mắt đau đớn của Sử Tường lập tức trào ra. Bộ phận đàn ông mà bị đập mạnh, e rằng không ai chịu nổi. Dám ra tay với anh Sử, mẹ kiếp anh chán sông hả? Nhóm đàn em trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Bóp 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 bóp. Ngay khi nhóm người chuẩn bị đánh Dương Tiêu lại đột nhiên ra tay ngang tàng, trong nháy mắt tất cả các linh vật của bọn đều bị một đòn nặng. Ói, ói, ói in trong phút chốc, đám người nằm liệt trên mặt đất. Vẻ mặt đau đớn run rẩy. Dương Tiêu ra tay không hề nhẹ, cho dù linh vật của đám này không bị phế thì cũng gần như vậy. Xử lý nhóm người này dễ như trở bàn tay, Dương Tiêu chế âm đúng là đủ ngu ngốc. Nếu tôi là đạo diễn phim nghệ thuật nước Nhật, tôi còn ở đây nói nhảm với các người à? Hơn nữa, phim Nhật có thể có bao nhiêu động tác mới, cơ bản đều theo cách cũ. Mẹ kiếp, nghe Dương Tiêu nói Xử, tức đến mức suýt nôn ra máu. Bị chơi xỏ. Anh ta lại có thể bị chơi xỏ, hơn nữa còn bị người ta chơi xỏ triệt đề. Dương Tiêu cười lắc đầu,
đám tồn tại như tôm tép nhãi nhép này lại dám ra tay với Đường Đường, không muôn sông sao. Sau đó, Dương Tiêu ngẩng đầu nhìn Đường Đường, trên sân. Thượng gió to như vậy, không sợ bị cảm à. Được Dương Tiêu quan tâm, đôi mắt đẹp của Đường Đường đầy vẻ mềm mại, nhịn không được kích động nói, chỉ khi trèo cao mới có thể nhìn xa xăm, như vậy em mới có thể nhìn xa xăm nhớ người mà em nhớ. Tỏ tình trắng trợn. Văn vẻ như vậy, em yêu đương. Người yêu còn ở Đại Tây Bắc, thế thì xa thật, Dương Tiêu không nghĩ nhiều. Yêu đương, người yêu ở Đại Tây Bắc. Nhìn Dương Tiêu vô hại, Đường Đường suýt nữa ngắt xỉu. Cô thật sự khá loạn, Dương Tiêu này cái gì cũng giỏi, nhưng về mặt tình cảm thì đầu óc lại không tốt. Mình đã nói rõ là nhớ anh, nhưng anh lại có thể liên tưởng đến mình tìm bạn trai ở Đại Tây Bắc, đây là lỗ hổng trong não quá lớn. Đường Đường nén lại cảm xúc nội thương, anh đang giả vờ ngốc sao? Dương Tiêu, anh đừng để em nghi ngờ EQ của anh, được không? Hả, EQ, anh thấy EQ của anh khá ổn mà. Dương Tiêu thắc mắc, Đường Đường thực sự sắp suy sụp, eo của anh ổn cái gì mà ổn, trên phương diện tình cảm thì anh chỉ thăng như cây. Dương Tiêu không nói quá nhiều với Đường Đường, lần này anh về Đề Đô xử lý việc nhận tiện đến thăm em, trên sân thượng gió to, chúng ta xuống dưới tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Được rồi, Đường Đường cười bất lực. Nhưng mà, có thể nhìn thấy Dương Tiêu ở thời khắc mấu chót, trong lòng Đường Đường thật sự rất ấm áp. Nhìn chằm chằm Đường Đường định đi theo Dương Tiêu, lại nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Đường Đường, Sử Tường vừa nhìn đã nhận ra Đường Đường thích Dương Tiêu. Dương Tiêu còn nói đưa Đường Đường đi, đây là ý gì? Hai người định đi chơi thuê phòng sao? Hai người dừng lại cho tôi. Sử Tường chịu đựng cơn đau đột nhiên hét lên. Dương Tiêu quay đầu nhìn Sử Tường đã đứng lên, ngạc nhiên nói, như thế mà còn đứng dậy được. Anh là siêu nhân chứng TP à? Siêu nhân chứng thép. Phụt. Bị Dương Tiêu hỏi vặn, Sử Tường suýt nôn ra máu. Sử Tường chỉ vào Dương Tiêu mắng, nói cho anh biết, Đường Đường là cô gái tôi thích, nếu anh dám động đến một sợi tóc của Đường Đường, tôi sẽ giết anh. Đúng vậy, Sử Tường rất thích Đường Đường. Trước kia Sử Tường thích cô gái nào thì đều ra tay thẳng, rất nhiều cô gái biết Sử Tường là một người đàn ông giàu có và đẹp trai hầu hết sẽ không từ chối, nếu từ chối thì Sử Tường sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn. Nhưng, Đường Đường thì khác, Đường Đường trong lòng Sử Tường cũng rất khác. Đường Đường không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên, mà trong sự hướng ngoại còn có nét đẹp bảo thủ, toát lên khí chất ngời ngời của một người con gái. Rất đặc biệt, theo cách nhìn của Sử Tường, Đường Đường quá đặc biệt. Vì vậy, Sử Tường rất kiên nhẫn theo đuôi Đường Đường trong một khoảng thời gian, nhưng hôm nay Sử Tường đã mất kiên nhẫn, nên mới ra tay tàn nhẫn với Đường Đường. Hơn nữa theo tình sử chơi gái của Sử Tường, Đường Đường nhất định là còn trinh, Đường Đường nhất định là cực phẩm vân còn trinh. Nếu bây giờ Đường Đường đi theo tên trước mặt này thuê phòng, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Anh bạn, trước khi đi ra ngoài quên uống thuốc à? Dương Tiêu không vui nói. Đường Đường là em gái của Đường Mộc Tuyết, anh không có ý nghĩ gì với Đường Đường. Trong, đầu Đường Đường chợt lóe lên, cô dứt khoát bám lấy cánh tay của Dương Tiêu, nói cho anh biết, anh ấy là bạn trai của tôi rất giỏi. Sử Tường, tôi cảnh cáo anh, nếu anh lại dám quấy rồi tôi, không cần bậc thầy Lưu Sảng ra tay, một mình bạn trai tôi đã có thể đánh anh thành đầu heo. Dương Tiêu không giải thích quá nhiều, dọa Sử Tường một chút cũng tốt. Tránh cho về sau tên này lại đến làm phiền Đường Đường. Thật đúng là bạn trai. Trên mặt Sử Tường hiện lên vẻ uất hận lạnh như răn độc. Anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu, tức giận nói, tôi nói lại lần cuối, Đường Đường là cô gái tôi thích, tránh xa Đường Đường ra, nếu không tôi đảm bảo sẽ khiến anh chết rất thảm. Sử Tường, anh thật sự bị điên, Dương Tiêu, chúng ta đi. Đường Đường không muốn nhìn thấy tên khôn Sử Tường này nữa. Dương Tiêu giễu cợt, ò. Anh đảm bảo sẽ khiến tôi chết rất thảm. Tôi ngược lại rất tò mò, hôm nay anh khiến tôi chết rất thảm như thế nào? Có giỏi thì đừng đi, có gan thì anh đừng đi. Sử Tường hoàn toàn tức giận. Anh ta lấy điện thoại ra, nghiền răng nghiền lợi nói, tôi bị người ta hại, tình hình rất cấp bách, mau tới giúp đỡ. Gọi xong, Sử Tường nghiêm mặt nhìn chăm chăm Dương Tiêu, anh chết chắc rồi, hôm nay anh chết chắc rồi, có giỏi thì đừng đi. Là con trai của một gia đình giàu có. Sử Tường ngậm thìa vàng trưởng thành, anh ta nào phải chịu đựng sự sỉ nhục như này. Đặc biệt là Đường Đường, dù phải trả bất cứ giá nào anh ta cũng phải có được. Dương Tiêu, mau đi thôi, nhà họ Sử ở Đề Đô không đơn giản. Đường Đường lo lắng nói,
Dương Tiêu cười dịu dàng, không sao, tin tưởng anh. Anh có thể nhìn ra Sử Tường này không chỉ là một tay ăn chơi, mà còn là một tay ăn chơi điển hình. Nếu hôm nay mình không giải quyết chuyện này triệt để, e rằng khi mình rời Học viện Nghệ thuật Đế Đô, Đường Đường sẽ còn gặp rắc rối lớn hơn. Mà đối phương phi thẳng vào thân thể Đường Tăng, muốn nhúng chàm Đường Đường, còn kinh thững hơn nhiều so với bạo lực học đường. Vì vậy, hôm nay Dương Tiêu muốn làm cho Sử Tường sợ hãi, để Đường Đường nhàn nhã ở lại Học viện Nghệ thuật Đế Đô. Dương Tiêu, Đường Đường lo lắng nắm góc quần áo của Dương Tiêu. Cộp cộp cộp. Không lâu sau, có tiếng bước chân vội vã ở cầu thang lên sân thượng. Tên cầm đầu vạm vỡ xông lên sân thượng, tức giận hét lên, "Tô ngay. Trong Đế Đô ai dám khiêu khích cậu Sử, mau cút ra đây cho tôi." "Anh Thâm, là anh ta." Sử Tường nhìn thấy cứu tinh tới, anh ta chỉ vào Dương Tiêu với vẻ mặt hung ác. Dương Tiêu nhíu mày nhìn người đi tới, "Tông Thâm đúng không? Anh ngứa ra hả, hay là muốn xuống địa ngục với Khượng Hiến, trên đường đến Hoàng Tuyên, hai người cùng thoải mái tự nhiên." "Đậu, đậu xanh rau mát." Nhìn rõ mặt của Dương Tiêu, người đàn ông vạm vỡ đi đầu sợ hãi như chuột dâm phải mèo. Quân tiếp viện mà Sử Tường gọi tới không phải ai khác mà chính là Tống Thâm, ông lớn quyền lực nhát Đế Đô vừa bị Dương Tiêu làm cho choáng váng. Nhìn thấy sự kỳ lạ của Tống Thâm, Sử Tường thắc mắc hỏi, "Anh Thâm, chẳng lẽ anh quen tên nhóc này?" Nhà họ Sử là danh gia vọng tộc ở Đế Đô, bên trong Thâm Hậu, Tổng Thâm đã từng bí mật xử lý rất nhiều việc bắn thỉu của nhà họ Sử. Vì vậy, Sử Tường và Tống Thâm có mối quan hệ rất tốt, mỗi khi Sử Tường bắt nạt ai đó, Tống Thâm đều giúp đỡ Sử Tường. Quen hay không quen, nhìn thấy nụ cười bất cần đời của Dương Tiêu, Tống Thâm suýt khóc. Anh ta đã bổ trí người đưa đầu của Khương Hiến đến nhà họ Khương, còn chưa kịp về đến trụ sở đã nhận được điện thoại của Sử Tường. Ai ngờ tên Sử Tường có mặt như mù này lại xúc phạm Dương Tiêu, theo quan điểm của Tống Thâm điều này là điên rồ. Anh chàng trước mặt này còn dám giết Khương Hiền cậu chủ nhà họ Khương, càng không cần phải nói đến một Tống Thâm. Dương Tiêu ngạc nhiên nhìn Tống Thâm, "Tôi và anh quen biết không?" "Không quen biết, nhất định không quen biết." Tống Thâm điên cuồng lắc đầu như trông lắc. Anh ta đã nhìn thấy thủ đoạn của Dương Tiêu, nếu dám xúc phạm Dương Tiêu, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lúc này trong lòng Tống Thâm đang mắng chửi, đầu óc tên Sử Tường nhà cậu chứa bã đậu hả? Ngay cả một người siêu tàn nhẫn như này cũng dám xúc phạm, nhà họ Sử của cậu định xóa tên ra khỏi Đế Đô hả? Tống Thâm đã tìm hiểu, Dương Tiêu là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đế Đô, ngày trở về Đế Đô đã gây nên một cơn sóng lớn trong Đế Đô. Buổi trưa phá hủy bữa tiệc đón, gió tây trần của Dương Bân Hàn cậu chủ lớn nhà họ Dương. Buổi tối lại gây chuyện trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, cuối cùng nhẹ nhàng rời đi. Quan trọng nhất là Tống Thâm nghe nói hình như người đã tàn sát hàng nghìn người trong Bạch Long xã là Dương Tiêu trước mặt này. Nghĩ đến một mình Dương Tiêu tiêu diệt được thế lực mạnh nhất ở Đế Đô như Bạch Long xã, Tống Thâm không rét mà run. Thật đúng là không biết, Sử Tường trở nên phần khích. Đường Đường kinh hãi, "Dương Tiêu mau đi thôi, tên này thường làm việc cho Sử Tường. Trong trường bọn em có rất nhiều bạn nữ bị Sử Tường giày xéo, tên này đã giúp anh ta lau mông, nghe nói người này rất giỏi, chúng ta mau đi thôi." Đường Đường đã tận mắt nhìn thấy. Sử Tường và Tống Thâm câu kết với nhau làm chuyện sâu, cô sợ Dương Tiêu vì mình mà cá trong chậu gặp nạn. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Nụ cười vui đùa trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng đậm. Đường Đường mù mịt, đã lúc này rồi, sao Dương Tiêu không hoảng sợ chút nào? Dương Tiêu nhìn Tống Thâm đang ngân người, cười nói, "Lúc này, không. Phải anh nên hỏi Sử Tường nên xử lý tôi như thế nào sao?" "Hả?" Tống Thâm nghe xong, vẻ mặt sững sờ. Dương Tiêu lại nói, "Lúc này nhân vật phản diện gọi người tới, không phải lời mở đầu đều như thế này sao?" "Hả?" Tống Thâm nghe xong lại rất sững sờ hơn. Có ý gì? Định đi ngược lại với kịch bản cũ sao?" Dương Tiêu chỉ vào Sử Tường. "Đừng để cho Sử Tường đợi lâu, hỏi đi." "OTH," Tống Thâm phản ứng chậm, anh ta hơi không rõ không biết Dương Tiêu đang muốn làm gì. Tống Thâm nhìn về phía Sử Tường, "Cậu Sử, cậu định xử lý Dương Tiêu cậu Dương như thế nào?" "Cái gì, y xử lý Dương Tiêu cậu Dương như thế nào?" "Đò mò, xử lý một người mà còn phải lễ phép như vậy." Sử Tường cũng hơi sững sờ, chuyện này thật sự không bình thường. Anh ta thật sự hơi cảm thấy không đi theo kịch bản cũ. Nghĩ đến bây giờ Tống Thâm là đại ca số 1 ở Đế Đô, lại nghĩ Tống Thâm dẫn theo không ít người,
Sử Tường hung ác nhìn Dương Tiêu, anh Thâm, tên khốn kiếp này không chỉ quấy rầy tôi làm chuyện tốt, mà còn đá vào linh vật của tôi, thật sự đáng ghét. Lát nữa tôi không chỉ đập nát linh vật của anh ta, mà còn bắt anh ta uống nước tiểu, cho anh ta biết cái giá phải trả khi xúc phạm tôi là như thế nào. Nghe Sử Tường nói, nụ cười trên mặt của Dương Tiêu khá lộng lẫy. Đập nát linh vật, còn bắt mình uống nước tiểu. Tốt, rất tốt, tốt lắm. Không, không phải chứ, Tống Thâm Kiệu khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Sử Tường. Sử Tường cậu Sử à, cậu có bị điên không? Cậu có không biết anh chàng này đáng sợ như thế nào? Sử Tường tức giận nói, anh Thâm, anh còn chần chừ gì nữa? Xử lý anh ta đi. Anh ta đã hợp tác với Tống Thâm rất nhiều lần, chỉ cần anh ta gọi Tống Thâm, cho dù là ai Tống Thâm cũng sẽ làm theo yêu cầu của anh ta xử lý đối phương ôn thỏa. Xử lý anh ta, cậu Dương, có cần làm theo lời của cậu Sử nói, cho cậu Sử làm một lượt không? Tống Thâm yếu ớt nhìn Dương Tiêu. Hải. Sử Tường nghe xong, cơ thể anh ta đông cứng lại như bị điện giật. Anh ta không thể tin được nhìn Tống Thâm, anh Thâm, anh có ý gì? Anh là người của tôi, làm sao có thể bảo tôi làm một lượt, có nhầm lẫn gì không? Cậu Dương, cậu nói đi, Tống Thâm rụt rè nhìn Dương Tiêu. Theo ý kiến của Tống Thâm, đây chắc chắn là kịch bản của Dương Tiêu dành cho Sử Tường, nếu mình thực sự xử lý Dương Tiêu như Sử Tường nói, thì anh ta sẽ chết chắc. Vì vậy, Tống Thâm định cho Sử Tường làm một lượt. Chỉ cần Dương Tiêu hài lòng, Sử Tường cái chó má gì, mẹ kiểm hố cha người ta. Dương Tiêu nghe xong, trông rất tức giận, cái quằn. Sao có thể để anh Sử làm một lượt được, nói cho anh biết, tôi và anh Sử là bạn tốt. Bạn tốt, đầu óc của Sử Tường có hơi không hiểu nổi. Tên này, lại có ý xấu gì đây hả? Dương Tiêu lại tức giận nói, mấy năm trước, tôi và anh Sử cùng, đờ du lịch nước ngoài, chuyện đó, biết xã hội đen không? Tống Thâm gượng cười, anh ta muốn nói với Dương Tiêu rằng đại ca à nghề của bọn tôi là làm chuyện này. Mẹ kiếp, tôi đi du lịch nước ngoài với anh khi nào hả? Sử Tường thắc mắc. Dương Tiêu như rơi vào hồi ức, trên mặt lộ ra vẻ giật cảm động, bọn họ cầm súng nhắm vào trán tôi, biết để tôi làm gì không? Bắt tôi uống nước tiểu, một cốc to đầy. Nhìn thấy cảnh này, anh Sử đứng ngay tại chỗ hét lên, tôi uống. Anh Sử không nói hai lời ừng ực uống hết, uống xong còn hỏi đại ca xã hội đen đó có thể rót thêm không? Các người biết không, lúc đó tôi đã cảm động rơi nước mắt. Tôi vẫn luôn nhớ lòng tốt này. Phụt. Nghe Dương Tiêu nói, toàn thân Sử Tường hỗn loạn. Đờ mò, đại ca à anh đủ không biết xấu hổ thật đấy. Tôi ngăn anh uống nước tiểu khi nào? Nếu có người ép anh uống nước tiểu, tôi vui mừng còn không kịp. Anh rể, anh hư quát đường đường dở khóc dở cười. Đường đường thông minh lanh lợi, cô có thể nhìn ra được, sở dĩ Dương Tiêu không đi là bởi vì Tống Thâm sợ Dương Tiêu, còn Dương Tiêu thì không hề sợ hãi. Còn chuyện Dương Tiêu đang nói đùa, cô đã từng thấy qua, Dương Tiêu này rõ ràng là đang ám chỉ Tống Thâm dạy dỗ Sử Tường. Tên ngốc Sử Tường này hoàn toàn không nhìn ra mối quan hệ giữa Tống Thâm và Dương Tiêu, bây giờ Sử Tường sắp gặp xui xẻo. Dương Tiêu cười nói, hết cách, anh đối xử với người ta theo cách của người ta. Anh nói đúng, Dương Tiêu đối xử với người ta theo cách của người ta. Sử Tường nhà anh muốn xử lý tôi sẽ trả lại hết cho anh. Dương Tiêu nhìn Sử Tường đang sững sờ, nhìn Tống Thâm nói, nhìn xem, anh Sử đang thò lại những năm tháng huy hoàng trước đây, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Tống Thâm giả vờ cảm động, anh ta xua tay hét lên, người đâu, đưa nước tiểu cho cậu Sử. Cái gì, đưa nước tiểu cho cậu Sử? Vừa rút lời, Sử Tường như bị sét đánh giữa trời xanh, hai mắt tối sầm suýt nữa đã ngã lăn ra. Đây tình huống gì? Nhìn chằm chằm Sử Tường suýt ngã. Dương Tiêu chế nhạo trong lòng. Ngay cả tên khốn Khương Hiền cũng đã về chầu trời, tên nhóc nhà anh còn dám la hét trước mặt tôi. Đường Đường là ai? Đó là em gái của Đường Mộc Tuyết, là người nhà của Dương Tiêu. Nếu không phải mình đến kịp, rất có thể hôm nay Đường Đường đã bị hại trong thủ đoạn hiểm độc. Tên ăn chơi không có việc xấu nào không làm như thế này, hoàn toàn không đáng được thông cảm. Năm đó, anh bị đuổi khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Tiêu đã hạ. Quyết tâm đời này sẽ làm mọi thứ có găng kiếm tiền, khiến bản thân trở nên có quyền có thế, không cho những kẻ tiêu nhân đắc chí có cơ hội phô trương trước mặt mình, mới có thể dãm lến những kẻ đắc chí kiêu ngạo kia dưới chân, dãm chết dãm nát. Tôi luyện bấy nhiêu năm, anh Dương Tiêu làm được. Thường dũng sĩ giết rồng trên con bi ong ti đường giết rồng, không.
phải bị rồng ác giết thì sẽ trở thành rồng ác mới. Dương Tiêu là dũng sĩ giết rồng, anh đã thành công, nhưng Dương Tiêu không quên ý định bạn đầu của mình, không tạo ra quá nhiều sóng gió. Tuy nhiên, luôn có vô vàn rắc rối ập đến trước cửa nhà. Trên thực tế, những người tụt lại phía sau sẽ bị đánh đập, còn những người kém cỏi sẽ bị coi thường. Nếu đúng như vậy, thì anh Dương Tiêu thà trở thành rồng ác, bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bị người khác ức hiếp. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chuẩn bị đi, Tống Thâm hét lên. Nhóm đàn em của Tống Thâm cũng không phải kẻ ngốc, họ đều biết người tên Dương Tiêu này là lão đại, bọn họ không xúc phạm nổi. Một tên đàn em không biết tìm đâu ra một gốc lớn đưa tới, Tống Thâm vây tay, lên. Tôi bị tiểu đường, tôi lên trước, một người bước ra trước. Tôi tiểu vàng, tôi cũng tới. Một người khác bước ra ngoài. Đường đường đỏ mặt, ánh mắt tránh né không muốn nhìn thấy cảnh này. Dương Tiêu nhìn đồng hồ nói với Tống Thâm, đừng lãng phí thời gian, lát nữa tôi còn có việc khác. Cậu Sử, tới đi. Khi chuẩn bị xong xuôi, Tống Thâm đưa nó cho Sử Tường với vẻ mặt thương cảm. Sử Tường nhìn cốc lớn, mí mắt nhảy loạn xạ, Tống Thâm, mẹ kiếp anh muốn làm gì? Tôi bảo anh nhắm vào anh ta, anh lại nhắm vào tôi bảo cho anh ta uống nước tiểu. Không phải ông đây muốn uống nước tiêu, anh không hiểu hả? Hiểu, hiểu mà, Tống Thâm gật đầu. Sau đó, Tống Thâm nháy mắt, lát nữa cậu Dương còn có chuyện phải làm, tốc chiến tốc thắng không hiểu sao. Hự, hự hựt. Nhóm đàn em tỉnh táo lại nhanh chóng khuất phục Sử Tường, đàn em của Sử Tường trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám bước lên giúp. Ai, không lâu sau, Sử Tường hét thảm thiết như tiếng, giết heo, đúng quân đỏ bừng, anh ta hoàn toàn bị phế. Tại sao, anh Thâm, tại sao lại thế này? Sau khi bị phế, Sử Tường nhìn Tống Thâm không thể tin được hỏi. Tống Thâm chậm rãi châm điều thuốc kìm nén sự bàng hoàng, Tống Thâm hít một hơi thật sâu rồi nói, cậu Sử, đừng trách tôi tàn nhẫn, là cậu xúc phạm người không nên xúc phạm. Anh ta là ai? Rốt cuộc anh ta là ai mà xứng đáng để anh Thâm tàn nhẫn với tôi? Sử Tường sắp phát điên. Nhà họ Sử là một nhà giàu ở Đề Đô, anh ta quen biết tất cả con cháu của những nhà quyền thế ở Đề Đô. Dương Tiêu này có lai lịch, lại có thể khiến Tống Thâm kính sợ. Không khoa học, điều này thật sự không khoa học. Trong mắt Tống Thâm lộ ra vẻ sợ hãi, cậu Dương, Dương Tiêu là người nhà họ Dương ở Đề Đô, bị nhà họ Dương ở Đề Đô đuổi khỏi nhà. Cách đây không lâu, Khương Hiến cậu chủ nhà họ Khương chết dưới tay của cậu ấy. Cậu Sử cậu còn có thể sống là may mắn. Nói xong, Tống Thâm không do dự dẫn người rời khỏi hiện trường. Đến từ nhà họ Dương ở Đề Đô. Chẳng lẽ Ca Su Tường như nghĩ tới điều gì đó, cả người giật nảy mình. Anh ta biết đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô đã trở về, không chỉ tạo nên một trận sóng lớn, chấn động Đề Đô, mà còn đến bữa tiệc sinh nhật của Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, nhà quyền thế lớn nhất đưa chiên thư. Kiểu nhân vật tàn nhẫn này chắc chắn không phải người mà nhà họ Sử của anh ta có thể trêu chọc. Chẳng lẽ Dương Tiêu này chính là Dương Tiêu đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô? Trời ạ, nghĩ đến đây, trên trán của Sử Tường đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Chẳng trách Tống Thâm không dám xúc phạm tên này, hiện tại ở Đề Đô còn có ai dám xúc phạm tên siêu tàn nhẫn này. Nghĩ đến chuyện Khương Hiên cậu chủ nhà họ Khương chết dưới tay Dương Tiêu, Sử Tường chỉ cảm thấy mình đã nhặt được cái mạng. Mặc dù đã trở thành người vô dụng nhưng dù sao vô dụng vẫn còn tốt hơn chê, đúng không? Không được khiêu khích, không, được trả thù. Đây là suy nghĩ lớn nhất trong lòng Sử Tường vào lúc này. Sau khi xuống sân thượng, Dương Ụ Tiêu nhìn Đường Đường, em có thấy anh tàn nhẫn quá không? Không, em thấy anh đang làm đúng, anh dễ, trong trường bọn em có ít nhất hơn 100 cô gái đã bị Sử Tường làm hại, không có nơi nào để khóc lóc kế lễ. Nếu em là anh, em sẽ dễ anh ta, Sử Tường này là đồ cặn bã, phê anh ta đã là nhẹ. Đường Đường tức giận nói. Sử Tường là tên bắt nạt lớn nhất trong học viện nghệ thuật Đề Đô, không biết có bao nhiêu cô gái bị xâm phạm muốn giết Sử Tường. Xem ra vừa nãy mình đã quá tốt bụng, Dương Tiêu xoa cằm lâm bầm. Nếu không phải Đường Đường có mặt ở đó, nếu không phải không muốn Đường Đường nhìn thấy mặt tàn ác đâm máu của mình, Dương Tiêu thật sự sẽ dê chê Sử Tường này. Một kẻ cặn bã như Sử Tường thực sự không đáng sống trên thế giới này. Đường Đường cười dịu dàng. Anh dê, anh làm rất tốt, anh đã làm được những việc rất nhiều người muốn làm nhưng không dám làm. Đường Đường nhìn vẻ mặt mê mại của Dương Tiêu, trong lòng rất cảm động, hôm nay Dương Tiêu không đền kịp, chắc chắn cô cũng sẽ trở thành nạn nhân giống như các cô gái khác.
Đầu tiên là bị Sử Tường nhúng chàm, sau đó bị đàn em của Sử Tường nhúng chàm, thân thể hoàn toàn bân thỉu. Đừng nói với chị em về chuyện này, anh không muốn để cô ấy biết chuyện này. Dương Tiêu dặn dò. Đường Đường bĩu môi, tên ngốc này biệt thể hiện những mặt tốt nhất cho chị, không để chị ấy nhìn thấy mặt xấu. Hừ, mình ghen rồi. Đường Đường tức giận nói, muốn em giữ bí mật thì được thôi, hôm nay anh phải đi chơi với Imo. Chơi, chơi gì? Dương Tiêu dở khóc dở cười. Dương Tiêu không dễ gì đến thăm mình một lần, Đường Đường làm sao có thể dễ dàng để cho Dương Tiêu đi. Đường Đường nói, em muốn đi Disneyland chơi, em còn chưa chơi đu quay. Anh đi với em, nếu anh không đi với em sẽ nói cho chị em bia. Ngồi đu quay, em còn là trẻ con à? Dương Tiêu dở khóc dở cười. Đường Đường tức giận nói, em là trẻ con đây, em là Đường 3 tuổi, em là một đứa bé 3 tuổi, muốn chiều chuộng, anh có đi không? Được rồi, đi là được chứ gì? Dương Tiêu thật sự hết cách với Đường Đường. Lái xe Nine 15 đưa Đường Đường đến Disneyland, Dương Tiêu nói với Đường Đường, em đi xếp hàng mua vé trước đi, anh đi hút điều thuộc. Vâng, Đường Đường lấy thẻ sinh viên ra rồi đứng xếp hàng. Dương Tiêu xoay người gọi điện cho Hoa Mộ Tranh, Hoa Mộ Tranh đã mang máy tính về nhà. Trong nhà anh không cần lo lắng, tâm trạng bác gái rất tốt. Có tôi ở đây, yên tâm đi, Hoa Mộ Tranh nhẹ nhàng nói. Cảm ơn, Dương Tiêu chân thành nói. Bây giờ, điều mà Dương Tiêu lo lắng nhất chính là cảm xúc của mẹ, có Hoa Mộ Tranh chăm sóc, Dương Tiêu rất yên tâm. Gọi điện xong, Dương Tiêu châm một điếu thuốc, dùng nó để chút bỏ nỗi buồn trong lòng. Này, sao anh không xếp hàng? Đúng lúc này, vang lên tiếng mắng người của Đường Đường. Chỉ nhìn thấy một thanh niên tóc vàng mang vẻ mặt thù địch nói với Đường Đường, ông đây không xếp hàng đây làm sao? Tất cả mọi người đang xếp hàng, không được chen hàng. Đường Đường nói lời ngay thẳng. Thanh niên tóc vàng khinh thường cười nói, mẹ kiếp, con nhóc nhà cô dám xen vào chuyện của người khác. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên tóc vàng không vui xô mạnh vào Đường Đường. Đường Đường mắt cảnh giác loạng choạng không đứng vững ngã ngồi dưới đất, cô đau đớn suýt rơi nước mắt. Đúng lúc này, Dương Tiêu vừa hút xong điếu thuốc tình cờ nhìn thấy cảnh này. Nhìn thấy con nhóc Đường Đường tinh thần trọng nghĩa bị đây ngã xuống đất, vẻ mặt Dương Tiêu đen lại, lập tức tức giận. Cô nhóc này vừa nãy đã phải chịu nỗi sợ hãi còn chưa kịp tỉnh táo lại đã lại gặp phải tên lưu manh như này, lửa giận trong lòng Dương Tiêu tiếp tục sôi trào như núi lửa phun trào. Tất cả mọi người đang xếp hàng. Anh không xếp hàng, anh còn có ý thức không? Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Dương Tiêu tiên lên đỡ Đường Đường, lạnh giọng quát. Nhìn thấy Dương Tiêu lại dám bảo mình xin lỗi, thanh niên tóc vàng càng khinh thường hơn, anh ta túm cổ áo Dương Tiêu, cười nham hiểm dữ tợn, xin lỗi. Danh con, mẹ kiếp biết tôi là ai không? Cút, lập tức biên cho khuất mắt tôi, nếu không, tin hay không tung này năm sau là ngày giỗ của NHTL. Ngày này năm sau là ngày giỗ của anh. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh đi, ánh mắt của thanh niên tóc vàng cũng dần trở nên lạnh lẽo. Anh quay đầu nhìn Đường Đường, em không bị thương chứ? Không ạ, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Đường Đường tràn đầy tức giận. Đế đô là nơi nào? Đó là thủ đô của Thiên Phủ Chi Quốc. So với những thành phố khác, ở đây có rất nhiều người giàu nổi tiếng, căn bản tất cả mọi người đều là một tập thể có tố chất. Đây là lần đầu tiên Đường Đường nhìn thấy một người xếp hàng không biết sâu hổ cưỡng ép như vậy ở Đế Đô, thật sự rất đáng ghét. Hàng ngày Disneyland có rất nhiều du khách đến chơi, nhìn thấy cảnh. Này có không ít người không nhìn nổi nữa, có không ít người tinh thần trọng nghĩa lần lượt đứng ra. Tôi nói này anh bạn, anh chen hàng vốn là anh đã sai, cô gái kia chỉ nói anh một hai câu, sao anh còn động tay động chân? Đúng vậy anh bạn, có ý thức một chút được không? Còn không mau xin lôi người ta đi, là đàn ông ra tay với một cô gái có sâu hỗ không? Chẳng thế còn gì, mau xin lỗi đi, mau chóng xin lỗi cô gái ấy đi. Nhìn thấy một đám người đứng ra nói đỡ cho Đường Đường, thanh niên tóc vàng cười khây, các người biết tôi là ai không? Nói cho các người biết, tôi tên là Vương Kiệt, nghe thầy bảo giờ chưa? Mẹ kiếp, nếu không muốn chết thì câm miệng chó của các người lại. Cái gì, Vương Kiệt? Người này là Vương Kiệt. Cậu chủ nhà họ Hoàng ở Đế Đô. Nghe vậy, rất nhiều người lần lượt im miệng, nhìn Vương Kiệt với ánh đầy vẻ sợ hãi. Vương Kiệt, cậu chủ nhà họ Hoàng hạng nhất ở Đế Đô, ngang ngược hồng hách, là một tên ăn chơi có tiếng ở Đế Đô. 3 năm trước, Vương Kiệt cưỡng hiếp cô thư ký xinh đẹp của mình ngay trong công ty, khiến người ta có thai nhưng không chịu trách nhiệm,
thư ký xinh đẹp khiêu cáo Vương Kiệt, ngày hôm sau đột tử trên đường, tin tức này vừa truyền ra, chấn động cả đế đô. 2 năm trước, Vương Kiệt đánh nhau trong hộp đêm, đánh chết 3 người, sau đó nhà họ Hoàng ra mặt nói Vương Kiệt là tự vệ, cuối cùng Vương Kiệt được tuyên bổ tráng án. 1 năm trước, Vương Kiệt thích một cô gái đẹp, tiên lên dụ dỗ, bạn trai của cô gái đẹp lên tiếng cảnh cáo, Vương Kiệt thẹn quá hóa giận đánh gãy chân thứ 3 của bạn trai cô gái đẹp ngay trên đường phố. Nhà họ Hoàng lại ra mặt, Vương Kiệt vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật như cũ. Điều quan trọng nhất là Vương Kiệt có quan hệ tốt với Sử Tường, cậu chủ của một gia đình giàu có ở đế đô, đây cũng chính là vốn liếng và sức mạnh không coi ai ra gì của Vương Kiệt. Ngang ngược như vậy, Dương Tiêu thấy rất nhiều người bị Vương Kiệt làm cho kinh ngạc, anh chế nhạo. Đường Đường nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhăn tái nhọt, anh. Anh là Vương Kiệt. Đúng vậy, ông đây là Vương Kiệt, còn dám xen vào chuyện của người khác tôi sẽ diệt cô. Vương Kiệt hung ác nhìn Đường Đường. Trong khoảng thời gian đến đế đô, này Đường Đường đã nghe được rất nhiều tin tức, Đường Đường cũng đã nghe qua về việc làm của Vương Kiệt. Điều mà Đường Đường không ngờ là tên ăn chơi nổi tiếng nhất đế đô lại có thể bị mình chạm mặt. Dương Tiêu diêu cọt, cho anh 3 giây lập tức xin lỗi, nếu không tôi không quan tâm anh có lai lịch gì, tôi đảm bảo sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Khiến tôi phải trả giá đắt, chỉ dựa vào anh, Vương Kiệt khinh thường liếc nhìn Dương Tiêu. A Kiệt, xảy ra chuyện gì? Mua vé thôi mà cũng xảy ra xích mích như vậy. Đúng lúc này, một cô em gái mặc váy bó sát hông bước tới. Vương Kiệt nhìn thấy cô em gái thì đôi mắt sáng lên nói, Bình Bình đợi một chút, xong ngay thôi, xong ngay thôi. Cô em gái này có xuất thân từ một gia đình giàu có ở đế đô, khó khăn lắm Vương Kiệt mới theo đuôi được, so với gia đình của cô em gái, nhà họ Hoàng bọn họ đứng trước mặt lập tức bị lu mờ. Vì vậy, Vương Kiệt muốn lây lòng cô em gái, lợi dụng chuyện này nâng cao di sản tông thê của nhà họ Hoàng. Tôi cảnh cáo anh chớ tìm chết, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với NHTL. Vương Kiệt lạnh lùng nhìn Dương Tiêu. Ngay lúc Vương Kiệt xoay người chuẩn bị mua vé, một bàn tay mạnh mẽ đè lên vai anh ta. Xin lỗi, muốn vào thì ra sau xếp hàng, từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Dương Tiêu. Nghe vậy Vương Kiệt hoàn toàn tức giận, anh ta xoay người lại, nhìn chăm chăm Dương Tiêu với vẻ mặt hung ác, yôn anh thật sự chê sống lâu hả? Biệt chữ chết việt như nào không? Nếu chậm trễ quá lâu, cô em gái Bình Bình sẽ nổi giận, hậu quả thế nào anh ta không dám tưởng tượng. A Kiệt, anh ta là ai? Kiêu ngạo như thế, em thấy anh ta chướng mắt. Cô em gái nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt khinh thường. Dương Tiêu giễu cọt, thấy tôi chướng mắt, hai người các người đúng là cá mè một lứa. Cá mè một lứa, đây là xúc phạm. Đồ khốn, anh mắng ai đấy? Cô em gái không bình tĩnh nữa. Vương Kiệt tức giận đá Dương Tiêu, mẹ kiếp, sao anh lại nói chuyện với Bình Bình nhà tôi như thế hả? Bobby nói thì chậm mà ra tay thì nhanh, Vương Kiệt còn chưa kịp đá vào Dương Tiêu đã đá mạnh vào ngực Vương Kiệt. Dưới sự chú ý của mọi người, Vương Kiệt bị cú đá của Dương Tiêu làm cho choáng váng ngã xuống đất. Hít, nhìn thấy Dương Tiêu thực sự đá bay Vương Kiệt, nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi há hốc mồm. Người này là ai? Sao chưa thấy bao giờ? Trông không giống con nhà giàu ở đế đô. Đúng, cú đánh này quá quyết đoán, Vương Kiệt không phải người tốt gì, lòng dạ hẹp hòi có thù tật báo, anh bạn này thảm rồi. Lúc trước có không ít người bị Vương Kiệt đánh chết. Anh bạn này lại đá Vương Kiệt, chờ Vương Kiệt nội điên sẽ không thể tưởng tượng nổi. Những người trong hàng đều chết lặng, họ không ngờ Dương Tiêu không chỉ đánh trả mà còn đá bay Vương Kiệt. Anh lại dám đánh người, anh lại dám đánh A Kiệt, khuôn mặt cô em gái đầy vẻ không tin. Sở dĩ cô ta ở bên Vương Kiệt là vì Vương Kiệt đi đến đâu cũng ngang ngược ngạo mạn, không ai dám khiêu khích, cô ta rất thích cảm giác ngang ngược này. Điều mà cô em gái nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới là lại có người dám chồng lại Vương Kiệt. Trong mắt cô ta, hành vi như vậy chỉ đơn giản là điên rồ. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn cô em gái, sao? Tôi không thể đánh lại hả? Chỉ vì các người có quyền có thế, các người đánh người khác không chỉ không được đánh lại mà còn phải đứng chịu đánh. Vương Hầu cũng thế, không phải sinh ra đã ở địa vị cao, các người xem đức hạnh của các người xem, thật đáng xấu hổ. Cái gì, đáng xấu hổ? Cô em gái xấu hổ tức giận nhìn Vương Kiệt, A Kiệt, anh ta sỉ nhục em, anh ta mắng em, anh phải làm chủ cho em. Nhìn vẻ mặt ám ức của cô em gái, Vương Kiệt hoàn toàn tức giận. Anh ta bật dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng mở cốp xe rút một cây gậy bóng chày. Trời ơi, mau chạy thôi, coi chừng máu bắn tung tóe.
nhìn thấy Vương Kiệt chơi thật, nhóm người xếp hàng lần lượt di tản khỏi hiện trường. Không phải bọn họ không có tinh thần trọng nghĩa, mà là bọn họ thực sự không dám xúc phạm Vương Kiệt. Nắm chặt cây gậy bóng chày, Vương Kiệt giận dữ hét vào mặt Dương Tiêu, thằng khôn nạn. Anh xong rồi, anh xong rồi. Dám đánh tôi, còn mắng Bình Bình, anh rất dũng cảm. Mau quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu khiến Bình Bình nhà tôi hài lòng, có lẽ tôi có thể nghĩ lại giữ cho anh toàn thây. Nếu không hài lòng, tôi không chỉ chém anh thành tám khúc, mà còn ném con nhóc bên cạnh anh vào chỗ làng chơi, tìm nhóm cao to vạm vỡ tới chơi, chơi chê cô ta. Cái gì, chơi đến chết? Vẻ mặt Dương Tiêu lập tức ảm đạm đến mức suýt chảy ra nước. Đường Đường là người nhà của anh, sỉ nhục anh thì cũng thôi, Vương Kiệt này lại dám đem Đường Đường đùa, chuyện này thật sự rất quá đáng. Gương mặt non nớt của Đường Đường cũng rất tái nhọt, cô không ngờ dáng vẻ ngang ngược hồng hách của Vương Kiệt còn hơn cả Sử Tường. Tốt, rất tốt, Dương Tiêu gật đầu. Vương Kiệt cầm cây gậy bóng chày, ngang ngược tùy tiện, quỷ hay không? Dương Tiêu nhìn chăm chăm Vương Kiệt với vẻ mặt u ám như bão tuyết tháng 2. Anh nhìn Vương Kiệt với ánh mắt sâu lạnh giá, như đang nhìn chăm chăm vào một người đã chết. A Kiệt, em thấy tên khốn kiếp này không muôn sông nữa, đánh anh ta đi, mau giết anh ta. Để em nhìn thấy dáng vẻ độc đoán máu me của NHL. Cô em gái ân chứa vẻ kích động. Nghe những gì cô em gái nói, Vương Kiệt trở nên phân khích lạ thường, anh ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn trước mặt cô em gái, để cô em gái yêu anh ta không dứt ra được. Vương Kiệt nhìn chăm chăm Dương Tiêu chê nhạo, đồ khôn, Bình Bình nhà tôi đã nói như vậy, tôi càng không thê tha cho NHL. Phút. Trong phút chốc, vẻ mặt của Vương Kiệt vô cùng tàn nhẫn. Anh ta cầm cây gậy bóng chày đập thẳng xuống đầu Dương Tiêu. Với đòn này, Vương Kiệt đã dùng hết sức, nếu một người bình thường bị trúng đòn thì đâu chắc chắn sẽ nở hoa. Xong rồi, anh bạn này xong đời rồi. Nhìn cây gậy bóng chày không ngừng rơi xuống, đám người có mặt tại hiện trường đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt thông cảm sâu sắc. Anh dễ cẩn thận, Đường Đường kinh hãi hét lên. Cô em gái mặc váy bó sát hông phần khích nói, A Kiệt, đánh chết anh ta. Em muốn nhìn thấy đầu anh nở hoa máu bắn tung tóe. Súc sinh, xuống địa ngục đi. Vương Kiệt nhìn chăm chăm Dương Tiêu hét lên. Mà vẻ mặt Dương Tiêu khá ảm đạm, ngay khi cây gậy bóng chày của Vương Kiệt chuẩn bị đánh trúng Dương Tiêu, tay phải của Dương Tiêu tấn công nhanh như chớp. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Vương Kiệt, đột nhiên dùng sức, Vương Kiệt đau đớn rên rỉ, cây gậy bóng chày trên tay anh ta đột nhiên rơi xuống. Vũ Ti dưới sự chú ý của mọi người, Dương Tiêu chộp lấy cậy gậy bóng chày đánh mạnh vào mặt Vương Kiệt. Phụt! Bị gậy bóng chày đánh vào mặt, Vương Kiệt nghiêng cô, cơ thể ngã xuống đất kèm theo một tiếng ầm, nước bọt trong miệng bắn tung tóe. Bị Dương Tiêu đánh, Vương Kiệt hét lên, đờ mò tổ tiên nhà anh dám đánh tôi. Bộp! Tuy nhiên, Vương Kiệt vừa đứng dậy khỏi mặt đất, Dương Tiêu bất ngờ túm lấy cổ của Vương Kiệt. Dương Tiêu hơi dùng sức, Vương Kiệt ngang ngược bị Dương Tiêu nhấc lên như gà. Hai chân không chạm đất. Vương Kiệt kinh hãi, anh ta thật sự không ngờ Dương Tiêu không chỉ có kỹ năng cao mà còn ra tay dứt khoát gọn gàng như vậy. Vương Kiệt bị giữ cổ, anh ta thở dồn dập giấy giụa không ngừng. Cuối cùng, Vương Kiệt kinh hãi phát hiện ra bàn tay của Dương Tiêu giống như một cái kìm lớn, anh ta không thể thoát ra được. Vương Kiệt kinh hãi nói, mẹ kiếp, anh muốn chết hả? Tôi có thể là người thừa kế của nhà họ Hoàng, anh dám giết tôi. Nếu giết tôi, nhà họ Hoàng sẽ không tha cho anh. Chỉ thấy vẻ mặt Dương Tiêu lạnh như bão tuyết tháng 2, anh ta đe dọa như nào cũng vô dụng. Lúc này, Vương Kiệt mới thực sự nhận ra người đàn ông trước mặt này là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ siêu tàn nhân, thật sự dám giết anh ta đưa anh ta xuống Hoàng Tuyên. Tôi xin lỗi, đại ca tôi xin lỗi còn không được sao, tôi sai rồi. Đàn em biệt sai rồi, đại ca, bỏ ra. Tôi sắp không thở được. Hai mắt Vương Kiệt tôi sâm vội vàng nói. Đáng tiếc đã quá muộn, những gì anh ta làm thực sự đã kích thích sát khí trên người Dương Tiêu. Khu khụ. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Vương Kiệt trợn mắt, khóe miệng chảy ra rất nhiều máu. A Kiệt, nhìn thấy cảnh này, cô em gái mặc váy bó sát hông không khỏi thốt lên. Cô ta muốn bước tới kéo Dương Tiêu ra. Nhưng Dương Tiêu lại quay đầu. Lạnh lùng nhìn chăm chằm cô ta, mồ hôi lạnh trên trán của cô em gái mặc váy bó sát hông rơi không ngừng. Dường như kẻ đứng trước mặt cô ta không phải con người, mà là một ác quỷ có thể cướp đi mạng sống của cô ta bất cứ lúc nào. Hự,
Vương Kiệt giãy giụa sắp chê, khóe miệng càng ngày càng tràn nhiều máu hơn. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Vương Kiệt, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều thực sự bị sốc, họ không ngờ Dương Tiêu lại quả cảm đến vậy. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Vương Kiệt mà không có một chút thương hại hay thông cảm nào, như thể Vương Kiệt này đáng chết. Nhân thấy Vương Kiệt thật sự sắp chê, Đường Đường vội vàng tiến lên khuyên can, Dương Tiêu, không được. Thật sự không được, anh không thể giết người, hiện trường có rất nhiều người, nếu Vương Kiệt thực sự chết, thì cả hai chúng ta sẽ không ai thoát được, mà anh cũng không phải tự vệ. Vương Kiệt càng vùng vây mạnh hơn. Ý thức của anh ta mơ hồ, không còn nghe thấy ai đang nói chuyện, anh ta chỉ biết mình sắp chết, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và hối hận vô hạn. Đường Đường lại khuyên can, Dương Tiêu, đừng hành động theo cảm tính. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đường Đường, Dương Tiêu ném Vương Kiệt sang một bên như ném rác. Đúng vậy, rất nhiều người đã nhìn. Thấy cảnh này, nếu Vương Kiệt chết mình thì sẽ chẳng ảnh hưởng đến tông thê, nhưng e là Đường Đường sẽ gặp phải sóng gió. Điều quan trọng nhất là Dương Tiêu không muốn thể hiện mặt máu me của mình trước mặt Đường Đường, càng không muốn vì chuyện này mà mang lại quá nhiều ảnh hưởng tâm lý cho Đường Đường. Phù, thấy Dương Tiêu bỏ tay, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Tiêu thực sự giết Vương Kiệt, cô thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Nằm liệt trên mặt đất, Vương Kiệt hít thở sâu vài lần mới tỉnh táo lại. Lúc này, trán và lưng của anh ta đã đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa nãy Vương Kiệt thực sự cảm thấy mình sắp chết. Cô em gái mặc váy bó sát hông bước tới nói, A Kiệt, anh có sao không, A Kiệt? Không sao, không sao. Vương Kiệt tiếp tục thở hôn hê ến. Cô em gái mặc váy bó sát hông nhìn chăm chăm Dương Tiêu với vẻ mặt đầy oán hận, cô ta xúi giục. A Kiệt, tên khôn này thật quá đáng, mau, mau gọi cho anh Sử quen biệt anh Thâm, không phải anh ta đánh nhau giỏi lắm sao? Chúng ta gọi họ đến, chúng ta gọi họ đến đánh, chê anh ta. Nếu anh ta không chết, uất ức trong lòng em sẽ không tiêu tan. Được, anh sẽ gọi cho anh Sử. Vương Kiệt cũng tức giận không thôi. Anh ta tung hoành ngang dọc ở Đế Đô, ai dám làm trái ý anh ta? Ai ngờ hôm nay đưa cô em gái Bình Bình đi chơi lại gặp phải một nhân vật tàn nhân như Dương Tiêu. Bị mất mặt trước mặt cô em gái Bình Bình, Vương Kiệt đương nhiên muốn trả thù. Dương Tiêu thả anh ta ra, trong mắt Phương Kiêu, điều này đủ để chứng minh Dương Tiêu hoàn toàn không dám giết anh ta, nếu không nhà họ Hoàng sẽ không tha anh. Vương Kiệt lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi ra, anh ta hung hăng nhìn chăm chăm Dương Tiêu, mẹ kiếp, anh dám động vào tôi, anh chết chắc rồi. Mẹ kiếp hôm nay anh chết chắc rồi, có giỏi thì đừng chạy. Nói xong, Vương Kiệt tìm thấy số điện thoại của Sử Tường, bấm gọi. Sử Tường đang ở trong xe cấp cứu thì điện thoại đỗ chuông, một tên đàn em lấy điện thoại ra nói, cậu chủ, đây là điện thoại của Vương Kiệt cậu chủ nhà họ Hoàng. Vương Kiệt, gọi cho tôi, Sử Tường nhận điện thoại. Anh ta có mối quan hệ rất tốt với Vương Kiệt, lúc này Vương Kiệt gọi điện cho anh ta. Mặc dù đang trong tình trạng này nhưng Sử Tường vẫn có thể chịu đựng cơn đau dữ dội trả lời cuộc gọi của Vương Kiệt. Khi cuộc gọi được kết nối, Vương Kiệt giận dữ nói, anh Sử, tôi đang ở Disneyland bị người ta đánh, anh Sử, anh mau đưa người đến đây tiếp viện đi. Bị người ta đánh, ai lại kiêu ngạo như vậy? Sử Tường thắc mắc. Vương Kiệt nghe vậy, anh ta nhìn Dương Tiêu măng, danh con, anh tên gì? Dương Tiêu trực tiếp đáp lại. Vương Kiệt nghe xong nói với Sử Tường, anh Sử, người bên kia vô danh tiêu tốt, tên Dương Tiêu. Dương Tiêu, vô danh tiểu tốt. Nghe đến đây, Sử Tường dường như đã nghĩ tới điều gì đó, chỗ đúng quần. Của anh ta nhói đau, tay run rẩy điện thoại rơi xuống. Anh Sử, có chuyện gì vậy? Anh Sử, sao anh không nói? Nghe thấy sự kỳ lạ ở đâu dây bên kia Vương Kiệt ngạc nhiên hỏi, hiện giờ anh ta đang mong Sử Tường ra mặt, chỉ cần Sử Tường ra mặt. Tên Dương Tiêu này chắc chắn sẽ chết. Sử Tường nhặt điện thoại dưới đất lên giận dữ hét lên, Vương Kiệt, mẹ kiếp anh là trẻ mồ côi thì đã đành, anh còn muốn tôi trở thành trẻ mồ côi như anh hả? Dương Tiêu, vô danh tiểu tốt, tôi thực sự nghi ngờ anh bị bệnh tâm thần, là Lương Tĩnh Như cho anh sự dũng cảm hả? Tên trẻ mồ côi ngu dốt nhà anh, đờ mờ ông nội anh, mình anh tìm chết thì mình anh chết đi, chớ kéo ông đây làm đệm lưng. Sử Tường thật sự tức giận sắp bùng nô. Đầu óc tên Vương Kiệt này có lỗ hả, dám xúc phạm Dương Tiêu, Sử Tường thật muốn hỏi Vương Kiệt này, sông không tốt hả? Anh ta vì xúc phạm Dương Tiêu, bị đánh một trận tơi bời thì đã đành, biểu tượng đàn ông còn bị phế. Nghe thấy Sử Tường lại mắng mình là trẻ mồ côi, Vương Kiệt đã vô cùng sửng sốt,
một cơn tức giận vô hình bùng phát trào ra khỏi cơ thể. Đôi mắt anh ta trở đỏ bừng, đúng vậy, anh ta là một đứa trẻ mồ côi. Hồi đó cha mẹ anh ta đã xúc phạm người không nên xúc phạm, toàn bộ nhà họ Vương bị tàn sát chỉ trong một đêm. Cha mẹ anh ta nhận ra dòng họ sắp bị xóa số nên đã đưa anh ta vào nhà họ Hoàng. Cha anh ta và chủ nhà họ Hoàng kê nghĩa anh em. Chủ nhà họ Hoàng không sinh đẻ được, lấy vợ nhiều năm mà không sinh được con trai, thấy Vương Kiệt còn trẻ, dễ thương nên đã nuôi Vương Kiệt như con ruột của mình. Thậm chí, chủ nhà họ Hoàng vẫn giữ nguyên tên gốc của Vương Kiệt, chỉ định Vương Kiệt là chủ nhà tiếp theo của nhà họ Hoàng. Đây là nỗi đau không nói nên lời của Vương Kiệt trong đời này, bất cứ ai nói Vương Kiệt là đứa trẻ mồ côi anh ta đều trở nên tức giận. Điều mà Vương Kiệt không bao giờ ngờ tới là sự tường bạn thân nhất của anh ta lại mang anh ta là trẻ mồ côi, đây là có ý gì? Vương Kiệt vừa bị sốc vừa tức giận, ánh mắt nhìn Dương Tiêu dần thay đổi. Dương Tiêu cầm gậy bóng chày nhìn Vương Kiệt, gọi người. Tiếp tục gọi người đồ hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không đi, tôi ngược lại muốn xem anh có thể làm gì. Anh đừng bắt nạt người quá đáng. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Dương Tiêu, trong mắt dần dần hiện lên vẻ sợ hãi. Tuy ăn chơi nhưng anh ta không ngu, thái độ của Sử Tường đổi với anh ta gián tiếp cho thấy thân phận đặc biệt của Dương Tiêu. Vì quá ham chơi nên Vương Kiệt không để ý đến chuyện ở Đế Đô, việc Dương Tiêu trở về đã gây chấn động lớn ở Đế Đô như vậy, anh ta cũng không biết. Sau khi suy nghĩ kỹ, ở Đế Đô không có một nhân vật tàn nhẫn tên Dương Tiêu. Dương Tiêu giễu cợt, tôi bắt nạt người quá đáng, tôi thầy là anh bắt nạt người quá đáng mới đúng. Nói cho anh biết, tôi là cậu chủ nhà họ Hoàng, anh dám đánh tôi bố nuôi sẽ không tha cho anh. Vương Kiệt trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu vui đùa, cậu chủ nhà họ Hoàng. Vương Kiệt, xem ra anh thật sự là trẻ mồ côi. Vừa nãy Vương Kiệt gọi điện thoại cho Sử Tường, với thính lực của Dương Tiêu anh đương nhiên nghe thấy, nhưng khiến Dương Tiêu ngạc nhiên là Vương Kiệt lại là con nuôi của nhà họ Hoàng. Anh mắng ai là trẻ mồ côi hả? Vương Kiệt nghe xong, anh ta xù lông tại chỗ. Dương Tiêu giễu cợt, nếu thật sự là trẻ mồ côi, nhà họ Hoàng có thể cho anh địa vị như ngày hôm nay là bởi vì anh được kỳ vọng trở thành người tài, mà không phải để anh ngang ngược hung hách không ai bì nổi. Còn dám nói tôi là trẻ mồ côi. Đậu phông, Vương Kiệt nghe vậy, anh ta nổi giận tung năm đầm hung hăng lao về phía Dương Tiêu. Anh ta ghét người ta nói anh ta là trẻ mồ côi Nhật, Dương Tiêu nói anh ta là trẻ mồ côi hai lần liên tiếp, Vương Kiệt hoàn toàn bị kích thích thần kinh não, anh ta không quan tâm gì cả lao tới đánh Dương Tiêu. Dương Tiêu, mau tránh ra, đường đường sững sờ. Vương Kiệt hung dữ điên cuồng còn hung ác hơn trước, cảnh tượng đó thực sự khá đáng sợ. Mặt Dương Tiêu không thay đổi, anh cầm gậy bóng chày đập mạnh vào nắm đấm của Vương Kiệt. Bị gậy bóng chày đập vào nắm đấm, Vương Kiệt đau đớn suýt khóc. Dương Huyền Tiêu không cho Mini Kiệt quá nhiều cơ hội, anh giơ chân đá vào người Vương Kiệt. Vương Kiệt hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của Dương Tiêu, trong ánh mắt của mọi người anh ta ngã như một con chó gặm bùn. Dương Tiêu giễu cợt, biết tại sao Sử Tường không giúp anh không? Tại sao? Vương Kiệt hỏi với vẻ mặt khó coi. Dương Tiêu hài hước nói, bởi vì biểu tượng đàn ông của Sử Tường đã bị tôi phê, anh nghĩ anh ta còn có tâm trạng quan tâm tới anh không? Cái gì? Biểu tượng đàn ông của Sử Tường đã bị tên trước mặt này phế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.